Cổ Bát đứng trên lưng sói đen, cực kỳ hưng phấn, hai tay của hắn chỉ có 8 ngón, nhưng mà mỗi một ngón đều dài hơn người thường gấp đôi, móng tay cũng dài một thước. Kim Thẳng cũng kích động toàn thân run run, nhìn qua đại thụ màu xanh trên vách đá, nó cao chừng 70 trượng, vô số rễ cây lộ ra bên ngoài, lưu động từng đạo linh quang nhàn nhạt. Nếu có thể ngồi ngộ đạo dưới cây này, có lẽ có một ngày nào đó sẽ cảm ngộ ra đại đạo chân nhân. Kim Thẳng chuẩn bị ra tay, đây là một cây vô thượng thần bảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ám vực các ngươi thật sự dám là địch với Nhật Nguyệt Tiên giáo của ta sao? Có gì không dám? Ba đại cự đầu ám vực hơi do dự, sau đó đồng thời nói ra, giọng nói lạnh lẽo. Nhật Nguyệt Tiên giáo mặc dù có danh xưng đệ nhất tiên giáo, làm cho thần Tấn Vương triều đình kiêng kỵ ba phần, nhưng mà không dọa được ba lão đầu này, vì linh quả thụ, người nào bọn họ cũng có thể giết. Xíu, yêu yêu. Một đạo ánh sáng hình trăng lưỡi liềm hiện ra, chiếu sáng cả phiến đại địa này, đi xuyên qua vết nứt không gian. Trăng lưỡi liềm này là một chiếc xe, phía trên đầy dây xích bạch ngọc, thời điểm vạch phá bầu trời bay tới, có một phu nhân mặc cung trang đang đứng, thân đeo duy băng, mang khăn quàng vai, trên người hào quang chói mắt như trăng rằm. Sắc mặt Tu Hoa Thập Tam Nương hơi đổi, nói. Đây là một nữ cường nhân, còn khủng bố hơn ba lão đầu ám vực. Nhìn thấy chiếc xe trăng lưỡi liềm bay tới, Diệp Ti Loan vui vẻ, nói. Sư tôn, người đã đuổi tới. Thu được truyền tin khẩn cấp của ngươi, ta lập tức đuổi tới. Bạch Nguyệt sứ giả nhàn nhạt nói ra. Phát sinh chuyện gì? Ồ, đây chính là vô thượng linh căn. Bạch Nguyệt sứ giả chính là cự đầu của Nhật Nguyệt Tiên giáo, địa vị gần với Nhật Nguyệt giáo chủ, tu vị cao đến đáng sợ. Nàng nhìn qua linh quả thụ khổng lồ sau lưng Diệp Ti Loan thì nhanh chóng nhận ra. Tuyệt đối là linh quả thụ có thể kết linh quả 4.000 năm, so với tiểu tiên linh thụ của Phổ Đà Sơn và hai cây linh thụ của hoàng tộc còn cao cấp hơn nhiều. Bạch Nguyệt sứ giả xem như người nhìn thấy đầu sóng ngọn gió, giờ phút này hưng phấn phát run, trong đôi mắt bắn ra tinh quang đáng sợ, nói. Đây, ai tìm được vô thượng linh căn này? Chính là đệ tử tìm được, cùng mấy vị bằng hữu khổ chiến một hồi mới đoạt lại được. Diệp Ti Loan nói ra. Bạch Nguyệt sứ giả đại hỉ. Ti Loan, lần này ngươi lập nhiều đại công, đây là một hồi cơ duyên, là tiên vận cực lớn, tiên giáo có được linh căn này chính là bảo vật trấn giáo, xem ra Nhật Nguyệt tiên giáo của ta sắp nhất phi trùng thiên rồi, muôn đời truyền thừa, ha ha, thiên hạ đệ nhất cổ xưa tiên giáo càng được củng cố, không ai có thể dung chuyển. Bạch Nguyệt sứ giả cười vui vẻ thật lâu. Thế nhưng mà, có người muốn đoạt vô thượng linh căn này. Diệp Ti Loan nói ra. Bạch Nguyệt sứ giả sắc mặt lạnh lẽo nhìn qua. Ba đại cự đầu ám vực sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo như khối băng, bọn họ cũng không sợ, tuy Nhật Nguyệt tiên giáo nội tình thâm hậu, truyền thừa cổ xưa, nhưng mà còn chưa tới mức làm bọn họ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Thế lực ám vực tuy kém Xâm La Điện, Phổ Đà Sơn, Âm Dương Lưỡng Giới Sơn những cự đầu tà giáo này, nhưng mà vẫn là thế lực tà đạo nhất lưu, cũng nổi danh khắp thần Tấn Vương triều. Đám người Phong Phi Vân cũng không vội ra tay. Bộ dáng xem kịch vui, nếu có đại nhân vật Nhật Nguyệt tiên giáo đuổi tới, như vậy chuyện kéo cửu hận bọn họ sẽ không làm, không thấy Bạch Nguyệt sứ giả thần khí bá đạo hay sao, một cây linh quả thụ này là phải tranh giành không nghi ngờ, thần cản sát thần, Phật ngăn đổ Phật. Diệp Ti Loan quả thật là nữ tử cực kỳ thông minh, chỉ nói cho Bạch Nguyệt sứ giả mình là người tìm được linh quả thụ, lại không nói cho nàng biết tuyệt phẩm linh quả, những linh quả này tự nhiên phải do bản thân cất giữ. Không có khả năng giao cho Nhật Nguyệt tiên giáo. Khâu Linh cô, người hẳn là dùng lực lượng một người chiến với ba người chúng ta sao? Cũng quá đánh giá cao ngươi rồi giấy. Một cự đầu ám vực là Cổ Bát chỉ lạnh giọng nói ra, ngón tay lay động, móng tay đen kịt, lạnh như băng, chúng giống như 8 thanh hàn kiếm tỏa ra hào quang sáng ngời. Khâu Linh cô chính là tên của Bạch Nguyệt sứ giả, cái tên này còn vang dội hơn ba cự đầu ám vực nhiều lắm, đặc biệt là các đại tiên giáo. Tiên môn trong thần Tấn Vương triều chẳng khác gì mặt trời ban cho. Nếu như ví von giáo chủ Nhật Nguyệt tiên giáo là tấn đế, như vậy Bạch Nguyệt sứ giả chính là thần vương. Bạch Nguyệt sứ giả chính là phu nhân xinh đẹp, bộ dáng có vài phần tương tự Liễu Duệ Hâm, lúc trẻ chắc chắn là thiên chi kiều nữ, tuyệt đại giai nhân, trên người nàng có khí độ thượng vị giả, trên đỉnh đầu ngưng tụ hư vân, chung quanh thân thể có hào quang lượn lờ, cười lạnh nói. Cổ Bát Chỉ, Kim Thẳng, Tây Môn Túc Đức. Ba người các ngươi trốn trong ám vực quá lâu rồi, còn không biết thế cục thần Tấn Vương triều hiện tại,
chỉ bằng các ngươi cũng dám là địch với ta, 400 năm trước, trong thế hệ trẻ tranh hùng, ba người các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Bạch Nguyệt Sứ Giả và Cổ Bát Chỉ, Tây Môn Túc Đức, Kim Thẳng là người cùng thế hệ, thiên tài thời đại đó giao thủ không chỉ một lần. Trừ phi vực chủ ám vực của các ngươi xuất hiện còn chẳng kém lắm. Bạch Nguyệt Sứ Giả khí độ phi phàm, hiểu rõ tu vị đám người Cổ Bát Chỉ như lòng bàn tay. Khâu Linh Cô, hiện tại cũng không phải 400 năm trước, lúc ấy chúng ta không yếu hơn ngươi bao nhiêu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cổ Bát Chỉ, Kim Thẳng, Tây Môn Túc Đức có thể đạt tới địa vị và tu vị hiện tại, tự nhiên cũng là nhân kiệt thời đại, hơn nữa thủ đoạn và bổn sự cũng vượt xa người khác, tự nhiên sẽ không bị một nữ nhân dọa lùi. Không bao lâu lại có cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo chạy tới, có hơn 10 người, phần lớn đều có tu vị cao sâu, chính là nhân vật cấp trưởng lão của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Liễu Duệ Hâm mất tích nhiều ngày cũng đi theo đám cường giả này, nàng nhỏ tuổi nhất. Dáng người Liễu Duệ Hâm thướt tha, ngọc thể yểu điệu, có vài phần tâm tình thiếu nữ, cũng có vài phần thanh nhã tịnh lệ, nhìn qua Phong Phi Vân cầm chuông đồng lớn, châm đạp hư không chạy tới quảng cánh tay Phong Phi Vân, nói. Chính đại thúc này bắt ta đi, còn kích thương Diệp sư tỷ, quả thật là đáng hận tới cực điểm, mẫu thân nhất định phải thay chúng ta ra tay giáo huấn hắn, phong bế tu vị của hắn, sau đó bắt về Nhật Nguyệt Tiên Giáo, hảo hảo tra tấn. Bạch Nguyệt Sứ Giả lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, giọng nói lạnh giá. Ngươi chính là tán tu đả thương mấy đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo, còn bắt Duệ Hâm, tuyên bố muốn vơ vét tài sản Trấn Tiêu Cổ Kiếm. Cánh tay Phong Phi Vân bị Liễu Duệ Hâm nắm, nàng giống như kẹo da trâu, căn bản không buông tay, kéo cũng không kéo được, mang theo nụ cười hả hê, cao ngạo và có chút điêu ngoa. Diệp Ti Loan nói, sư tôn, đây là hiểu lầm. Tán tu đại thúc này là thế ngoại cao nhân, một hai câu không thể giải thích rõ. Ánh mắt Liễu Duệ Hâm trợn tròn đầy kinh ngạc, sư tỷ mà nàng sùng bái lúc này đang nói giúp cho đại thúc ghê tởm, lúc trước bọn họ còn đại chiến một hồi đấy. Trên mặt nàng đầy vẻ lo lắng, muốn nói cái gì nữa, nhưng lại bị Bạch Nguyệt Sứ Giả ngăn lại, nói. Việc này nói sau. Rất hiển nhiên Bạch Nguyệt Sứ Giả càng tin tưởng Diệp Ti Loan nói hơn, cảm thấy Liễu Duệ Hâm chính là tâm tình thiếu nữ. Nhìn việc không rõ ràng như Diệp Ti Loan. Những trưởng lão Nhật Nguyệt Tiên Giáo nhìn thấy cây linh quả thụ này chính là Diệp Ti Loan tìm được đầu tiên, cả đám hưng phấn không thôi, không ngừng khen Diệp Ti Loan, chuyện này với Nhật Nguyệt Tiên Giáo là đại hỷ sự, nhưng mà khi biết tu sĩ tà đạo ám vực muốn nhúng chàm và đả thương Diệp Ti Loan, những trưởng lão này tức giận đùng đùng. Những tu sĩ tà đạo này lá gan càng lúc càng lớn, rõ ràng dám cướp đoạt trên đầu Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta. Nếu đã muốn chiến, vậy cứ đánh cho long trời lỡ đất. Không có nói lời dư thừa, những trưởng lão Nhật Nguyệt Tiên Giáo tế linh khí ra, hơn 10 kiện linh khí bay tới giống như mặt trời và mặt trăng, toàn bộ bầu trời biến sắc, bộc phát uy năng hủy thiên diệt địa, đánh ba cự đầu ám vực rút lui liên tiếp, căn bản không ngăn được đám lão gia hỏa đang tức giận này. Cuối cùng ba cự đầu ám vực nhanh chóng bỏ chạy. Bạch Nguyệt Sứ Giả cũng ra tay một lần, đánh ra Nguyệt Ấn chói mắt. Đánh Tây Môn Túc Đức trong ba cự đầu trọng thương, hắn sợ hồn phi phách tán, chạy cực nhanh, lúc này nàng xem như báo thù cho Diệp Ti Loan. Không hổ là Nhật Nguyệt Tiên Giáo, cường giả rất nhiều. Hai mắt Phong Phi Vân nhíu lại nhìn chằm chằm vào linh khí trên trời cao, trong lòng cảm thán. Khó trách dám khu trục quan viên triều đình, xưng hùng tại địa tử phủ, mấy ngàn tòa tiên môn phụ thuộc, đại giáo cổ xưa bực này nội tình không yếu hơn bốn đại môn phiệt. Hơn nữa nói không chừng trong giáo còn có nửa bước chân nhân, thậm chí là lão gia hỏa chân nhân. Diệp Ti Loan nhìn thấy thần sắc trong mắt Phong Phi Vân, cười cười, nàng duỗi ngón tay ngọc ra, nói. Nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân kia không, đó chính là sư thúc của ta, chính là một trong các truyền công trưởng lão Nhật Nguyệt Tiên Giáo, từ 80 năm trước đã là thiên mệnh thất trọng, hôm nay đã là thiên mệnh thất trọng trung kỳ, cũng thập phần xứng với đại thúc. Nhìn qua nữ tử chừng 26. 27 tuổi, dáng người thon dài, mặc quần áo màu tím, tế một kiện nhất phẩm linh khí, tay áo phất phơ trong gió, đúng là mỹ nhân thượng đẳng, Diệp Ti Loan không có lửa gạt hắn. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, nói. Lão phu tu luyện đồng tử công của Phật môn, không tiện gần nữ sắc. Liễu Duệ Hâm ở rất gần hai người, tự nhiên cũng nghe được bọn họ nói rõ ràng, kinh ngạc nói. Diệp sư tỷ. Sao ngươi giới thiệu nhạc sư thúc cho đại thúc hèn mọn bị ổi này, hắn có điểm nào xứng đôi với nhạc sư thúc?
Lão Phu, hèn mọn bỉ ổi ở đâu? Trán Phong Phi Vân đen lại. Diệp Thi Loan cũng áy náy, nói. Duệ Hâm, đại thúc là người có bổn sự lớn, hơn nữa còn cứu mạng Ti Loan, không được nói lắc tung. Phong Phi Vân ưỡn ngực, thần khí tự đắc, nhẹ nhàng vuốt chòm râu. Liễu Duệ Hâm tự nhiên không có ác cảm quá lớn với Phong Phi Vân, ngược lại có vài phần hảo cảm, nhưng cảm giác thấy đại thúc này có vấn đề, đặc biệt là ánh mắt lúc hắn giao thủ với người khác, bộc lộ tài năng cao chót vót, căn bản không giống ánh mắt lão nhân mấy trăm tuổi. Dương nhiên nàng bảo mẫu thân muốn phong bế tu vị Phong Phi Vân, bắt hắn về Nhật Nguyệt Tiên Giáo, tự nhiên không phải thật sự ngược đãi hắn, kỳ thật nàng cảm thấy đại thúc rất thú vị, muốn kéo hắn vào Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Cũng đã giả trang thành đại thúc, còn có nhân duyên với nữ nhân như vậy, yêu ma chi tử không hổ là yêu ma chi tử. Nhị đương gia ở đằng xa nói nhỏ, trên mặt mang theo hâm mộ và ghen ghét. Ngươi xác định hắn là Phong Phi Vân. Tu Hoa Thập Tam Nương không tin nói ra. Hẳn là hắn không nghi ngờ. Nhị đương gia tròng mắt đảo một vòng, truyền âm nói. Một khi người Nhật Nguyệt Tiên Giáo rời đi, chúng ta cùng ra tay buộc hắn trở về Hoàng Phong Lĩnh. Tu Hoa Thập Tam Nương gật đầu, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, mang theo nụ cười kỳ dị trên mặt. Xa xa, lỗ tai Phong Phi Vân động động, hắn tươi cười. Ba cự đầu ám vực bị đánh lui, cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo cũng trở về, đáp xuống linh quả thụ phong cách cổ xưa kia, một đám tu sĩ tiên y bồng bềnh vây quanh linh quả thụ tán thưởng không thôi, không ngừng trao đổi với nhau. Không bao lâu sau, Bạch Nguyệt sứ giả mang theo Diệp Ti Loan một trước một sau đi tới bên cạnh đám người Phong Phi Vân, trên người Bạch Nguyệt sứ giả ít đi vài phần lạnh lùng, nhiều ra mấy phần tươi cười hiền lành, ánh mắt đảo qua người tiểu tà ma, cười nói. Phong gia tiểu tà ma, hôm nay trưởng thành thành đại mỹ nhân, nếu thiên toán thư sinh phổ lại mỹ nhân bảng, Phong cô nương chắc chắn đứng trước ba, thật sự là thiên chi kiều nữ đương thời. Bạch Nguyệt sứ giả nói một câu lộ ra rất nhiều tin tức. Xem ra Nhật Nguyệt Tiên Giáo đã tiếp xúc người Phong gia, nói không chừng đã kết minh, trong lòng Phong Phi Vân nghĩ vậy. Tiểu tà ma đang chơi đùa với Đạm Đạm, tuy duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người, nhưng mà tính trẻ con không mất, ham chơi rất nặng, chỉ cười cười với Bạch Nguyệt sứ giả, kêu một tiếng tiền bối. Lông mày Bạch Nguyệt sứ giả nhíu lại, ba người còn lại nàng hoàn toàn không biết, phôn dùng thân phận của nàng không cần thiết phải nhận ra những tán tu này. Nhưng mà Diệp Ti Loan biết mấy tán tu này bỏ ra khí lực lớn giúp bọn họ đạt được linh quả thụ, cho dù từ mặt nào mà nói Bạch Nguyệt sứ giả cũng nên đáp tạ một phen. Diệp Ti Loan giới thiệu với Bạch Nguyệt sứ giả. Vị đại thúc này, Vân Tiền Bối, chính là đệ tử tục gia Phật môn, tinh thông đan đạo và tầm bảo thuật, phương diện trận pháp cũng có thành tựu cực cao. Nha một, Bạch Nguyệt sứ giả xem trọng Phong Phi Vân hơn mấy lần, một cự phách có lẽ nàng sẽ không quá đặt trong lòng. Nhưng nếu là cự phách luyện đan sư hoặc tầm bảo sư thì khác hoàn toàn. Địa vị âm dại huyền sư không phải tầm thường. Diệp Ti Loan chính là đệ tử đắc ý nhất của Bạch Nguyệt sứ giả, mắt cao hơn đầu, rất ít tán dương một ai, đây là lần đầu tiên tán dương tán tu này cao như thế. Ha ha, Diệp tiên tử khen nhầm, lão phu biết một ít thuật pháp không quan trọng, không lên nổi mặt bàn, nào dám biểu hiện trước mặt Bạch Nguyệt sứ giả đại nhân chứ. Phong Phi Vân vẫn tương đối cẩn thận với Bạch Nguyệt sứ giả, tu vị của nàng chỉ sợ còn cao hơn nhị đương gia một chút, vạn nhất nàng nhận ra thân phận của hắn, như vậy bằng hữu sẽ biến thành địch nhân. Hắn không nên đi quá thân cận với người Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Bạch Nguyệt sứ giả gật đầu, nàng tuy cũng hiểu tu vị ba tán tu trước mắt cường đại, nhưng dù sao cũng là tán tu, thân phận chênh lệch với nàng rất lớn, tuy Diệp Ti Loan tán thưởng Phong Phi Vân có luyện đan thuật và tầm bảo thuật rất mạnh. Nhưng mà nàng xem ra chưa chắc lợi hại như luyện đan sư và tầm bảo sư khách khanh của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, cũng thôi, cũng không nên cưỡng cầu. Bạch Nguyệt sứ giả là cường giả, nàng biết rõ đến Đồng Lô Sơn này có nhiều nhân vật tuyệt đỉnh khủng bố, thậm chí muốn đạt được yêu tộc thần tàng, Nhật Nguyệt Tiên Giáo cũng có nhiều cường giả đi vào Đồng Lô Sơn, nhưng mà trong mắt một đám lão quái vật, cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo chỉ là tiểu hài tử mà thôi, nếu cưỡng ép tranh đoạt yêu tộc thần tàng, có khả năng toàn quân bị diệt. Hôm nay đạt được vô thượng linh căn, đã xem như báu vật vô giá, dùng lực lượng hiện tại có thể giữ được vô thượng linh căn hay không cũng khó nói, căn bản không có lực đi tranh đoạt yêu tộc thần tàng, cho nên Bạch Nguyệt sứ giả quyết định lập tức hộ tống linh căn trở lại Nhật Nguyệt Tiên Giáo, không dám chậm trễ chút nào. Mẫu thân, chẳng lẽ chúng ta không tranh giành yêu tộc thần tàng sao? Liễu Duệ Hâm hỏi.
Bạch Nguyệt sứ giả nhìn qua linh quả thụ to lớn, cười nói. Có một gốc linh quả thụ này, Nhật Nguyệt tiên giáo của chúng ta đã có được nội tình dày đặc, nếu ta không đoán sai, linh quả thụ này còn chân quý hơn tiểu tiên linh thụ của Phổ Đà Sơn. Nhạc sư thúc dung mạo xinh đẹp cũng nói ra. Vừa rồi ta đã dùng bí pháp truyền âm truyền về trong giáo, tin tưởng giáo chủ sẽ từ trong bế quan đi ra ngoài, tự mình chạy tới bên ngoài đồng lô sơn hộ tống linh căn. Giáo chủ sẽ xuất quan. Liễu Duệ Hâm kinh ngạc tới cực điểm. Bạch Nguyệt sứ giả gật đầu cười cười, nói. Lúc này đi đồng lô sơn không nghĩ sẽ đạt được trọng bảo, mang theo nhân thủ không nhiều, trên đường đi sẽ có rất nhiều thế lực cướp đoạt linh căn. Giáo chủ biết được đại hỷ sự này, tất nhiên sẽ tự mình chạy đi hộ tống, đây là đại sự quan hệ tới phồn vinh muôn đời của Nhật Nguyệt tiên giáo chúng ta. Sau này đệ nhất linh căn của thần Tấn Vương Triều cũng không phải là tiểu tiên linh thụ trên Phổ Đà Sơn, mà là Nhật Nguyệt tiên giáo của chúng ta. Nhật Nguyệt thần thụ, đúng rồi, chính là Nhật Nguyệt thần thụ. Bạch Nguyệt sứ giả tự mình đặt tên cho Nhật Nguyệt thần thụ. Sư tỷ vốn thiên tư kinh diễm, hơn nữa lần này lập nhiều đại công. Tương lai sẽ trở thành người kế thừa vị trí giáo chủ. Liễu Duệ Hâm tràn đầy vẻ sùng bái, đương nhiên cũng có phần ảo não, thời điểm đi vào đồng lô sơn đã ly tán với Diệp Sư Tỷ, bằng không đoán chừng đại công tìm được linh căn sẽ có một phần của nàng. Ồ, Diệp Sư Tỷ, nàng vừa nói với đại thúc cái gì? Diệp Ti Loan mờ ảo xuất trần, da như bạch ngọc, trên người thai nghén tiên ha, ép đứng ở trên vách núi cao, gió mát thổi quần áo nàng phất phơ, nói. Đại thúc, ngươi thật không cân nhắc gia nhập Nhật Nguyệt tiên giáo của ta. Phong Phi Vân đặt thanh long chung qua một bên, cười nói. Sư tôn của ngươi đề phòng chúng ta sâu đậm a. Diệp Ti Loan u thán một tiếng, nói. Sư tôn, cảm thấy giá trị linh quả thụ quá chân quý, sợ các ngươi tranh đoạt, cũng không có ý gì khác. Nghe sư tôn nói trong đồng lô sơn có rất nhiều cường nhân tuyệt đỉnh, thậm chí có tồn tại cấp chân nhân. Còn có 10 đại cao thủ lão quái vật trong truyền thuyết, nơi này cực kỳ hung hiểm, nếu không đại thúc nên theo chúng ta rời đi, như vậy sẽ an toàn hơn một chút, cho dù không đi Nhật Nguyệt tiên giáo, ra khỏi đồng lô sơn chúng ta sẽ tách ra. Phong Phi Vân phong đạm vân khinh, không nói gì cả. Ta sẽ cam đoan tính mạng đại thúc an toàn, sư tôn. Sẽ không giết người diệt khẩu. Phong Phi Vân cười nói. Diệp thiên tử có ý tốt, lão phu xin tâm lĩnh. Diệp Ti Loan biết rõ Phong Phi Vân phòng ngừa sư tôn của nàng sâu đậm, vì vậy không khuyên nhủ thêm, nói. Đoán chừng ta sẽ theo sư tôn lập tức rời khỏi đồng lô sơn, tương lai có tính toán gì không? Phong Phi Vân trầm ngâm một lát, sau đó nói. Có lẽ sẽ đi Phổ Đà Sơn một lần. Đại thúc đúng là nơi nào cũng dám đi, nhưng mà nếu đại thúc muốn đi Phổ Đà Sơn, tất nhiên sẽ đi qua địa tử phủ, nếu đại thúc xem Ti Loan là bằng hữu. Đến lúc đó nhất định phải tới Nhật Nguyệt tiên giáo gặp mặt, địa tử phủ có rất nhiều hoàng phủ lớn, có nhiều di tích cổ, ngay cả đệ nhất cường giả trong truyền thuyết vùng đất này cũng sinh ra ở đó, hôm nay vẫn còn di chỉ lưu lại. Diệp Ti Loan nói ra, đệ nhất cường giả, mạnh cỡ nào? Phong Phi Vân nói, Phạt Tam Tử, nghe đồn chính là đệ nhất cổ Phật sáng tạo ra thời đại Phật tu, tu vị thông thiên triệt địa, có người nói Kim Tàm Kinh là hắn soạn ra. Có người nói hắn nếu không rời khỏi thần Tấn Vương Triều, thời đại Phật tu sẽ không chấm dứt vào một vạn năm trước. Phong Phi Vân cảm thấy hứng thú, đối với tu sĩ đạt tới tu vị cảnh giới nhất định mà nói, tài nguyên ở thần Tấn Vương Triều quá cằn cỗi, đột phá một tiểu cảnh giới cũng khó khăn, nếu thật sự như lời Diệp Ti Loan nói đã từng xuất hiện cổ Phật vượt qua cảnh giới chân nhân, vậy thì không đúng rồi. Hơn nữa Phong Phi Vân bây giờ đang tu hành Kim Tàm Kinh. Đối với cổ Phật tu hành Kim Tàm Kinh tới mức mạnh nhất tự nhiên có hứng thú không nhỏ, nếu có cơ hội có thể tiện đường đi di chỉ nhìn một chút. Đến lúc đó nói sau. Phong Phi Vân trêu chọc, nói. Có thể còn sống ra khỏi đồng lô sơn hay không là vấn đề lớn, mà Diệp tiên tử lần này thu hoạch cực lớn, trong đó có một quả linh quả có thể tăng tu chất của ngươi lên, nếu như luyện hóa toàn bộ, nói không chừng có thể đạt tới thiên tài cấp sử thi. Tương lai gặp lại, lão phu phải gọi tiên tử một tiếng Diệp chân nhân, ha ha ha. Diệp Ti Loan biết rõ Phong Phi Vân đang trêu ghẹo, cho dù nàng đạt được linh quả chí bảo, hơn nữa sau khi quay về tất nhiên sẽ được tiên giáo bồi dưỡng trọng điểm, nhưng đột phá chân nhân dễ vậy sao? Có lẽ cả đời này không có khả năng đạt tới cảnh giới kia. Diệp sư tỷ, chúng ta sắp lên đường, mẫu thân nói ba cự đầu ám vực đào tẩu, tiếng gió đã lộ ra, phải nhanh chóng đi khỏi đồng lô sơn.
bằng không sẽ bị các thế lực khác vây quanh. Liễu Duệ Hâm nhìn qua Phong Phi Vân và Diệp Ti Loan đứng chung với nhau, trong lòng rát tức giận, cảm thấy đại thúc muốn trâu già gặm cỏ non, cũng không soi gương xem mặt mình có bao nhiêu nếp nhăn, cũng dám hiển nhiên theo đuổi Diệp sư tỷ. Chẳng lẽ hắn không biết ở địa tử phủ có vô số thiên chi kiêu tử mơ tưởng truy cầu Diệp sư tỷ sao? Nếu lão tiểu tử này đến địa tử phủ, nàng sẽ nói với đám thiên chi kiêu tử, trưởng giáo tiên môn tương lai một chút, xem như giáo huấn lão tiểu tử này một phen. Phải đi rồi. Diệp Ti Loan nói ra. Hồng trần đường xa, đại đạo mơ hồ, nếu lão phu không còn xuất hiện trên thế gian này, tức là ta đã chết trong đồng lô sơn. Phong Phi Vân nói lời này đầy thâm ý. Diệp Ti Loan cũng không nghe hiểu cái gì, theo tu sĩ Nhật Nguyệt Tiên Giáp hộ tống linh quả thu rời đi, bay ra khỏi đồng lô sơn, cuối cùng biến mất ở chân trời. Phong Phi Vân đứng trên vách đá cao cao, trường bào rủ xuống đất nhìn qua phương xa, có vài phần buồn ly biệt. Yêu ma chi tử, thần vương phong lưu quả nhiên danh bất hư truyền, nữ tử quen biết đều sắc nước hương trời, lưu tình khắp nơi, chi kỷ khắp thiên hạ. Nhị đương ra đi tới, cười nói ra tiếng. Phong Phi Vân nói, ngươi không hiểu, nữ nhân chỉ dùng để thân mật, mà có nữ nhân chỉ dùng để thưởng thức. Nam nhân hiểu được nữ nhân thân mật, là hiểu được hưởng thụ, nam nhân thưởng thức nữ nhân, phần lớn là muốn ngắm nhìn nữ nhân. Vậy ngươi là loại nào? Nhị đương gia yên lặng lấy cây búa ra, trong mắt mang theo vài phần âm hiểm. Ha ha, ta muốn làm nam nhân hiểu hưởng thụ, nếu không cho ta lựa chọn. Ta đương nhiên lựa chọn cái trước. Phong Phi Vân vùng ống tay áo lên, thanh long chung vừa vặn bay ra ngoài, phát ra tiếng chuông âm vang, đá xanh bị đập nát một đám lớn. Phong Phi Vân biết rõ nhị đương gia sẽ sớm đánh lén, vẫn để phòng hắn. Sau khi ngăn cản một kích của hắn, Phong Phi Vân nhanh chóng nhắc thanh long chung bỏ chạy, thi triển luân hồi tật tốc tới tận cùng. Phong Phi Vân, chúng ta phụng lệnh đại đương gia mời ngươi đi Hoàng Phong Lĩnh, đây là vì tốt cho ngươi, chỉ có đại đương gia mới có thể bảo hộ ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhị đương gia ở phía sau đuổi tới, hai chân chạy nhanh, mỗi bước bước ra đều cách xa hơn 10 dặm, giống như hung thú hình người. Phong Phi Vân biết rõ bại lộ thân phận, hăng hái chạy trốn, cười nói. Ai biết đại đương gia các ngươi đánh tâm tư gì với ta chứ? Phong Phi Vân rốt cuộc vẫn thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Phong Phi Vân, đại đương gia có quan hệ rất sâu với ngươi, sẽ không hại ngươi. Tu Hoa Thập Tam Nương giết ra, nàng cũng hứng thú rất lớn với Phong Phi Vân. Nếu ngươi không tin, ta có thể gả mình cho ngươi, trở thành tướng công thứ 14 của ta. Vốn Tu Hoa Thập Tam Nương chưa nói ra những lời này, tốc độ của Phong Phi Vân không tính là quá nhanh, muốn thăm dò tu vị chân thật của hai đại tặc, nhưng mà sau đó Phong Phi Vân lập tức bỏ chạy, tốc độ tăng lên gấp đôi, không có hứng thú thăm dò tu vị của bọn họ. Tiểu Tà Ma đứng trên vách đá. Đôi mắt dễ thương nháy vài cái, vuốt tai mèo của Đạm Đạm, làm cho Đạm Đạm kêu to lên, nhìn qua hướng Phong Phi Vân bỏ chạy, khóe miệng tươi cười cong lên cực đẹp. Phong Phi Vân bị Tu Hoa Thập Tam Nương và Nhị Nương ra đuổi theo suốt 2 ngày 3 đêm, tốc độ của hai đại tặc rất đáng sợ, mũi thính như mũi chó, dù thế nào cũng không thể dứt bỏ bọn họ được. Chạy nhanh trong đồng lô sơn căn bản không kịp nhìn đường, thậm chí cũng không biết xâm nhập nơi nào, Phong Phi Vân lại tiếp tục mất phương hướng. Vốn với tu vị của Phong Phi Vân hiện tại là không xuất hiện chuyện mất phương hướng này, nhưng mà thần thức và linh giác của Phong Phi Vân bị lực lượng gì đó ngăn cản, nhiều lần lạc đường, thật giống như đi lại trong mê cung vô biên vô hạn. Rốt cuộc Phong Phi Vân cũng leo lên dạng núi lớn, đứng ở nơi cao hơn tầng mây mấy lần, ở nơi này sớm không có thực vật, bị hàn băng đông cứng vĩnh viễn, giống hệt như cực bắc băng nguyên. Thời tiết bắt đầu chuyển tối, trên đỉnh sơn mạch có tuyết rơi nhiều. Bông tuyết lớn chừng bàn tay. Đỉnh sơn mạch này gió lạnh gào thét, âm thanh chói tai như cự thú gào thét, từng bông tuyết thổi bay qua bầu trời, giống như phong nhận cứa vào da người. Sơn mạch thật lớn, dùng tốc độ của ta phải tốn hao 3 ngày mới leo lên tới đỉnh, quả thật là một tòa núi cao khủng bố, cũng không biết sơn mạch này dài bao nhiêu, lại kết nối với nơi nào. Phong Phi Vân đứng trên tòa băng nhai, bả vai và đầu có tuyết rơi trắng xóa, tóc dài cũng dính đầy cặn tuyết. Hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Chung quanh là vết nứt không gian bị xé rách, Phong Phi Vân cũng phải cẩn thận từng chút, nếu đi quá nhanh sẽ đụng phải vết nứt không gian, vận khí tốt thì bị nhốt chết trong bí cảnh, vận khí không tốt sẽ bị vết nứt không gian chém thành vài khúc.
nhưng mà cuối cùng vẫn vứt bỏ được hai tên kia. Phong Phi Vân sở dĩ không muốn theo hai đại tặc đi Hoàng Phong Lĩnh, tự nhiên cũng bởi vì hắn có được Kim Tàm Kinh. Kim Tàm Kinh thật sự quá chân quý, ngay cả chân nhân cũng động tâm, căn bản không cách nào bảo chứng đại đương gia thần bí có đoạt lấy bộ thành điển này hay không. Hô! Một vết nứt không gian xoẹt qua sơn lĩnh, rất giống như ảnh cánh cửa, dài chừng 3 mét, bên trong đen kịt, nếu không phải tu sĩ biết rõ, còn cho rằng đó là u linh. Bành! Một vết nứt không gian đụng vào đỉnh núi tuyết bị xuyên thủng dễ dàng, sau đó bay đi. Những vết nứt không gian này rất nhiều, càng đi lên trên thì số lượng càng nhiều, hơn nữa vết nứt càng lớn, có cái thậm chí dài vài trăm mét, có thể thu nạp một đám đại địa, thu nạp vào là cắn nuốt mặt đất mấy ngàn dặm, hóa thành khu vực hư vô. Mèo. Một tiếng mèo con như cực quang bay tới, nó đáp dưới chân Phong Phi Vân, trên người đầy bông tuyết, lộ ra bộ dáng béo ú, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng như trước, giống như hai ngôi sao trong bầu trời đêm. Phong Phi Vân bất đắc dĩ cười cười, biết rõ cuối cùng cũng có người không thể vứt bỏ, ngồi xổm xuống ôm Đạm Đạm lên, lau bông tuyết trên đỉnh đầu của nó, lộ ra chữ cửu nhỏ trên trán của nó, cười nói. Đạm Đạm, vì sao ngươi tìm được ta? Bộ dáng mèo con rất khờ, đôi mắt căng tròn nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, bàn tay của nó mài mài đầu, phát ra tiếng meo meo. Cái mũi của Đạm Đạm rất lợi hại, cho dù ca ca chạy tới chân trời góc biển nó vẫn tìm thấy. Ở xa xa, trong băng tuyết, một mỹ nhân tuyệt sắc chậm rãi đi tới, dáng người cao gầy, mặc linh bào màu xanh nhạt, bọc lấy cái mũ đỏ thẫm, tóc dài rủ tới lưng, hai bên mặt là hai cột tóc bằng gấm, bộ dáng không ai có thể so sánh, vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt dường như mang theo linh tính, nhẹ nhàng nháy vài cái, ánh mắt thu thủy ba động. Đây tự nhiên là tiểu tà ma, Phong Khanh Nhi. Phong Phi Vân nhìn qua cô gái tuyệt sắc này, mỉm cười, nói. Đạm Đạm là một con mèo, vì sao mũi của nó còn thính hơn cả chó thế? Đạm Đạm ăn xương cốt, tới đêm trăng tròn thì nó sẽ học chó sủa trăng, có lẽ nó cảm thấy đó là bánh bột ngô lớn. VIPVANDAN.VN Chương 1121, thi tà trong bụng mèo. Phong Khanh Nhi đi lại tao nhã, bước đi liên tục, ngực ngọc no đủ, eo thon mềm nhỏ giống như thiên kim đại tiểu thư, gương mặt tịnh lệ mang theo vài phần buồn khổ. Có cảm giác thê mỹ thương tiếc. Phong Phi Vân nháy mắt mấy cái, cảm thấy là mình nhìn lầm, đây là tiểu tà ma. Quá khác thường tất có yêu dị. Thân thể Phong Phi Vân biến hóa, biến thành bộ dáng ban đầu, tuổi trẻ mà tuấn lãng, tóc dài phiêu giật, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, tuyệt đối là đối tượng si mê của thiếu nữ, hơn nữa mang theo khí chất phiêu nhiên và không bị trói buộc. Phong Phi Vân trả Đạm Đạm cho nàng, nàng đã cao lên nhiều. Chỉ còn thấp hơn Phong Phi Vân nửa cái đầu, không còn là tiểu bất điểm lúc trước, làm cho hắn cảm thán đúng là nữ 18 biến hóa thật nhiều. Trở về đi, nơi này không phải ngươi nên tới. Phong Phi Vân nói ra. Phong Khanh Nhi nhíu mày, mặt đầy ưu sầu, thở dài, nói. Không thể quay về. Trên sơn lĩnh gió mạnh thổi qua, Phong Phi Vân và Phong Khanh Nhi tìm một khe núi đầy băng tuyết, dựa lưng vào vách băng. Dùng thanh long trung ngăn cản lỗ thủng trên khe núi che chắn gió lạnh. Phong Khanh Nhi thản nhiên ngồi trên băng cứng, tay ôm mèo con, nàng kể lại thời gian ở Phong gia sau khi Phong Phi Vân rời đi. Lông mày Phong Phi Vân nhíu chặt, thật lâu mới nói. Nói như thế, người đã trốn khỏi Phong gia. Đúng vậy, có mấy vị thúc phụ chí thân hỗ trợ, ta đã trốn ra được, nhưng mà không có chỗ đi, vốn định đi tìm ca ca, nhưng mà nửa đường lại gặp người Ngọc Kiền Vương Triều. Cơ hồ tất cả thúc phục và trưởng bối đã chết trong tay của bọn chúng, chỉ có mình ta trốn thoát. Phong Khanh Nhi nói xong lệ rơi lã chã, điềm đạm đáng yêu, thương tâm nói không nên lời, tựa đầu vào vai Phong Phi Vân, nghẹn ngào nói. Một mình ta chỉ có Đạm Đạm nói chuyện, có khi cảm thấy rất sợ hãi, nhìn thấy ca ca thì tiểu Khanh Khanh không còn sợ. Phong Phi Vân cảm nhận được hương thơm thiếu nữ, thân thể nhu nhu mềm mại, còn dính sát vào lồng ngực của hắn. Nhưng mà nội tâm của hắn không có cảm giác kiểu diễm, thập phần bình tĩnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sờ tóc dài của nàng, con mắt híp lại, lời Phong Khanh Nhi nói chỉ bán tín bán nghi, cũng không tin tưởng hoàn toàn, nhà đầu này bổn sự gạt người tuyệt đối còn trên cả Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, Phong Mặc trở nên không có tình nghĩa như thế, xem ra trái tim Diêm Vương đã triệt để cải biến hắn, nội tâm của hắn đã tà hóa triệt để. Sau khi ca ca mất tích, gia chủ biến hóa rất lớn.
đạm đạm nói cho ta biết, nó từng trông thấy gia chủ ăn tim người, hơn nữa còn là trái tim đệ tử dòng chính, phần lớn đều có thiên tư cao, tu vị mạnh. Thân thể mềm mại của Phong Khanh Nhi run lên, ôm chặt lấy hai tay Phong Phi Vân, ngón tay ngọc nắm chặt áo bào của hắn, dường như sợ hãi tiếp theo bị ăn tim chính là nàng. Lúc này âm thanh Diêm Vương vang lên trong người Phong Phi Vân, giọng nói cực kỳ âm tàn, giễu cợt nói. Phong gia lão tiểu tử kia đúng là một nhân vật, huống chi lực lượng trong trái tim đã kích phát hoàn toàn, chỉ tiếc tu vị của hắn quá thấp, thân thể cũng quá nhiều, nếu ta không có đoán sai, hắn hiện tại đã đạt tới thiên mệnh cửu trọng, hoặc là nửa bước chân nhân, khi đó hắn mới có thời cơ tốt nhất ra tay với ta, trước đây hắn không có đụng tới ta, thậm chí là toàn lực bảo hộ ta. Vẫn đạo lý kia, người có cách nào ứng phó hay không? Diêm Vương hiển nhiên không nhìn Phong Phi Vân chết, đối với hắn không có lợi. Đến lúc đó nói sau. Con mắt Phong Phi Vân híp lại, hắn vẫn để phòng Phong Mặc, cho nên nghe Phong Khanh Nhi nói thế, cũng không có phản ứng quá lớn. Tiểu Khanh Khanh, người đi theo ta sẽ càng nguy hiểm, tu vị của ngươi chưa đạt tới mức nhất định, Phong Mặc không nỡ ăn tim ngươi, dù sao hai chúng ta có thiên phú cao nhất Phong gia. Tim của hai chúng ta với hắn mà nói rất chân quý, nếu không ngươi về Phong gia trước đi. Phong Khanh Nhi ôm chặt lấy Phong Phi Vân, dùng sức lắc đầu, trong mắt đầy nước mắt, nói. Không, ta sợ, ta và ca ca ở cùng một chỗ, ngươi không nên vứt bỏ Tiểu Khanh Khanh, Tiểu Khanh Khanh sẽ không cản trở ngươi. Phong Phi Vân thở dài, nói. Vậy được rồi, vận mệnh nên nắm giữ trong tay của mình, cố gắng biến bản thân trở nên cường đại, cũng không nên sợ hãi. Đúng rồi, còn có một việc. Phong Khanh Nhi thấy Phong Phi Vân đáp ứng, ánh mắt sáng lên, cười cười, nước mắt trên mặt không còn, đôi mắt chớp chớp như nàng tiên ánh trăng, cầm lấy cái đuôi đạm đạm, nói nhỏ với nó. Phong Phi Vân lập tức hoài nghi tính chân thật những lời lúc trước của nàng, nhìn bộ dáng của nàng chẳng giống như bị tu sĩ Ngọc Hiền Vương Triều đuổi giết qua, ngược lại giống như rất vui vẻ. Tiểu tà ma xoa bụng của đạm đạm, lại lắc lắc cỏ của nó. Đột nhiên chữ cửu, trên trán đạm đạm tỏa sáng, một đạo ánh sáng bay ra khỏi miệng nó, hào quang kia bao phủ một người lạnh lùng, không, nói cho đúng là một thi tà. Thi tà này mang theo tang thương vô tận, hằng cổ mà xa xưa, gương mặt thi tà không có nửa phần hư thối, giống như nam tử phong hoa tuyệt đại đang đứng ở đó, hai mắt trống rỗng mờ mịt. Phong Si, Phong Phi Vân biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, nói. Chẳng lẽ ngươi đã đánh cắp Phong Si? Sau đó ngươi mới thoát khỏi Phong gia. Khe núi băng tuyết, giá lạnh thổi qua. Hai mắt Phong Si trống rỗng, đứng ở nơi đó, tuấn giật mà đạm mạc, trên người mang theo khí tức lạnh giá, nhìn thấy hắn người ta có cảm giác thương cảm. Đệ nhất thiên tài trong lịch sử Phong gia, chỉ tiếc vẫn lạc tại Bán Đạp Sơn, nhiều năm sau leo ra khỏi phần mộ hắn vẫn kinh tài tuyệt diễm như trước, đáng tiếc đã là thi tà. Phong Mặc khóa hắn trong tổ địa Phong gia. Hình như muốn tế luyện hắn thành chiến thi, ta cùng đạm đạm vụng trộm tiến vào trong tổ địa đưa hắn mang đi, sau đó chạy ra khỏi Phong gia. Tiểu tà ma nói ra. Phong Phi Vân nhìn qua thi tà không nhúc nhích, trên người không có một tia sinh khí, thật lâu về sau mới nói. Sau đó thế nào? Phong Mặc phái rất nhiều cường giả Phong gia đuổi bắt ta, sau đó thì gặp người Ngọc Kiền Vương Triều, bọn họ cho rằng những cường giả Phong gia là trưởng bối của ta. Lập tức giết sạch cường giả Phong gia, ta thừa cơ chạy trốn tới Đồng Lô Sơn. Tiểu tà ma tươi cười dí dỏm. Phong Phi Vân im lặng, nói. Thì ra chuyện xảy ra như thế, mới vừa rồi còn ở trước mặt ta giả đáng thương, thì ra tất cả mọi người đều bị ngươi lừa gạt. Ca ca không cho phép chơi xấu, đã nói sẽ dẫn Tiểu Khanh Khanh cùng đi, không được vứt bỏ ta lại. Tiểu tà ma lại quấn tới, ôm cánh tay Phong Phi Vân, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ngời. Tóc dài như bay thác nước, đây là gia nhân tuyệt đẹp, nhưng lại không có bộ dáng người tốt. Bỗng dừng ánh mắt Phong Phi Vân ngưng tụ, thiên tủy binh đảm lập tức xuất hiện trong tay, hắn nhìn qua lỗ hổng trên khe núi, tiểu tà ma dường như cũng cảm giác được cái gì đó, lập tức đề phòng. VIPVANDAN.VN Chương 1122, Thần Tàng xuất thế. Sàn sạt. Âm thanh sàn sạt bước chân vang lên. Trong núi gió lớn, không biết có thể mượn chỗ tránh giá hay không. Một giọng nữ cực kỳ êm tai vang lên, từ ngoài khe núi truyền vào, tuy bên ngoài gió tuyết lớn, nhưng mà giọng nói nhu hòa của nàng vẫn cực kỳ rõ ràng. Ca ca, mỹ nữ nha. Tiểu tà ma cầm lấy cánh tay Phong Phi Vân, nhẹ nhàng lung lay.
chỉ nghe được giọng nói là có thể đoán được đây nhất định là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Phong Phi Vân trừng nàng, lúc này mới nhìn qua bên ngoài khe núi, nói. Đương nhiên có thể. Ở nơi này gặp được người nào, bình thường đều là nhân vật đáng sợ, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn không sợ, bên phía hắn còn có thi tà cường đại, trừ phi là chân nhân ra tay mới có thể ăn chết bọn họ. Chợt nữ tử bỏ qua thanh long trung đầy băng tinh đi vào trong khe núi, bộ dáng tự nhiên cực kỳ mỹ mạo, làn da trắng nõn, nàng mặc một thân váy vàng, đường cong thật yêu mỹ, hết sức xinh xắn. Trong tay nàng ôm một con chó tuyết trắng, toàn thân lông xù, bộ dáng rất đáng yêu. Sau lưng nàng còn có ba tiểu động vật, một là con heo đầy lân phiến, một con thỏ lông đỏ thẫm, còn có một con lão hổ hoa ban cao tới gối, ba con tiểu động vật này đều xinh xắn. Hình thể lớn nhất là lão hổ hoa ban chỉ cao tới đầu gối. Một người con gái mang theo bốn tiểu động vật, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, hình thái thanh nhã, đương nhiên xinh đẹp nhất chính là con chó tuyết trắng lông xù, lông mi rõ ràng có thể thấy được, đôi mắt sáng ngời giống như tiểu cô nương. Gâu gâu, một tiếng chó sủa. Âm thanh này không phải do con chó sủa, mà là đạm đạm sủa. Một con mèo lại học chó sủa. Sau khi kêu xong hai mắt đạm đạm tỏa sáng. Nó dãy dụa ra khỏi tay tiểu tà ma, chạy đến dưới chân nữ tử, nằm tại đó, đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào con chó lông xù, cực kỳ hưng phấn, lại sủa gâu gâu không ngừng. Con chó lông xù bộ dáng cực kỳ cao quý, thần thái trang nhã, nhẹ nhàng lườm đạm đạm, sau đó nhắm mắt lại, cũng không hề để ý tới đạm đạm không ngừng gọi phía dưới. Nó là con mèo nhìn thấy con chó thì động đặc, Phong Phi Vân tươi cười. Đạm đạm, trở về, ngươi là một con mèo. Ngươi và nó không có khả năng. Tiểu tà ma quát lớn một tiếng, rất là nghiêm túc. Nhưng mà nghe nói như thế, Phong Phi Vân suýt nữa cười phun ra. Nữ tử này có khí chất tương tự với Nam Cung Hồng Nhan, nhưng mà Phong Phi Vân lại nhìn rõ yêu khí nhàn nhạt trên người của nàng. Hơn nữa từ bốn con tiểu động vật đi theo nàng đã thấy không tầm thường, tuy nhìn thì khả ái, nhưng mà tất cả nội liếm, đặc biệt là con chó lông xù kia làm cho Phong Phi Vân cảm giác áp lực khổng lồ. Bà chủ khách sạn Linh Vực. Tại khách sạn Linh Vực, Phong Phi Vân tuy chỉ nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của nàng, nhưng mà giờ phút này vẫn nhận ra nàng. Khuê danh của ta là Giao Giao, họ một chữ, Mặc, vị này chính là thần vương đại nhân dương danh thiên hạ A. Mặc Giao Giao dáng người yêu nhã ngồi xuống một khối băng tinh sáng óng ánh, cho người ta cảm giác mềm mại đáng yêu. Ba tiểu động vật kia cũng ngồi phía sau lưng nàng. Đạm đạm bị tiểu tà ma ôm trở về. Nhưng mà nó vẫn nhìn chằm chằm vào con chó lông xù của Mặc Giao Giao, đôi mắt mèo hình hổ phách cong lên, thỉnh thoảng học chó sủa. Hồ tộc Mặc ra một hệ thường trú tại Đại La Giới, trong hồ tộc cũng xem như danh gia vọng tộc. Phong Phi Vân nói ra. Mặc Giao Giao tươi cười thản nhiên, nói. Không biết thần vương đại nhân đang nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Đúng vậy, ca ca, ta cũng nghe không hiểu. Tiểu tà ma nói. Ha ha. Thuận miệng hồ ngôn loạn ngữ A. Phong Phi Vân cười một tiếng dài, sau đó không nói gì nữa, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hắn đã đạt tới thiên mệnh lục trọng hậu kỳ, cách thiên mệnh thất trọng một bước, một khi vượt qua một bước này, Phong Phi Vân xem như đạt tới cực phách chính thức, thiên tài cấp sử thi đạt tới cự phách, chiến lực không phải chuyện đùa, không thể dùng lẽ thường đến đo lường được. Thiên tài cấp sử thi cũng chỉ đạt tới cự phách mới có thể chính thức nhất phi trùng thiên. Trở thành cường giả cao cấp nhất trong thần tấn vương triều, trừ phi chân nhân ra tay mới có thể trấn áp, cho dù là tu sĩ thiên mệnh cửu trọng cũng chưa hẳn trấn áp được thiên tài cấp sử thi. Một bước này cũng là một bước Phong Phi Vân hiện tại bức thiết muốn vượt qua. Về phần nữ tử trước mặt, Phong Phi Vân tự nhiên cũng có phần hứng thú, rất muốn biết nàng vì sao lại đi tới thần tấn vương triều, hơn nữa lại có thân phận gì, nhưng mà đối phương đã không nói thì hắn cũng không cần đi hỏi lại. Đối phương tu vị thâm bất khả chắc, hỏi nhiều mà chọc giận nàng, như vậy sẽ không tốt. Sở dĩ Phong Phi Vân nói ra thân phận của nàng, nhưng mà không có vạch trần, hắn muốn nói cho nàng biết mẫu thân của hắn là yêu tộc, cho nên hắn hiểu rõ chuyện trong yêu tộc, như vậy cũng làm cho nàng cố kỵ, không thể ra tay với hắn. Đại La Giới cũng không phải một thế giới độc lập chính thức, kỳ thật cũng chỉ là xưng hô một khối đại lục, so với thần tấn vương triều thì nó rộng lớn hơn nhiều, bên trong tất cả đều là yêu tộc. Hồ tộc tại Đại La Giới xem như quý tộc, huống chi yêu tộc cao cấp nhất tại Đại La Giới cũng phải cúi đầu xưng thần với Phượng Hoàng yêu tộc. Phong Phi Vân phỏng đoán nàng sở dĩ tiếp cận chính mình,
chỉ sợ cũng muốn dò thám biết mẫu thân mình rốt cuộc là yêu tộc gì. Phong Phi Vân sở dĩ nói ra một câu kia, cũng chính là nhắc nhở nàng không nên động tâm tư, dù sao đại la giới, yêu tộc mạnh hơn hồ tộc quá nhiều, ta đã biết rõ đại la giới, hơn nữa không sợ ngươi, cũng nói rõ mẫu thân của ta trong yêu tộc nhất định còn cường đại hơn hồ tộc. Đây xem như là cảnh cáo. Quả nhiên không qua bao lâu, Mạc Giao Giao cáo từ một tiếng liền rời đi. Nàng rời khỏi thung lũng ngọn núi, đi rất xa thì con thỏ ở sau lưng miệng nói tiếng người, nói. Tiểu tử này xem ra biết được không ít. Mạc Giao Giao trầm tư không nói, thật lâu về sau thản nhiên nói. Không cần để ý tới hắn. Nàng lại nói. Nếu mẫu thân của hắn thật là cường giả tuyệt đỉnh tại đại la giới, chúng ta cũng không nên đắc tội hắn, đương nhiên cũng không cần tận lực đi nịnh nọt hắn làm gì. Yêu tộc thần tàng muốn xuất thế, hai ngày nữa sợ là rất náo nhiệt. Ba con thú hưng phấn đứng lên, hai mắt tỏa sáng, chiến ý đầm đặc, dẫn tới kêu gào ngao ngao. Phong Phi Vân cùng tiểu tà ma vẫn ở trong khe núi như trước, yên lặng chờ yêu tộc thần tàng mở ra. Phong Phi Vân lấy một linh quả tổn hại ra, nó chỉ lớn như quả trứng gà, màu ngà sữa, nhưng mà phía trên có lá cây màu xanh thanh thúy. Đây là linh quả 4.000 năm, tên là hy vụ quả. Linh khí bên trong nồng đậm, bao phủ thiên hà, tuy bởi vì bị tổn hại nên sói mòn không ít dược lực, nhưng vẫn là chí bảo, lợi ích cực lớn. VIPVANDAN.VN Chương 1123, đuổi tất cả nhân mã đi. 1. Nếu như hoàn toàn tiêu hóa hy vụ quả này, ta chắc chắn sẽ tăng thực lực lên, tăng lên tới thiên mệnh thất trọng không phải là vấn đề. Phong Phi Vân không do dự chút nào, chợt nuốt một linh quả vào bụng. Lưu lại một hạt táo nhỏ, thập phần óng ánh. Ăn hy vụ quả vào bụng, Phong Phi Vân tiến vào trạng thái tu luyện, linh khí từ trong ra bay ra ngoài, toàn thân tỏa ra bảo quang. Phong Phi Vân thu hoạch cực lớn, tổng đạt được 9 linh quả chí bảo, còn có một chút nhánh cây, lá cùng thân cây, những lá cây, thân cây này là chí bảo luyện đan, còn chân quý hơn cả linh thảo. Trong đó chân quý nhất tự nhiên chính là thánh bồ quả, Phong Phi Vân cẩn thận từng ly từng tí chân tàng chúng. Định dùng lúc đột phá chân nhân, nếu không cần thiết thì hắn không bỏ ra nổi phục dụng, dù sao thánh bổ quả quá chân quý, dùng đột phá chân nhân còn cảm thấy lãng phí. Nếu có thể ngắt lấy yêu quả vạn năm thì tốt biết mấy. Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Phong Phi Vân mà thôi, sau đó liền cười bỏ qua, đầu tiên yêu quả vạn năm có yêu linh thủ hộ, tiếp theo yêu quả vạn năm khẳng định đã đản sinh linh trí, cho dù Phong Phi Vân đột phá tới cảnh giới cự phách cũng không có khả năng ngắt được. Không cẩn thận còn toi mạng. Nếu như đột phá chân nhân thì còn có cơ hội. Hai ngày sau, sơn mạch bên kia bộc phát dị tượng địa phệ thiên, tai nạn trực tiếp hàng lâm, thiên địa đen kịt, cả đồng sơn lô nổ vang. Yêu tộc thần tàng xuất thế. Trong thời gian hai ngày này, Phong Phi Vân cũng không có hoàn toàn tiêu hóa toàn bộ dược lực hy vụ quả, nhưng mà tu vị đã đạt tới thiên mệnh lục trọng đỉnh phong, xung kích thiên mệnh thất trọng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không bộc phát dị tượng địa phệ thiên, cho hắn 3 ngày nữa, hắn chắc chắn sẽ đột phá thiên mệnh thất trọng. Cái gọi là địa phệ thiên cũng chính là mặt đất thôn vệ bầu trời. Ầm ầm, cả sơn mạch lay động, đại địa sóc nảy, đỉnh núi tuyết trên sơn mạch vỡ vụn, băng nguyên vạn năm không tan vỡ bị lực lượng khủng khiếp bao phủ. Phong Phi Vân cùng tiểu tà ma bay xuống đỉnh núi, triển khai linh nhãn nhìn qua sơn mạch, chỗ xa xa mặt đất vỡ ra khe nứt lớn. Nhìn không tới dài bao nhiêu, nhưng mà độ dài hơn trăm dặm có một con mắt đen nhánh mở ra trên mặt đất, sâu không thấy đáy. Đột nhiên mặt đất truyền ra hấp lực cực kỳ to lớn khủng bố, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ tất cả mọi thứ trên trời, một con chim to dài mấy trăm mét bị hút xuống, giãy giụa vài cái cũng rơi xuống đất. Mây mù trên bầu trời hóa thành vòng xoáy, không ngừng lao xuống mặt đất, còn có thể nhìn thấy núi lớn xa xa bị hút vào, chúng tan vỡ hoàn toàn. Tuy đang đứng trên đỉnh sơn mạch, cách xa nhau rất xa, nhưng mà bọn họ vẫn cảm nhận được hấp lực kinh người, nếu không vận dụng linh khí của bản thân, Phong Phi Vân cùng tiểu tà ma cũng bị hút vào bên trong. Vốn là thiên phệ địa, hiện tại lại là địa phệ thiên, xem ra yêu tộc thần tàng sẽ xuất thế trong hôm nay. Phong Phi Vân nói ra, xa xa, một phần mộ khổng lồ bay lên núi cao. Trước phần mộ có một bia đá cao 100 mét. Có lực lượng khủng bố tuyệt luân từ trong phần mộ lao ra, cho người ta cảm giác hít thở không thông. Bắc Minh phá thiên. Phong Phi Vân từ xa xa nhìn thấy nam tử oai hùng, lưng cõng trọng kiếm, ăn mặc áo giáp,
toàn thân đều là chiến uy. Lúc Phong Phi Vân nhìn thấy Bắc Minh Phá Thiên, Bắc Minh Phá Thiên cũng phát hiện Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi cao, trên người dâng lên chiến ý cuồn cuộn như nước, trong mắt lộ hỏa diễm, trọng kiếm trên lưng không ngừng kêu gào. Phong Phi Vân, ngươi còn dám hiện thân a? Bắc Minh Phá Thiên dáng người to lớn cao ngạo, hắn như chiến thần hàng thế, khiêu chiến cửu thiên. Phong Phi Vân khoan thai cười cười, nói. Nếu ngươi muốn chiến, tùy thời phụng bồi. Phong Phi Vân có thể cảm nhận được huyết khí khổng lồ trên người Bắc Minh Phá Thiên, rất hiển nhiên thiên chi kiêu tử này sau khi kế thừa vị trí tộc trưởng Bắc Minh Việt, đạt được nội tình Bắc Minh Việt tẩy lễ, thậm chí có khả năng đạt được cường giả Bắc Minh Việt quán đỉnh, tu vị đã đạt tới cảnh giới cực cao, rất có thể đã đột phá tới thiên mệnh thất trọng. Nhưng mà Phong Phi Vân hoàn toàn không sợ hãi, cho dù Bắc Minh Phá Thiên đạt tới thiên mệnh bát trọng siêu cấp cự phách, cũng chưa chắc có thể ổn thắng hắn. Bắc Minh Phá Thiên muốn ra tay, nhưng mà trong mộ bia có giọng nói băng lãnh truyền ra, dường như nói cái gì đó với hắn, Bắc Minh Phá Thiên thần sắc dần dần thư hỏa hoãn lại. Cần tuân pháp chỉ lão tổ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, sau đó nhìn qua mặt đất cách đó thật xa, bọn họ cũng đang chờ đợi yêu tộc thần tàng xuất thế. Không bao lâu, Lý Tiêu Nam cùng mấy cường giả thế hệ trước của thần linh cung uổi đến, giống như một đám mặt trời bay qua, chiếu sáng bầu trời rõ ràng. Vốn thần linh cung xuất động 10 cường giả, nhưng mà tại Đồng Lô Sơn có 2 người bị yêu linh cấm địa giết, hiện tại chỉ còn 8 người, đương nhiên 8 người này cường đại không gì sánh nổi, thân có hào quang, đứng trên một phiến hư không, giống như 8 thần tiên, là cường giả kinh thế. Bên trong thần linh cung tụ tập cường giả cao cấp nhất của Nam Vương Triều, 7 thành chân nhân của Nam Vương Triều đều đi tới thần linh cung đưa tin, số lượng cường giả của thần linh cung căn bản không phải tông môn, Vương Triều môn phiệt nào có thể so sánh, tùy tiện phái ra 10 cường giả đủ trấn áp tiên giáo, hủy diệt Vương Triều. Cường giả thần linh cung chạy tới, ngay cả lão tổ Bắc Minh Việt cũng tránh lui 10 dặm. Lý Tiêu Nam đứng trước mặt 8 lão giả thần linh cung, tư thái hiên ngang, lỗi lạc mà phiêu giật, nhàn nhạt nhìn qua Phong Phi Vân, liền thu hồi ánh mắt, lộ ra dáng vẻ phong độ. Người này là ai, tại sao lườm ngươi? Tiểu tà ma nhìn thấy Lý Tiêu Nam cùng thần linh cung là khó chịu. Phong Phi Vân cười nói. Người thần linh cung. Nghe được 3 chữ thần linh cung này, tiểu tà ma lập tức le lưỡi, không cần phải nhiều lời nữa. 3 chữ thần linh cung tại thần tấn vương triều sức nặng tuyệt đối nặng hơn triều đình nhiều lắm. Người càng cường đại càng kiêng kỵ bọn họ, đặc biệt là 2 cung chủ thần linh cung có thể nói là tồn tại vô địch. Có thể được phong làm thần đồ trong thần linh cung, địa vị sẽ không thấp hơn thần vương thần tấn vương triều. Phong Phi Vân lại nhìn thấy Mạc Giao Giao, đứng trên sơn lĩnh khác, đứng trên một tòa tuyết nhai, trong ngọc trắng ngà, nhìn qua phương xa, yên lặng mà lạnh nhạt, 3 con thú ngồi trên vách đá, dường như đang ăn cái gì đó. Tu vị quả nhiên rất cường đại. Phong Phi Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn phải toàn lực chống cự hấp lực địa phệ thiên, nhưng mà nàng vẫn đứng đó tự nhiên, phiêu nhiên xuất trần, hiển nhiên tu vị của nàng cao hơn hắn nhiều. Trên bầu trời có 3 đạo tia chớp màu đen bay tới, là 3 cự đầu ám vực, Tây Môn Tây Đức, Kim Thẳng, Cổ Bát chỉ đứng ở đằng xa, cũng không có tiếp cận, hiển nhiên bọn họ cũng biết AX tu vị của mình không cách nào tranh lại với đám lão giả khủng bố kia, chỉ muốn tìm chút vận khí a. VIPVANDAN.VN Chương 1124, đuổi tất cả nhân mã đi. 2. Cường giả Xâm La Điện cũng xuất hiện, tất cả đều ăn mặc áo đen, đầu lĩnh chính là nam tử mặc nạ quỷ màu bạc, mặt nạ rất dữ tợn, ánh mắt cũng rất lạnh như băng, tu vị trên người rất cường đại, đi theo phía sau hắn chính là tính mạng hành giả và sinh mệnh hành giả, còn có một đám thái thượng trưởng lão cùng hộ pháp trưởng lão, đội hình thập phần cường đại. Xâm La Điện vừa đến, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, ngay cả 8 thần linh cung cũng nhìn chằm chằm qua, lúc này đang nói chuyện với Nhua. Phong Phi Vân chú ý tới 4 yêu nữ tuyệt sắc đứng trong đám cường giả Xâm La Điện, bởi vì trong tay 4 nàng đều mang huyết cấm huyền trạc, huyết cấm huyền trạc có một giọt máu của Nam Cung Hồng Nhan. Tà Hoàng thiếu chủ biết rất rõ ràng Phong Phi Vân muốn đạt được 4 giọt máu tươi này, hắn hết lần này tới lần khác mang 4 nàng tới đây, mục đích của hắn rất rõ ràng. Nam tử mặc mặt nạ bạc kia chính là Tà Hoàng thiếu chủ, nghe đồn chính là vô đứng đầu thượng sử thi thiên tài, tu vị thập phần đáng sợ, tuổi còn trẻ đã có thể chiến đấu chống lại tu sĩ thế hệ trước. Tính mạng hành giả và tử vong hành giả là 2 đại nhân vật, Xâm La Điện 2 cự đầu hiện tại đứng sau lưng hắn, xem ra Tà Hoàng thiếu chủ quả nhiên không tầm thường.
Chuyện này quá quỷ dị, một đời tuổi trẻ xuất hiện rất nhiều thiên kiêu, dĩ vãng một vạn vạn năm cũng khó tìm ra thiên tài cấp sử thi, lúc này lại tuôn ra, Bắc Minh Phá Thiên, Lý Tiêu Nam, Phong Phi Vân, Tà Hoàng Thiếu Chủ và Tiểu Tà Ma của Phong gia là không thể xem thường, thiên phú của bọn họ cực đỉnh, mặc dù có bài danh nhưng không ai so với ai, không tránh khỏi sinh ra một hồi đại chiến, chỉ có chiến qua mới biết ai cường đại hơn. Lục tục ngo ngoe có thêm tu sĩ xuất hiện bay tới, trong đó có nhân vật thế hệ trước đứng đầu, cũng có đi theo đám tuổi trẻ tuấn tài mài ngạo khí. Tà đạo vô sinh vực cùng cửu u vực, đây là cường giả bên chạy tới, trong đó vô sinh vực vực chủ tự mình hàng lâm, ngồi trên cung điện trên bầu trời, bộ dáng cười cười. Lúc này có rất nhiều thế lực lớn chạy tới. Nhiều người trên đường đi vào trong đồng lô sơn, trong bọn họ có không ít người chết trên đường, tử thương vô số. Cũng không phải mỗi một thế lực có thể như Phong Phi Vân cưỡi thanh đồng cổ thuyền thông suốt. Ví dụ như, trong bốn đại môn phiệt, Tây Việt phiệt cường giả vào đồng lô sơn toàn quân bị diệt, không có một người còn sống chạy ra ngoài. Phong Phi Vân, xem như tìm được ngươi, giao kim tàm kinh ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một đại hán thân thể cao lớn, ăn mặc gia thú, lưng cõng thú cốt bay tới trước mặt Phong Phi Vân, một cước đạp vỡ khối băng dưới chân, nứt ra vết nứt kéo dài. Phong Phi Vân lạnh nhạt nhìn qua đại hán, cười nói. Thì ra là Thiên Vu Bộ Tam Bộ Chủ, Sử Bộ Chủ, thật sự đã lâu không gặp, không biết Sử Bộ Chủ vừa rồi nói lời kia có ý gì. Kim Tàm Kinh là vô thượng thánh địa, đã mất tích hơn một vạn năm, người không đi tới di chỉ cổ mà đào nó, lại chạy đến chỗ ta là làm gì, hẳn là cho rằng Kim Tàm Kinh nằm trên người ta. Phong Phi Vân đã sớm chuyển hóa Kim Tàm Phật khí trong người, bị thanh đồng cổ thuyền che giấu. Hóa thành từng sợi linh khí ảo xanh nhàn nhạt, cho dù muốn nhìn trộm cũng rất khó. Ngân ngân, thế nhân cũng biết Kim Tàm Kinh rơi vào trong tay ngươi, ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ, hôm nay nếu ngươi không giao Kim Tàm Kinh ra đây, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi sao? Sử Chân Tương cười lạnh, đồng thời cũng hết sức ghen tị Phong Phi Vân, mỗi một lần nhìn thấy hắn là hắn lại mang theo một nữ tử tuyệt sắc, hơn nữa mỗi một lần đều là mỹ nhân khác nhau, đừng nói là Sử Chân Tương. Rất nhiều người cực kỳ bất mãn Phong Phi Vân, nhìn thấy hắn tức giận. Kỳ thật trước khi Sử Chân Tương nhảy ra, rất nhiều người đều nhìn thấy Phong Phi Vân, cũng định ép hỏi tung tích Kim Tàm Kinh ở đâu, nhưng mà những người đều không muốn làm chim đầu đàn, dù sao Phong Phi Vân địa vị không thấp, tu vị cũng rất mạnh, nếu Kim Tàm Kinh không có trên người hắn, ngược lại sẽ kết thù hận to lớn, loại chuyện vô bổ này không ai ngu đi làm. Mấy Phật tôn tới từ Ngự Thú Trai, Phù Thanh Hỏa cũng hận nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Phong Phi Vân, mấy lần muốn ra tay với Phong Phi Vân đều bị mấy vị Phật tôn ngăn cản, cuối cùng nhất làm cho Sử Chân Tương nhảy ra đầu tiên. Phù Thanh Hỏa bất mãn với Phong Phi Vân, đường đường Phật tôn nhưng lại bị ma đầu này cởi sạch quần áo, thiếu chút nữa còn thất thân với hắn, không lâu sau Kim Tàm Kinh rơi vào trong tay Phong Phi Vân, Phù Thanh Hỏa phản ứng đầu tiên chính là cho rằng Ngự Thú Trai mất trộm chính là Phong Phi Vân gây nên, mà nữ tử mang thai cũng là Phong Phi Vân làm. Sau khi tin tức kỹ càng không ngừng truyền về Ngự Thú Trai, thì ra Kim Tàm Kinh chân chính rơi vào trong tay Phong Phi Vân, cũng không phải Kim Tàm Kinh bản thiếu của Ngự Thú Trai, tuy nghi hoặc trong lòng được cởi bỏ, nhưng mà Vu Thanh Họa lại càng thống hận Phong Phi Vân, Kim Tàm Kinh chính là thánh điển cao nhất của Phật môn, sao có thể rơi vào trong tay một ma đầu, nàng quyết định tự mình đi bắt Phong Phi Vân, buộc hắn giao ra Kim Tàm Kinh. Có thể nói đám nữ ni Ngự Thú Trai này đều là vì Kim Tàm Kinh mà đến. Mà không phải là vị yêu tộc thần tàng. Nhưng mà giờ phút này Tam Bộ Chủ Thiên Vu Bộ ra tay ép hỏi, như vậy nàng cũng tạm thời không có ra tay, đứng xa xa nhìn qua chờ kết quả. Trên đỉnh sơn mạch, băng tuyết vạn trượt, Phong Phi Vân đứng trên mặt băng, cười nói. Người trong thiên hạ cũng biết, ta vì sao không biết, Kim Tàm Kinh xuất thế bao lâu, xuất thế ở địa phương nào, mấy tháng gần đây bổn vương đang ở trong thập vạn sơn hà, cũng đoạn tuyệt tin tức với bên ngoài. Còn thật không biết Kim Tàm Kinh làm sao xuất thế a. Phong Phi Vân tiến vào thập vạn sơn hà, khắp thiên hạ đều biết, thật đúng là không ai dám khẳng định hắn lấy Kim Tàm Kinh từ Vũ Hóa Mộ Nguyên. Sử Chân Tương trí tuệ cũng không cao, bị Phong Phi Vân nói mấy câu là không trả lời được, xanh cả mặt, bờ môi động động, hai tay cũng chăm chú xoa bóp. Phật Tôn, ta cảm thấy được Kim Tàm Kinh hẳn là rơi vào trong tay yêu ma chi tử, dù sao Ngự Thú Trai chúng ta có sâu xa với hắn. Đến lúc đó có nên giúp hắn hay không? Thiền Linh Nhi rất có hảo cảm với Phong Phi Vân, vì hắn nói một câu hữu ích,
nàng nhìn ra được tu vị sử chân tương thập phần cường đại, khí tức hùng hậu, rất hiển nhiên đã là cường giả ngoài cự phách, nếu không có ai ra tay giúp đỡ Phong Phi Vân, như vậy Phong Phi Vân rất có thể đã chết trong tay sử chân tương. Trì Ngọc lại đối với Phong Phi Vân rất bất mãn, ngày đó các nàng rơi vào Xâm La Điện tà trong tay người, Phong Phi Vân cái kia ma đầu còn đùa giỡn qua nàng, tại nàng ngọc trên ngực sờ nhiều lần, đôi mắt dễ thương phát lạnh, nói. Chết là tốt nhất, chết một tên thì thế gian càng ít đi tai họa. VIPVANDAN.VN Chương 1125, Cường Thế Giết Người. Chỉ Giao và Thiền Linh Nhi là thiên chi kiều nữ cao cấp nhất của ngự thú trai, lúc này được mấy vị Phật tôn dẫn theo cùng lịch lãm rèn luyện. Phu Thanh Hỏa tự nhiên là nhìn Phong Phi Vân không vừa mắt, lông mày kẻ đen thẳng tắp, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói. Linh Nhi, người tốt nhất không nên sinh ra hảo cảm với loại ma đầu như Phong Phi Vân, đừng nhìn hắn có túi da tốt, nội tâm của hắn rất dơ bẩn, Nạp Lan Tuyết Tiên chính là bị hắn hại thê thảm, hừ. Nghĩ đến Nạp Lan Tuyết Tiên tao ngộ, Thiên Linh Nhi thở dài, không nói tiếng nào. Chỉ Giao mặc Phật y màu trắng, nàng như linh ba không tì vết, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong lòng nghĩ tới cảnh hắn bị sử chân tương đánh cho một trận, trong lòng đầy vui vẻ. Không chỉ có mấy nữ nhi oán phụ ngự thú trai, ở đây có rất nhiều người mang tâm tính xem kịch vui, khi bọn họ xem ra, Phong Phi Vân dù sao vẫn còn trẻ tuổi, mới chỉ hơn 20, không thể nào là đối thủ của cự phách, cho dù hắn đã từng có chiến tích huy hoàng, cũng không ai tin đó là thực lực chân chính của hắn. Kim Tàm Kinh có trên người của ngươi hay không, phải thử tìm mới biết được. Sử chân tương âm thanh lạnh lùng nói. Sắc mặt Phong Phi Vân lạnh giá. Trong mắt bắn ra một đạo sát ý, nói. Ngươi là thân phận gì, cũng dám lục soát thân thể bổn vương. Gia Gia La Ngọc Nhi chính là chết trong tay sử chân tương, Phong Phi Vân đã từng nói muốn báo thù thay cho nàng, cho dù sử chân tương không chủ động nhảy ra thì Phong Phi Vân cũng sẽ chủ động đi tìm hắn. Ngươi không dám cho ta lục soát thân thể, chẳng lẽ Kim Tàm Kinh thật sự ở trên người của ngươi? Sử chân tương cười lạnh nói. Phong Phi Vân cười lạnh, nói. Đừng nói ngươi chỉ là tam bộ chủ thiên vu bộ, cho dù ngươi là đệ nhất bộ chủ thiên vu bộ gặp bổn vương cũng phải quỳ hành lễ, ngươi còn dám lục soát thân thể của ta, ngươi cứ thử xem. Vậy ta cũng không khách khí. Thân hình sử chân tương khôi ngô, hình thể cao lớn, chân như cây cột, tràn ngập lực lượng bạo tạc, mỗi một bước bước ra có thể run rẩy núi đá. Đây tuyệt đối là cường giả cấp cự phách, bên trong thần tấn vương triều cũng xem như cường giả cao cấp. Có người lo lắng cho Phong Phi Vân, mà có người tươi cười vui vẻ, nếu như đệ nhất thiên tài thần tấn vương bị một man nhân đánh cho một trận, như vậy hào quang thiên tài sẽ mất đi, đây sẽ là một trò cười, tự nhiên làm cho rất nhiều người chờ mong. Chỉ đi bốn bước, sử chân tương đã chạy tới trước mặt Phong Phi Vân, trong lòng giễu cợt, vốn hắn còn lo lắng Phong Phi Vân sử dụng cực tốc chạy trốn, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, để cho chính mình tiếp cận hắn. Như vậy đây chính là tử kỳ của hắn rồi. Hung quang trong mắt sử chân tương bắn ra ngoài, cánh tay vừa nhấc lên, bộc phát ra lực lượng chấn động khủng bố tuyệt luân, một chưởng đè xuống, ngưng tụ sấm sét trong tay này, một chưởng này làm cho núi cao sụp đổ. Bành! Răng rắc! Phong Phi Vân đánh ra một quyền, đánh lên người của hắn, lực lượng thật sự quá hung mãnh, trực tiếp đánh cả đầu cánh tay sử chân tương bay ra ngoài, cánh tay rơi ra khỏi bả vai, rơi ra ngoài. Chỉ một quyền đã đánh bay cánh tay của cường giả cự phách, làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc không nói nên lời. Phong Phi Vân cũng không có sử dụng linh khí, hắn sử dụng chỉ là lực lượng thân thể tinh thuần nhất. Sử chân tương cũng bị đánh phát mộng, không ngừng lui ra phía sau mấy chục trượng, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, vậy mà hồn nhiên quên đi cánh tay đau đớn. Lúc này mới đi qua bao lâu, một nam tử từng bị hắn đuổi giết, hiện tại một quyền có thể đánh cụt tay của hắn. Chỉ bằng chút tu vị của ngươi mà dám lục soát thân thể của ta hay sao? Phong Phi Vân nhẹ nhàng lau lau vết máu trên nắm đấm. Sử chân tương rất nhanh phản ứng lại, biết không phải là đối thủ của Phong Phi Vân cho nên quay người bỏ chạy, nhưng mà hắn mới quay người lại Phong Phi Vân cũng đã đứng sau lưng hắn, một cước đá ra, một cước này cực kỳ hung ác, đá vào xương bành chè của hắn, đầu gối cũng bị đá nát, sử chân tương trực tiếp quỳ một chân xuống đất, toàn thân đau tới mức phát run. Cắn răng nổi giận mắng. Phong Phi Vân, ngươi khẳng định đạt được Kim Tàm Kinh, tu vị mới đột nhiên tăng mạnh như thế, cường đại đến trình độ này.
Tốc độ tu hành của thiên tài, ngươi làm sao hiểu được chứ? Phong Phi Vân đặt bàn tay lên đỉnh đầu của hắn, nói. Biết rõ tại sao ta giết ngươi không, bởi vì ngươi giết một bằng hữu của ta, giết người thì đền mạng. Sử Chân Tương tự nhiên không biết bằng hữu Phong Phi Vân chỉ là ai, nhưng vẫn muốn phản kích, thò tay lấy một khối bảo cốt sau lưng ra, đây là xương cốt của linh thú vương giả. Bành! Tay của hắn còn chưa sờ được bảo cốt, đầu hắn đã bị Phong Phi Vân bóp nát, đầu lâu vỡ ra như dưa hấu, nghiền nát, Phong Phi Vân vẻ mặt bình tĩnh giống như vừa giết con kiến. Một cự phách bị giết chết trước mặt, giết một cách nhẹ nhàng, làm cho rất nhiều người sợ hãi run lên. Phù Thanh Họa hít sâu một hơi, nói. Ma đầu kia, lại khôi phục bản tính, quá khát máu. Chỉ Giao và Thiền Linh Nhi vô cùng khiếp sợ, mấy tháng trước tu vị Phong Phi Vân không cao hơn các nàng bao nhiêu cả, nhưng mà mấy tháng sau lại có thể giết cự phách, bước vào hàng ngũ cao thủ thần tấn vương triều, chẳng lẽ thiên phú của bọn họ kém như thế sao? Không ít người hai mặt nhìn nhau. Vốn Phong Phi Vân giết chết mấy cự phách của Sâm La Điện có truyền ra và nhiều người không tin Phong Phi Vân có chiến lực như thế, nhưng mà giờ phút này bọn họ đã bị chấn nhiếp rồi, trong lòng sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ Phong Phi Vân mới 20 tuổi đã bước vào hàng ngũ cự phách, trở thành sử thi cự phách? Nếu thật là như vậy, vậy quá dọa người. Phong Phi Vân đã triệt để phát triển rồi, trừ phi nhân vật cấp lão tổ ra tay, sợ là không ai có thể lấy mạng của hắn cả. Có người nói như thế. Chẳng lẽ tốc độ tu hành của thiên tài đều nhanh như thế sao? Một ít lớp người già nhìn qua phía Lý Tiêu Nam, Bắc Minh Phá Thiên, phát hiện hai người vô cùng lạnh nhạt, cũng không có chấn động quá lớn, xem ra hai thiên chi kiêu tử này đã đạt tới cảnh giới khủng bố, Phong Phi Vân biểu hiện ra chiến lực cường đại, bọn họ vẫn không khẩn trương một chút nào cả. Phong Phi Vân gỡ một cây ngọc thú cốt óng ánh xuống khỏi lưng Sử Chân Tương, nắm vào trong tay, ánh mắt nhìn qua một chỗ bóng tối. Tay cầm thú cốt bị đánh bay ra xa, bay hơn 10 dặm, một lão giả bị thú cốt đánh trúng, bờ vai bị thú cốt đâm vào xương. Phong Phi Vân thu hồi thú cốt nhuộm máu, lạnh lùng nói. Cổ Lực Đạt, hôm nay ta sẽ thay Vu Thần Điện thanh lý bại hoại như ngươi. Lão giả này trên người bọc da thú, thập phần gầy còm, trên người lượn lờ ô quang, lạnh lẽo nói. Phong Phi Vân, ngươi cho rằng ngươi giết được Sử Chân Tương thì có thể giết lão phu được sao? VIPVANDAN.VN Chương 1126, tin tức kinh người. 1. Lão giả này thật sự là lão Vu bối phận cao nhất trong Vu Thần Điện, Cổ Lực Đạt, cũng là sư thúc của Cảnh Phong Chí Đại Sư, hắn cấu kết với Sâm La Điện cầm bắt La Ngọc Nhi, muốn thông qua viễn cổ tế tự, cướp lấy thiên vu thần thụ trong người La Ngọc Nhi, sau đó gọi ra thiên vu đại thần. Loại người uy hiếp khá lớn này phải nhanh chóng gạt bỏ. Rất nhiều người ở đây không biết thân phận của Cổ Lực Đạt, nhưng mà có thể biết rõ Cổ Lực Đạt tuyệt đối là một cường giả, so với Sử Chân Tương còn mạnh hơn không chỉ một hai lần, trong cự phách cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Đương nhiên cũng có tu sĩ biết rõ Cổ Lực Đạt, đây chính là nhân vật bối phận cao nhất Vu Thần Điện, cường nhân thế hệ trước, Phong Phi Vân lại muốn ra tay với hắn, khẩu khí đúng là quá lớn. Cổ Lực Đạt khởi động gia thú trên người, trên gia thú có đổ văn bay ra, phía trên có núi sông. Có đồ văn địa lý, có hào quang vạn dặm. Đây là da của linh thú vương giả, ẩn chứa khí tức linh thú vương giả, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân một cước đạp trên mặt đất, sử dụng tiểu diễn thuật trong bát thuật, điều động thiên thế cùng địa thế, nơi xa xôi có một ngọn núi khổng lồ bay lên cao cao, lập tức chấn áp Cổ Lực Đạt dưới núi lớn. Trên bầu trời có đại khí vô tận ngưng tụ thành một thanh hám thiên truy đánh vào ngọn núi cao, đánh nát cả ngọn núi. Cổ Lực Đạt ở dưới ngọn núi bị đánh nát không thể nát hơn. Phong Phi Vân thập phần cường thế, giết người không chớp mắt, chỉ đạp lên mặt đất một cước liền có thể đánh chết Cổ Lực Đạt là kẻ hung ác trong thế hệ trước, căn bản không thể đỡ. Tấm da thú kia bay vào trong tay Phong Phi Vân, đây là một tấm da linh thú vương giả, tự nhiên vô cùng trân quý, không thể lãng phí được. Mọi người ở đây vô cùng kinh hãi. Chỉ dẫm một cước lên mặt đất đã thi triển ra một loại đại thoai tam đánh chết nhân vật như Cổ Lực Đạt. Trong khoảng thời gian ngắn đã có hai cự phách chết trận, nhưng lại chết rất dễ dàng, chẳng lẽ mấy cự phách Sâm La Điện thật sự bị hắn giết chết? Thật sự là xương tốt, thật sự là da tốt. Phong Phi Vân một tay nắm thú cốt, một tay nắm da thú, đều thuộc về linh thú vương giả, cẩn thận nghiên cứu, cảm thấy có thể luyện thú cốt thành chiến binh, dùng da thú làm giáp mỏng.
Lúc này một con thỏ đỏ thẫm đi tới dưới chân Phong Phi Vân, miệng phun tiếng người. Đại tỷ truyền lời, hy vọng thần vương đại nhân có giao ra và xương linh thú vương giả cho đại tỷ sẽ xuất ra linh bảo tương đương trao đổi. Tuy là một con thỏ nhưng nó vô cùng hiểu cách nói chuyện, nghe xong không khiến người ta cảm thấy phản cảm. Nhưng mà nó vừa nói như vậy, ngược lại không giống như đang trao đổi linh bảo, mà giống như nam nữ đang trao đổi tín vật định tình. Phong Phi Vân nhìn qua phía Mạc Giao Giao một cái, giai nhân tuyệt thế đứng đó, da thịt tuyết trắng, đôi mắt dễ thương nhìn ra phương xa, đưa mắt nhìn Phong Phi Vân, cười rất thản nhiên. Da xương của linh thú vương giả là thứ hiếm thấy, nhưng mà đối với Phong Phi Vân mà nói chỉ là gân gà, luận công kích, thú cốt so ra kém thiên tủy binh đảm cùng kình thiên côn, luận phòng ngự gia thú còn kém miểu quỷ ban chỉ. Nếu như Mạc Giao Giao thật là một vị cường giả, đưa da xương linh thú vương giả cho nàng. Xem như nàng thiếu nợ nhân tình của hắn, như vậy rất có lời. Phong Phi Vân nghĩ thông suốt điểm này, con mắt hơi nhíu lại, đặt xương cốt linh thú vương giả vào tay con thỏ, hắn choàng ra qua đầu con thỏ, sau đó vươn tay vỗ đầu con thỏ, nói. Trở về nói cho đại tỷ ngươi biết, nam nhân tặng đồ vật cho nữ nhân, không cần đáp lễ. Nha! Con thỏ cái hiểu cái không gật gật đầu, mang theo xương và ra rời đi. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn qua phía Mạc Giao Giao, nàng lúc này điểm lên trán một cái, làm vái chào, ôn nhu nói. Đa tạ công tử. Nhìn thấy Phong Phi Vân cùng Mạc Giao Giao hàm tình mạch mạch, rất nhiều người cảm thấy khó chịu, ngự thú trai Vu Thanh Họa liên tục thở dài, nói. Lại là thiếu nữ chưa hiểu thế sự bị ma đầu này lừa gạt rồi. Không chỉ có Vu Thanh Họa cảm thán như thế, rất nhiều người hiểu Phong Phi Vân đều thở dài, có chút tiếc hận, cũng có chút tức giận. Cảm thấy Mạc Giao Giao chính là bị vẻ ngoài của Phong Phi Vân lừa gạt, nàng là thiếu nữ vô tri. Ta thấy cũng chưa chắc, nàng kia thanh lệ tuyệt trần, dung mạo như tiên cơ, có thể một mình một người đi vào sâu trong đồng lô sơn này, chắc chắn là thế hệ tài trí và tu vị cao, sẽ không bị Phong Phi Vân lừa gạt dễ dàng đâu. Lý Tiêu Nam tư thế oai hùng tuấn giật, nho nhã mà tiêu sái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Giao Giao, mang theo nụ cười thân cận. Khí chất trên người Mạc Giao Giao hấp dẫn vô số người, mặc dù là Lý Tiêu Nam cũng không tiếc lời ca tụng. Con thỏ nhỏ kia miệng phun tiếng người, tuyệt đối là linh thú tu hành ngàn năm, ngay cả linh thú cũng thu phúc được, tu vị cô gái này tự nhiên không yếu điểm nào cả, Phong Phi Vân lần này muốn tán gái sợ là sẽ đâm vào miếng sắt rồi. Bắc Minh Phá Thiên nói ra, Phong Phi Vân vẫn không thèm chú ý tới đám người này nói nhảm, nhìn qua Mạc Giao Giao ở xa xa, cười nói. Những lời hồ ngôn loạn ngữ, Mạc cô nương không nên đặt trong lòng. Tự nhiên không biết. Mạc Giao Giao tiếp nhận thú cốt và ra từ trong tay con thỏ, đôi mắt dễ thường nhìn qua một hồi, sau đó thu hồi hai món đồ vật này, cười nói. Đợi cho yêu tộc thần tàng mở ra, đạt được bảo vật bên trong, Giao Giao, tất nhiên sẽ tặng lại hai bảo vật. Tất cả mọi người lắc đầu thở dài, cảm thấy nữ tử họ Mạc này quá dễ lừa gạt, không chỉ bị Phong Phi Vân lừa gạt. Ngay cả bảo vật cũng bị lừa đi hai kiện. Lực lượng địa phệ thiên tăng lên mức kinh khủng, một đầu địa mạch nứt ra càng lớn, giống như hố sâu vài ngàn dặm, nuốt vô số sinh linh và núi cao vào trong. Không chỉ có những tu sĩ ở đây, chỗ tối còn có vài lực lượng cực hạn không hiện thân, không cần đoán cũng biết, mấy lực lượng này chính là khí tức của đám người cao cấp nhất thần tấn vương triều. Tất cả mọi người không có động thủ, đang chờ đợi lực lượng địa phệ thiên chấm dứt. Phong Phi Vân nhìn qua phía bầu trời, giọng nói kéo dài ra. Tà Hoàng thiếu chủ, có phải ngươi thiếu nợ ta một ít thứ gì đó hay không? Xâm La Điện đến không ít cường giả, có vài người là cự đầu uy danh chấn thế, bọn họ đều mặc áo đen, hàn khí bức người, giống như một đám tử thần đứng ở nơi đó làm tu sĩ chung quanh tránh ra xa xa, không dám đi trêu chọc đám người này. Tà Hoàng thiếu chủ mang theo mặt nạ quỷ màu bạc, thân thể đứng nghiêm, áo đen bọc lấy toàn thân. Trên đầu còn đội cái mũ màu đen, hắn nhìn qua phía Phong Phi Vân, thản nhiên nói. Thần vương đại nhân muốn cái gì? Phong Phi Vân cười nói. Chẳng lẽ Tà Hoàng thiếu chủ quên đánh cờ ở Cổ Cương Phủ? Cũng không quên. Tà Hoàng thiếu chủ nói. VIPVANDAN.VN Chương 1127, tin tức kinh người. 2. Lúc ấy đánh bạc là cái gì? Phong Phi Vân nói ra. Giọng của Tà Hoàng thiếu chủ hơi có vẻ khàn khàn, nói. Ai có thể thống nhất ba đại bộ lạc Cổ Cương Phủ,
cũng trở thành chủ nhân sau màn cổ cương phủ thì người đó thắng. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô, vốn tất cả mọi người biết rõ Tà Hoàng thiếu chủ cùng Phong Phi Vân có đánh cờ với nhau, nhưng mà rất ít người biết hai người đang đánh cờ về cái gì, thì ra là tranh nhau xem ai có thể khống chế một phủ, đây đúng là đại thủ bút ha. Khí phách thật lớn, dĩ nhiên là so xem ai có thể khống chế một phủ, trở thành chủ nhân sau màn của một phủ, rất nhiều bá chủ thế hệ trước nghe thấy đã động dung. Hôm nay ba đại bộ lạc của Cổ Cương phủ đã thống nhất chưa? Phong Phi Vân hỏi lần nữa. Tà Hoàng thiếu chủ trầm ngâm một lát, nói. Cũng đã nhất thống. Oanh! Xôn xao ồn ào vang vọng. Ba đại bộ lạc của Cổ Cương phủ tranh đấu với nhau đã lâu, thời điểm đám tu sĩ này tiến vào Thập Vạn Sơn Hà, ba bộ lạc Cổ Cương phủ vẫn chiến loạn như cũ, lúc này qua mấy tháng, làm sao có thể thống nhất được? Kỳ thật Phong Phi Vân cũng không biết ba đại bộ lạc Cổ Cương phủ có thống nhất hay không, nhưng Thiên Vu thần nữ đời trước đã phục sinh, với uy tín và tu vị của nàng muốn thống nhất Cổ Cương phủ cũng chỉ là một câu thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ba đại bộ lạc Cổ Cương phủ vì sao thống nhất? Chẳng lẽ triều đình xuất binh đánh Cổ Cương phủ, bằng không thì Phong Phi Vân sao có lực lượng lớn như thế? Đương nhiên trong đó cũng có người biện giải. Ví dụ như đoàn người ngự thú trai tiến vào Thập Vạn Sơn Hà muộn, Vu Thanh Họa đứng ra, Phật y màu trắng chập chờn, nàng giống như thiên nữ đi ra từ bức tranh, nói. Cổ Cương phủ đúng là đã thống nhất, hơn nữa, truyền thuyết. Thiên Vu thần nữ đời trước đã quay về, chỉ ngồi trong Thiên Vu thần điện nói một câu, ba bộ chủ của ba đại bộ lạc Cổ Cương phủ lập tức quỳ lạy, ngay cả đám đại vu ở Ngọc Kiền Vương triều nghe nói chuyện này cũng đã chạy về Cổ Cương phủ, tự mình triều bái thần nữ. Lời này vừa nói ra chấn động càng lớn, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh được nữa, xô trào giống như dung nham phun trào. Ông trời, Thiên Vu thần nữ đời trước. Vào một vạn năm trước đã sánh vai với ba đại cao tăng của thời đại Phật tu, tịnh xưng là bốn chí cướng, là bá chủ một thời đại, một vạn năm sau đã quay về. Một cự phách sau khi nghe xong toàn thân run sợ, nếu không phải lời này do Phật tôn của ngự thú trai nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không ai cảm thấy Vu Thanh Họa sẽ nói dối. Không có khả năng, không có khả năng, cho dù là chân nhân, sống 3.000 năm đã là không tệ, có thể sống đến 4.000 năm là quá điên cuồng, Thiên Vu thần nữ đời trước làm sao có thể sống vạn năm mà không chết. Trong một tòa cung điện trên bầu trời, bên trong có giọng nói kích động truyền ra. Đám trẻ tuổi tuấn tài như Bắc Minh Phá Thiên cùng Lý Tiêu Nam nghe xong cũng cực kỳ rung động, giống như đang nghe câu chuyện thần thoại. Ở bầu trời phía khác có một cái mộ phần đang lo lắng, chính là mộ của Bắc Minh Cầu Kiếm, lúc này mộ bia tỏa ra hào quang sáng ngời, giống như hóa thành một mặt kính chiếu rọi nghìn vạn dặm, thật lâu sau mộ bia ảm đạm lại, trong huyệt mộ có giọng nói âm trầm truyền ra, mang theo vài phần kính sợ, nói. Thần nữ nương nương xác thực đã quay về, đang ở Thiên Vu thần điện nói chuyện với cung chủ thần linh cung linh, Tà Hoàng đại, thời điểm yêu tộc thần tàng xuất thế thì bọn họ sẽ lập tức tới đây. Vừa rồi Bắc Minh Cầu Kiếm thi triển cấm thuật, thần thức bay ra khỏi Đồng Lô Sơn, đến Thiên Vu thần điện, vừa hay nhìn thấy Thiên Vu thần nữ cùng cung chủ thần linh cung đang ngồi với nhau, Phong Hoàng đã ở trong thần điện, bên ngoài thần điện có rất nhiều đại vu, người đứng đông nghịt, sợ là ngàn vạn thiên vu tới đây triều bái. Thần thức của Bắc Minh Cầu Kiếm vừa bay tới một góc của thần điện, ba đại nhân vật bên trong đã phát hiện ra, trên mặt Phong Hoàng biến thành hung ác, quát lớn. Chỉ là tứ kiếp quỷ vương mà dám dò xét Thiên Vu thần điện, muốn chết phải không? Chỉ một tiếng quát lớn đã làm thần thức Bắc Minh Cầu Kiếm tổn thương, thần thức suýt nữa bị đánh tan. Thiên Vu thần nữ nói ra. Cũng không có sao, quỷ ta tu hành không dễ, Phong Hoàng tạm tha hắn một mạng a. Cung chủ thần linh cung cười nói. Quỷ ta thuộc sở hữu âm giới quản lý, Tà Hoàng nếu ra tay chấn giết tứ kiếp quỷ vương, sợ rằng sẽ đắc tội âm giới chi mẫu. Nếu thần nữ và cung chủ cầu xin tha cho hắn, Phong Hoàng ta cũng tạm tha hắn một mạng. Phong Hoàng cười hai tiếng, cũng không cần nhiều lời nữa. Thần thức của Bắc Minh Cầu Kiếm bay trở về Đồng Lô Sơn, trong lòng vẫn bị chấn nhiếp không thôi, tu vị ba người trong Thiên Vu thần điện thật đáng sợ. Hắn cũng là tứ kiếp quỷ vương, tồn tại cấp bậc chân nhân, nhưng mà ở trước mặt của bọn họ lại không có chút khả năng hoàn thủ. Mọi người cả kinh không nói được lời nào, Thiên Vu thần nữ, Tà Hoàng. Cung chủ thần linh cung, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, vô địch một thời đại, bọn họ hôm nay tới nơi này, như vậy yêu tộc thần tàng chẳng phải vật trong tay bọn họ sao,
ai còn dám tranh chấp chứ? Phong Phi Vân không có hứng thú biết ai sẽ tới Đồng Lô Sơn, hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt, nhìn Tà Hoàng thiếu chủ nói. Nếu ta đánh cờ thắng, có phải ngươi nên thực hiện hứa hẹn của mình là giao 4 yêu nữ cho ta hay không? Tà Hoàng thiếu chủ lắc đầu, nói. Cổ Cương Phủ thật sự đã thống nhất, nhưng mà chủ nhân Cổ Cương Phủ hiện tại chính là Thiên Vu Thần Nữ, ngươi và ta không cách nào trở thành chủ nhân sau màn của Cổ Cương Phủ, cho nên ai cũng không thắng, chỉ xem như hòa mà thôi. Thiên Vu Thần Nữ đã quay về, người phương nào còn dám đánh chủ ý lên Cổ Cương Phủ chứ, ván này tự nhiên sẽ xem như hòa. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh sơn mạch, chuyện trò vui vẻ, nói. Cũng không thể nói như vậy, dù sao Thiên Vu Thần Nữ quay về ta xuất lực không ít, có thể nói là một tay ta thúc đẩy Cổ Cương Phủ thống nhất, ván vở này tính là ta thắng. Phong Phi Vân vừa dứt lời, bên dưới truyền ra tiếng giễu cợt không ít. Thiên Vu Thần Nữ tu vị thông thiên triệt địa, người ở trước mặt nàng chỉ là con sâu cái kiến, thần nữ quay về cũng cần người xuất lực sao? Tây Môn Túc Đức một trong ba cự đầu ám vực lên tiếng mỉa mai. Phong Phi Vân, ngươi cho rằng tu vị của ngươi bây giờ là có thể nói bậy nói bạ sao, nếu thần nữ nương nương muốn giết ngươi, đứng cách mấy chục vạn dặm điểm một đầu ngón tay cũng đã nghiền chết ngươi rồi. Cổ Bát chỉ nói, cười mà không nói, vậy mà cũng dám trèo quan hệ lên thần nữ, Phong đại ma đầu, Phong còn có nghĩa là điên, tác giả chơi chữ ngươi đang khinh nhờn thần nữ nương nương. VIPVANDAN.VN Chương 1128, tức giận thổ huyết. Phu Thanh Hỏa cũng rất bất mãn về Phong Phi Vân, Thiên Vu Thần Nữ có ghi lại trong sách cổ của Ngự Thú Trai, có quan hệ tốt với Phật Môn, Phu Thanh Hỏa cảm thấy Phong Phi Vân đang mang Thiên Vu Thần Nữ ra làm trò đùa, cảm thấy hắn đang khinh nhờn Thiên Vu Thần Nữ. Phong Phi Vân cũng rất bất đắc dĩ, người trên đời chính là như thế, người nói thật thì không có ai tin tưởng, lời nói dối thì rất nhiều người tin. Giọng của Diêm Vương vang lên trong người Phong Phi Vân, cười âm hiểm nói. Ta nghĩ ta có chuyện cần ngươi làm rồi. Bởi vì sự kiện Phong Phi Vân mượn lực lượng của Diêm Vương, cho nên thiếu hắn một món nợ. Ngươi đang làm phiền ta. Phong Phi Vân cau mày. Diêm Vương cười nói. Ta muốn ngươi đi câu dẫn Thiên Vu Thần Nữ, làm cho nàng động tình, thậm chí mang thai một nam nửa nữ, sau đó bội tình bạc nghĩa với nàng. Ngoá, bội tình bạc nghĩa. Phong Phi Vân kinh ngạc, không nghĩ tới Diêm Vương lại ác như vậy. Tiểu tử, ta đã sớm nói ta muốn ngươi làm việc không đơn giản, làm giao dịch với ác ma thì ngươi phải trả giá, yên tâm, chuyện này xem như ta đang giúp ngươi đấy. Diêm Vương cười rất lạnh, hắn hận Thiên Vu Thần Nữ cực sâu. Nếu không phải tao ngộ Thiên Vu Thần Nữ và ba cao tăng Phật Môn liên thủ công kích, chỉ sợ vạn năm trước hắn đã khôi phục đỉnh phong rồi, cũng sẽ không luân lạc tới mức nương nhờ thân thể người khác. Diêm Vương lại quay về sống lưng, ném cho Phong Phi Vân một nan đề. Phong Phi Vân thở dài một tiếng, hai mắt ngước lên, lúc này phát hiện mọi người nhìn chằm chằm vào mình, đặc biệt là Vu Thanh Hỏa càng tức giận sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy, răng ngọc cắn chặt, nói. Ngươi! Ngươi! Phong Phi Vân hiểu đã xảy ra cái gì, nhất định là vừa rồi mình nói hai câu với Diêm Vương gây tai họa. Ngươi đang làm phiền ta, ngoá, bội tình bạc nghĩa. Hai câu này nhìn thì nói với Diêm Vương, nhưng mà Phong Phi Vân mặt nhìn qua phía Vu Thanh Họa, hơn nữa Phong Phi Vân nói hai câu này vào đúng thời điểm tiếp nối câu trước của Vu Thanh Họa, Vu Thanh Họa tự nhiên cũng cho rằng là nói nàng. Tu sĩ chung quanh sững sờ, đặc biệt Phong Phi Vân nói một câu bội tình bạc nghĩa. Ánh mắt nhiều người nơi đây biến hóa, bọn họ dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua Vu Thanh Họa, lại nhìn qua Phong Phi Vân, mang theo thần thái cười mà không cười. Trong Sâm La Điện có tiếng cười âm dương quái khí vang lên, âm thanh rất thấp, nhưng mà tất cả tu sĩ ở đây đều nghe được. Nghe nói Phong Phi Vân sau khi hóa ma đã bị người ta đưa tới Ngự Thú Trai, Ngự Thú Trai có một đại nhân vật ra tay mới ngăn chặn ma tính trong người của hắn. Không đúng, không đúng. Ngự Thú Trai tuyệt đối không cho phép nam tử tiến vào, huống chi Phong Phi Vân là ma đầu Phong Lưu, có cổ quái a hát. Một nam tử trung niên mặc hoa bào gấm vóc nói ra. Nếu như nhân vật cấp Phật tôn của Ngự Thú Trai, kỳ thật cũng có thể dẫn một hai nam nhân vào trong Ngự Thú Trai. Chẳng lẽ đại nhân vật kia mượn lý do áp chế ma tính trong người Phong Phi Vân nên đưa hắn vào trong Ngự Thú Trai? Một lão giả trường miệng rộng, con mở to nhìn chằm chằm vào Vu Thanh Họa. Lời này vừa vang lên, tiếng hít khí lạnh vang vọng, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào Vu Thanh Họa.
Phù Thanh Họa vốn khuynh thành tuyệt đại, tự nhiên xuất trần, tâm tình chưa từng dậy sóng, nhưng mà được đám người này dùng ánh mắt nóng bỏng và xì xào bàn tán nàng, lại làm cho nàng tức giận suýt nữa thổ huyết. Mấy thiên chi kiều nữ của ngự thú trai cả kinh không ngậm miệng lại được, các nàng thập phần hiểu, Phù Phật Tôn không có chút liên quan tới Phong Phi Vân, giờ phút này khẳng định đã giận dữ cho rằng Phong Phi Vân nói hưu nói vượn mà siêu độ hắn, nhưng mà... Phù Phật Tôn giờ hiện tại không có ra tay, hẳn là... Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thiện Linh Nhi vốn có hảo cảm với Phong Phi Vân, tuyệt đối cho rằng hắn là bằng hữu có thể tương giao, nhưng mà giờ phút này lại sợ hãi Phong Phi Vân. Trong Sâm La Điện có người cười lớn, nói. Nghe nói ngự thú trai không lâu trước kia xảy ra một chuyện gièm pha, tuy bị người có ý chí áp xuống, nhưng mà tin tức vẫn truyền ra ngoài, hình như một nữ đệ tử ngự thú trai mang thai, chậc chậc, nhưng mà tình huống chân thật thì không có ai biết. Có lẽ mang thai là một vị Phật tôn cũng không nhất định, rất làm cho người ta hiếu kỳ, hắc hắc. Việc này ta cũng đã có nghe nói qua, nghe nói lúc ấy Phong Phi Vân vừa vặn ở ngay trong ngự thú trai, thật sự làm cho người ta hâm mộ a. Thần Vương Phong Lưu quả thật danh bất hư truyền, không biết Thần Vương đại nhân có tiện tiết lộ người đó là đệ tử ngự thú trai hay là Phật tôn ngự thú trai đây. Trong Sâm La Điện lại có tiếng cười khác vang lên. Oanh! Việc này càng khủng bố hơn. Rất nhiều người cũng không biết ngự thú trai đã xảy ra chuyện xấu như thế, giờ phút này bị người ta nói ra, lực rung động quá mạnh mẽ, một khi những người này đi ra khỏi Đồng Lô Sơn, tin tức này tất nhiên sẽ truyền khắp cả Thần Tấn Vương Triều, thành hài hước trà dư tửu hậu của mọi người. Đương nhiên nếu là thật sự đến lúc đó, đối với Phong Phi Vân kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao Phong Phi Vân cũng đã sớm có thanh danh ở bên ngoài, nhưng mà đối với thanh danh ngự thú trai chính là đả kích thật lớn. Chuyện này không cần phải đoán a, mẫu thân đứa bé kia chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tây Môn Túc Đức của ám vực cười hắc hắc nói ra. Rất nhiều người đưa mắt nhìn qua bụng dưới Phù Thanh Họa, mang theo thần thái nghiên cứu. Phốc, sốt cuộc Phù Thanh Họa tức giận tới mức phun máu tươi, toàn thân đều đang run rẩy, hàm răng cắn chặt, nói. Nếu ai còn dám hầu ngôn loạn ngữ, đừng trách ta ra tay vô tình. Tây Môn Túc Đức cười nói. Không phải chỉ bội tình bạc ngãi sao, Phật Tôn làm việc quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ còn sợ chúng ta nói à? Lại có tiếng cười vang vang vọng. Phù Thanh Họa đã sắp bị tức điên, hung hăng trừng mắt Tây Môn Túc Đức, trong mắt có Phật quang màu vàng bắn ra ngoài, bên trong bắn ra tòa sen 7 tầng, liên đài có 2 tiên tháp, một tòa tiên tháp có hỏa diễm màu đen đang thiêu đốt, một tòa tiên tháp khác có bạch sắc hỏa diễm. Oanh! 2 tòa tiên tháp bay ra ngoài, ép mặt đất vỡ ra. Bầu trời chia làm 2 màu đen trắng, trực tiếp đánh Tây Môn Túc Đức bại lui, mộc trượng trong tay gãy đoạn. Mọi người kinh hãi, Phù Thanh Họa không hổ là một trong những Phật tôn cường đại nhất thú trai, đánh Tây Môn Túc Đức cấp bậc lão tổ bại lui liên tục, nhưng mà linh bảo nàng sử dụng lại khiến người ta nghi hoặc. Đây là tà đạo cấm pháp, hắc bạch âm dương tháp. Tây Môn Túc Đức vừa kịch chiến vừa kinh dị, chợt lại cười nói. Ha ha! Phù Thanh Họa người thân là Phật tôn ngự thú trai lại tu hành tà đạo cấm pháp, xem ra ngươi là đã sớm sa đọa, cho nên mới bị Phong Phi Vân thừa cơ. Phù Thanh Họa không có giải thích nhiều như thế, trong 2 mắt bắn ra hào quang lạnh giá, dáng người như ngọc, hiểu điệu động lòng người, tóc dài nhảy múa, chỉ muốn xé nát miệng Tây Môn Túc Đức ra. VIPVANDAN.VN Chương 1129, Tính Toán 1. Phong Phi Vân hiện tại cũng đầy xấu hổ, dù sao chuyện này bị người Sâm La Điện trợ giúp, nhất định sẽ tạo thành tổn hại danh dự với ngự thú trai, tuy hắn không có bao nhiêu hảo cảm với nữ nhân lạnh như băng và cường thế của Phù Thanh Họa, nhưng mà trai chủ đàn thanh tố của ngự thú trai là người không tệ. Cuối cùng ở trong đó cũng có nguyên nhân của hắn mới tạo thành cục diện hiện tại. Phong Phi Vân ho khan 2 tiếng, quyết định nên giúp Phù Thanh Họa nói 2 câu hữu ích, nói. Tây Môn Túc Đức. Ngươi không có kiến thức, Phù Phật Tôn vận dụng là bản thể hắc bạch âm dương tháp, đây chính là do sư tôn Phù Phật Tôn lấy được trong Đồng Lô Sơn, về phần cái gọi là tà đạo cấm pháp, cũng chỉ là một đám tà đạo lĩnh ngộ thuật pháp tà đạo trên hắc bạch âm dương tháp mà thôi. Hai tay Tây Môn Túc Đức nâng hắc bạch âm dương tháp lên, lộ ra vẻ cố hết sức, thân thể không ngừng chìm xuống, hắn vẫn cắn răng cười nói. Hắc bạch âm dương tháp là bí bảo tuyệt đỉnh, ngay cả chúng ta cũng không biết lai lịch của nó. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế, hẳn là. Là Phù Thanh Họa ở bên gối nói cho ngươi biết sao. Đại gia mày.
Phong Phi Vân cũng căm tức. Ngươi câm miệng. Phù Thanh Họa giờ phút này rất hận Phong Phi Vân, cảm thấy Phong Phi Vân nói câu nào sai câu đó, hơn nữa làm cho mọi người hiểu lầm càng sâu. Phong Phi Vân kinh ngạc, bà điên này giống ta làm gì, ta đang giải thích giúp ngươi đấy. Phong Phi Vân bị ngươi tình cũ giống một câu, ngươi không dám nói câu nào cả, thật sự làm mất mặt nam nhân chúng ta. Khục khục. Tây Môn Túc Đức phun máu tươi, bị Phù Thanh Họa tế hắc bạch âm dương tháp chấn chảy máu, nhưng mà hắn vẫn thong dong như cũ. Tu vị của hắn cực cao, có lẽ Phù Thanh Họa có thể bằng vào hắc bạch âm dương tháp này đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không cách nào giết hắn được. Phong Phi Vân cũng bị làm tức giận, lấy kình thiên côn ra, cười lạnh nói. Xem ra không tiêu diệt ngươi, trong lòng ngươi rất không dễ chịu. Kình thiên côn chính là tam phẩm linh khí đỉnh phong, dưới tứ phẩm linh khí gần như vô địch. Phong Phi Vân tế kình thiên côn ra, 100 tòa trận pháp liên hoàn bên trong khởi động. Hóa thành một cây thần châm cao 100 mét quét qua Tây Môn Túc Đức, hắn đánh bay cả ngọn núi, trong không khí lưu lại một hư ảnh côn ảnh cực lớn. Đối mặt Phong Phi Vân cùng Vu Thanh Họa hai người công kích, Tây Môn Túc Đức bại thật nhanh, trên người vết máu chảy nhiều, nhưng mà hắn không sợ hãi chút nào cả, ngược lại cười nói. Tốt, gian phu dâm phụ cũng đã liên thủ rồi. Phốc, Vu Thanh Họa tức giận tới nổi thổ huyết tại chỗ. Tránh ra, không cần ngươi hỗ trợ. Phù Thanh Họa đột nhiên ra tay với Phong Phi Vân, hai tòa bảo tháp áp xuống, bộc phát ra hỏa diễm đen trắng đánh lui Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bay ngược trở về, áo bào run lẩy bẩy, đứng tại chỗ và trong lòng thầm mắng bà điên, bình tâm tĩnh khí mà thấy rõ tình thế, không có tiếp tục ra tay. Lão quái vật như Tây Môn Túc Đức này cáo già tới cực điểm, tự nhiên hiểu được đạo lý họa từ miệng mà ra, sở dĩ hắn nói chuyện không chút đậy miệng như vậy. Kỳ thật chính là muốn chọc giận Phù Thanh Họa cùng Phong Phi Vân, mục đích của hắn là vì Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân đã tỉnh táo lại, nhìn rõ mục đích của hắn cho nên không có ra tay. Tây Môn Túc Đức vừa đánh vừa lui, rất nhanh đã rời xa chỗ này, dần dần rời khỏi ánh mắt của mọi người, Phù Thanh Họa dưới cơn thịnh nộ tự nhiên đuổi theo. Quả nhiên không có hảo ý a hát. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn qua hai tên cự đầu ám vực là Cổ Bát Chỉ cùng Kim Thẳng. Hai người này đứng trong bóng tối nhìn Phong Phi Vân cười cười, sau đó yên lặng không một tiếng động biến mất, bay về phía có âm thanh đại chiến. Bọn chúng đang dụ ta mắc câu, đã như vậy cũng nên tương kế tự kế. Phong Phi Vân cười hắc hắc một tiếng, sau đó cùng tiểu tà ma đuổi theo. Ca, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia thật sự mang đứa bé của ngươi sao? Tiểu tà ma tốc độ cực nhanh, có thể đuổi kịp bước chân Phong Phi Vân. Tiểu hài tử chớ nói lung tung. Người ta là Phật tôn ngự thú trai, nếu ngươi gọi nàng là tỷ tỷ xinh đẹp, nàng sẽ tức giận đấy. Phong Phi Vân cũng không biết nên giải thích với nàng như thế nào, nhà đầu kia tuy đã lớn lên, nhưng mà dường như không biết cái gì gọi là mang em bé, giải thích cho nàng hiểu có khi còn dạy hư nàng. Cường giả tranh đoạt yêu tộc thần tàng thật sự quá nhiều, Phong Phi Vân cho dù có lòng tin tuyệt đối vào tu vị của bản thân, thực sự không có nghĩ sẽ đi đoạt thức ăn trong miệng cọp. Đối mặt với cao thủ như Tà Hoàng và cung chủ thần linh cung kia, chỉ sợ rất nhiều tay không mà về, có thể có được đám linh quả hiếm thấy kia, Phong Phi Vân đã cảm thấy chuyến đi này không tệ, về phần yêu tộc thần tàng, nếu có thể có được một hai kiện thần bảo thì tốt, nếu như không chiếm được cũng không cần đi liều mạng. Một đường truy đuổi, phát hiện rất nơi đất đá sụp xuống, rất nhiều núi cao đã nứt vỡ, sơn hà bị chém dứt. Phù Thanh Họa bà điên này thật sự có tài, không hổ là Phật tôn. Trong lòng Phong Phi Vân cảm thán nói một câu. Rất nhanh Phong Phi Vân đã đuổi tới vị trí chiến đấu, cũng không có lập tức ra tay, mà là cùng tiểu tà ma đứng trong nơi âm u, từ xa xa nhìn qua, nơi này cách vị trí xảy ra địa phệ thiên chừng 2.000 dặm. Thời điểm này ba cự đầu ám vực đều ra tay, ba người này là nhân vật lão tổ tà đạo, đều có linh khí tà binh của bản thân, lúc này vây quanh Vu Thanh Họa. Tuy tu vị Vu Thanh Họa cường đại, có thể chiến thắng bất cứ người nào trong số bọn họ, nhưng mà chỉ cần hai người ra tay là có thể đánh bại Vu Thanh Họa, nếu ba người đồng thời ra tay, đủ để trấn áp Vu Thanh Họa. Vu Thanh Họa cũng cảm giác không ổn, biết rõ trung kế, đánh ra hắc bạch âm dương tháp toàn lực phá vòng vây. Hắc hắc, Vu Thanh Họa, người năm đó xem như thiên chi kiều nữ danh chấn thiên hạ, thay mặt ngự thú trai hành tẩu hồng trần, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, nhưng không nghĩ người cuối cùng lại ăn nằm với yêu ma chi tử. Mặt mũi của ngự thú trai bị người ném mắt sạch sẽ rồi. Kim Thẳng vận dụng đại kỳ màu vàng, hóa thành thần bộ che phủ bầu trời, phong tỏa đường lui của Vu Thanh Họa.
ngự thú trai tự xưng mình là thánh địa thanh tịnh gì đó, ta xem chẳng bằng nói là hậu cung dâm nhạc của yêu ma chi tử, là nơi dâm loạn. Cổ bát chỉ cũng dùng lời lẽ khích bác Phu Thanh Họa. Ngự thú trai đã cũng không nên xưng là Phật Việt, xưng là ký viện thích hợp hơn. Dù sao Phu Thanh Họa người cũng đã lên giường với Phong Phi Vân, nếu không cũng nên cho ba chúng ta thoải mái đi, ha ha. Chúng ta cam đoan sẽ yêu thương ngươi hơn tên tiểu tử Phong Phi Vân kia đấy, mấu chốt là chúng ta không biết. Bội tình bạc nghĩa. Phốc, đây là lần thứ ba Vu Thanh Họa bị tức thổ huyết. VIPVANDAN.VN Chương 1130, tính toán. 2. Oanh. Nhân cơ hội này ba tên cự đầu tà đạo sử dụng chiến pháp mạnh nhất, đánh Vu Thanh Họa thành trọng thương, nàng ngã xuống đụn mây, phần lưng bị chém ra một vết máu thật sâu. Phật y vỡ vụn một mảng lớn, áo ngoài cũng nhuộm máu, hắc bạch âm dương tháp ảm đạm. Ba tên cự đầu ám vực từ trên cao bay xuống, vây khốn Vu Thanh Họa vào giữa, Tây Môn Túc Đức điểm một ngón tay về phía Vu Thanh Họa, giữa ngón tay có một con linh xà màu đen bay ra, nó choi Vu Thanh Họa lại, hắn thong dong cười nói. Đã sớm nghe nói Vu Thanh Họa ngự thú trai mỹ mạo tuyệt trần, tu vị thông huyền, chỉ tiếc làm việc không được tỉnh táo. Nữ nhân nha! Ngực to không có não, đây là chuyện rất bình thường. Kim Thẳng cười nói. Ngươi, các ngươi. Phu Thanh Họa cắn chặt răng, trên người bộc phát kim quang toàn thân, nhưng không cách nào chấn nát con linh xà trên người, ngược lại bị linh xà cắn một ngụm, một nọc độc màu đen chảy vào trong người của nàng. Đừng nhúc nhích, Phật Tôn Đại Nhân, đây chính là tam bộ linh xà nổi danh thiên hạ, nếu ngươi đi ba bước, tính mạng khó bảo toàn. Cổ Bát chỉ cười nói. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn tìm kiếm khắp nơi, hắn tin tưởng Phong Phi Vân nhất định sẽ đuổi theo, nhưng mà Phong Phi Vân lại chậm chạp không có hiện thân, đây là xảy ra vấn đề, chẳng lẽ hắn tự biết không phải đối thủ của chúng ta, khiếp đảm không ra. Ba tên cự đầu ám vực là cáo giả, đối phó Vu Thanh Họa kỳ thật chỉ là tiếp theo, mục tiêu thật sự là bắt Phong Phi Vân. Tuy tu vị Vu Thanh Họa cực cao, nhưng mà luận giảo hoạt thì không bằng 1/10 Phong Phi Vân. Ba tên cự đầu ám vực tự tin có thể làm Vu Thanh Họa mắc lừa, nhưng mà không có nắm chắc bắt được Phong Phi Vân, cho nên mới bắt Vu Thanh Họa, yên lặng chờ Phong Phi Vân mắc câu. Cho dù tính mạng khó giữ cũng còn tốt hơn rơi vào trong tay các ngươi. Vu Thanh Họa bị thương nặng, lại bị tam bộ linh xà cắn, dung nhan của nàng không còn chút máu, trên trán đầy mồ hôi, hàm răng tuyết trắng đi về phía trước hai bước. Ngươi cho rằng chết là hết sao, Vu Phật Tôn xinh đẹp như thế. Cho dù biến thành thi thể lạnh như băng, ta tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Kim Thẳng cười lạnh nói. Hắc hắc, ta không quan tâm mỹ nhân chết hay mỹ nhân sống, đưa lên giường là như nhau cả. Tây Môn Túc Đức nói ra. Nếu lột sạch y phục Phu Phật Tôn, sau đó trên cổng thành thần đô, xem ra đây là chuyện rất vui đấy. Cổ Bát chỉ nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Phu Thanh Họa biến đổi lớn, bờ cắn ra máu tươi. Các ngươi, ám vực các ngươi thật lớn mật, chẳng lẽ không sợ cường giả ngự thú trai ra tay siêu độ ám vực các ngươi sao? Mặc dù nói một câu ngoan thoại, nhưng mà nàng vẫn đứng lại, không dám bước ra bước thứ ba. Lớn mật, một đám tà ma ngoại đạo cũng dám vô lễ với Vu Phật Tôn, thật cho rằng ngự thú trai không người. Lúc này một đạo Phật quang phi hành tầng trời thấp, chính là một đám nữ đệ tử ngự thú trai, đầu lĩnh chính là ba Phật Tôn đều đứng trên lưng linh thú. Trên người có khí khái thánh khiết. Ba cự đầu ám vực nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười lạnh, cũng không có đặt đám Phật Tôn và đệ tử ngự thú trai vào mắt. Ha ha, đã sớm nghe nói nữ đệ tử ngự thú trai khuynh thành tuyệt đại, thanh thuần mỹ mạo, hôm nay quả nhiên mở rộng tầm mắt, Kim huynh, Cổ huynh, xem ra chúng ta hôm nay diễm phúc thật sâu a. Tây Môn Túc Đức hoàn toàn không chút che giấu ý dâm của mình. Lớn mật, chỉ giao nhẹ giọng quát. Tế một thanh bạch ngọc kiếm ra, chiến kiếm có 9 linh điệp, dáng người ưu mỹ, ngọc ngực no đủ, vòng eo như nhu liễu, đường cong mê người, chém ra một kiếm, kiếm quang dài 10 thước. Tây Môn Túc Đức duỗi bàn tay ra, đơn giản bóp nát kiếm quang, nhìn chằm chằm vào Chỉ Giao cả kinh, nói. Một đời thiên chi kiều nữ trẻ tuổi của ngự thú trai mỹ mạo hơn người, dáng người tuyệt sắc và thiên tư hơn người, trở lại ám vực, ta muốn ngươi thị tẩm cho ta đầu tiên. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lớn mật, ha ha ha. Kim Thẳng cùng Cổ Bát chỉ cũng hưng phấn lên, bọn họ tu hành công pháp tà đạo, cũng không bài xích nữ sắc, thậm chí có người đắm chìm vào trong đó,
trong ám vực có rất nhiều đệ tử mỹ mạo lên giường với bọn họ. Tuy nữ đệ tử ngự thú trai cũng cực kỳ mỹ mạo, đặc biệt là Vu Thanh Họa, Thiện Linh Nhi, Chỉ Giao càng là tuyệt sắc nhân gian, những nữ đệ tử này thành khiết nhân gian, ba lão ma làm sao bỏ qua cơ hội này cơ chứ? Nếu có thể thu nữ đệ tử ngự thú trai đưa lên giường lớn, đó mới xem như bản lĩnh chân chính. Ba vị lão ma xung phong liều chết lao qua, giống như ba đầu ác lang nhảy vào bầy cưu, không ngừng có nữ đệ tử ngự thú trai bị bắt, phong ấn tu vị. Tuy tu vị ba Phật tôn ngự thú trai đều cực kỳ cường đại, nhưng mà không sánh bằng Vu Thanh Họa, rất nhanh đều bại trận, bị ba vị lão ma trấn áp, theo gót Vu Thanh Họa. Đệ tử ngự thú trai toàn quân bị diệt, bị bắt lại. Nếu không phải linh thú chiến sủng ngự thú trai chúng ta chết trong đồng lô sơn này, tuyệt đối sẽ không bị ba người các ngươi đánh bại. Chỉ Giao không phục lắm, Ngọc Dung tái nhợt, trên người có thần văn cấm chế, không cách nào nhúc nhích, ngay cả tự sát cũng không được. Tây Môn Túc Đức cười nói. Tiểu nha đầu, chúng ta không chỉ dễ dàng đánh bại các ngươi, ngươi sợ rằng còn chưa biết sắp sửa nghênh đón cái gì đâu. Là cái gì? Chỉ Giao ngực phập phồng, no đủ mà tròn trịa, lông mày kẽ đen cong lại, diễm lệ động lòng người. Chỉ Giao thật sự là nữ tử tuyệt mỹ, hơn nữa da thịt trơn bóng, khí chất thanh lệ, thấy Tây Môn Túc Đức nhìn mình chằm chằm. Nàng cũng khó hiểu, nhưng mà cũng hiểu đây chắc chắn không phải chuyện tốt với nàng, hắn đi tới gần Chỉ Giao, hít sâu một hơi, mang theo thần sắc mê đắm, nói. Lần này ngự thú trai có 21 người rơi vào trong tay chúng ta, cơ đều là mỹ nhân tuyệt sắc, cũng là nữ tử thanh lệ động lòng người. Cái màng xử nữ trên người của ngươi, ba lão tổ chúng ta sẽ giúp ngươi xuyên phá nó, chờ sau khi hút khô nguyên âm xử nữ của các ngươi, lại giao cho các trưởng lão ám vực đùa bỡn, sau đó là đệ tử tinh anh ám vực, thẳng tới khi ngay cả đệ tử này đã chê chán lại giao cho những đệ tử bình thường kia. Đối với đệ tử bình thường mà nói, một ngày các ngươi sẽ lên giường mười mấy lần, nhưng lại không thể cho các ngươi chết đi, thẳng tới khi các ngươi biến thành những con chó không có nam nhân không vui, quỳ cầu nam nhân chơi các ngươi. Khi đó lại đá các ngươi ra khỏi ám vực, đưa tới những kỹ viện tồi tàn nhất. Tây Môn Túc Đức chậm rãi nói ra, ngữ khí bằng phẳng, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, Chỉ Giao cùng các đệ tử ngự thú trai sắc mặt trắng bệch, có mấy đệ tử càng ngất đi, nếu thật sự luân lạc tới mức đó, chỉ sợ còn khổ hơn giết các nàng 10 lần. VIPVANDAN.VN Chương 1131, Phong Đại Thần Côn 1. Cảnh đêm như bức màn đen, bao phủ một tầng sương mù. Trong sơn lĩnh gió lạnh thổi quét qua các nơi, tiếng gió phần phật, trong bóng tối còn có sinh vật không biết đang hoạt động, sau khi chúng cảm nhận được khí tức của ba lão giả ám vực thì lặng lẽ rút đi. Cổ Bát Chỉ đứng trên một khối cự thạch trồng chất màu vàng, hai mắt khép hờ, thần thức triển khai bao trùm ngàn dặm, chợt lại mở to mắt, nói. Xem ra Phong Phi Vân đã khiếp đảm, sẽ không hiện thân đâu. Kim Tàm Kinh chưa hẳn nằm trên người hắn, cũng không cần thiết mang tất cả tâm tư đặt lên người của hắn đâu, hắc hắc, ngược lại đám đàn bà ngự thú trai này xem có nên giam giữ tiếp hay không. Tây Môn Túc Đức cười một cách dâm đãng. Cổ Bát Chỉ nói. Hiện tại còn không phải thời điểm chơi nữ nhân, nơi này cách yêu tộc thần tàng mở ra chỉ có 2.000 dặm, rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh đan quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, ân, đi, quay về ám vực. Hắc hắc, ra khỏi đồng lô sơn, ta sẽ hảo hảo bắt Phật tôn thị tẩm cho ta. Kim Thẳng cười nói, ba cự đầu ám vực biết rõ vô vọng đạt được yêu tộc thần tàng, ý định mang theo một đám nữ đệ tử ngự thú trai quay trở lại ám vực, trong giọng nói tràn ngập dâm dục. Lọt vào trong tai một đám nữ đệ tử ngự thú trai chẳng khác gì ác mộng, bọn họ không ngừng khóc lóc nỉ non, sắc mặt cả đám trắng bệch, ngạo khí như Vu Thanh Họa vào lúc này cũng hối hận. A-di-đà Phật, lỗi, lỗi. Trong bóng tôi có một thân ảnh đi ra, đạp trên sương khói màu vàng, bằng ngăn trước mặt ba lão đầu ám vực, đây là một nam tử trung niên có chỏm râu dê rừng, trong tay của hắn cầm Phật chung, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Tây Môn Túc Đức tập trung nhìn vào. Lập tức nhận ra nam tử trung niên này là ai, chính là tên tán tu đồng hành với Diệp Ti lúc trước, lúc ấy còn dám ra tay với hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lạnh lùng nói. Không muốn chết thì cút ngay. Tại hạ là đệ tử tục gia Phật môn, tên là Vân Phi Thiên, chậc chậc, lại nói ba người khác ngươi, mỗi lần nhìn thấy các đều làm việc ác, đúng là quá đáng giận mà. Nam tử trung niên nhìn qua chúng nữ ngự thú trai bị giam cầm thì trợn mắt lên, đồng tử bắn kim quang. Giống lên giống như sư tử hống.
Nam tử trung niên này chính là Phong Phi Vân biến thành, sở dĩ dùng thân phận này hiện thân, kỳ thật cũng không có ý khác, chỉ không muốn bị Vu Thanh Họa bà điên mắng thêm vài câu, đương nhiên hắn cũng không phải sợ bị mắng, mà là thật sự không cần phải đi mắng nhau với một nữ nhân. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nghe được có tán tu Phật môn đi ngang qua, đám nữ đệ tử ngự thú trai vui mừng ra mặt, trên đời này đúng là vẫn còn có người tốt, nhưng mà chợt sắc mặt vui vẻ của các nàng biến mất không còn gì nữa. Nếu như một cao tăng Phật môn xuất hiện ở nơi này, các nàng có lẽ còn có vài phần hy vọng, nhưng mà đối phương chỉ là tán tu, tại sao có thể là đối thủ của ba cự đầu ám vực cơ chứ, cơ bản là đưa mạng mà thôi. Vân Phật hiểu, ngươi không phải đối thủ của ba tên tà ma này đâu, kính xin mau mau đào tẩu, nếu như có thể tới ngự thú trai cầu cứu, vậy vạn phần cảm tạ. Vu Thanh Họa mái tóc dài rủ xuống, rối tung toàn thân, sắc mặt thập phần khó chịu nổi, độc tố tam bộ linh xà đã xâm nhập vào kinh mạch, khiến xương quai xanh của nàng biến thành màu đen, làn da có xà vân mờ mờ. Tuy nàng bị thương nhưng mà vẫn đẹp như tranh vẽ, xinh đẹp tuyệt luân, có khí chất lãnh diễm mà kỳ ảo. Phong Phi Vân lời lẽ chính nghĩa, nói. Không, trừ ma vệ đạo chính là chuyện của Phật môn, trước mặt tà ma ngoại đạo làm gì có chuyện lùi bước. Đám nữ tử ngự thú trai lúc này thở dài trong lòng không ngớt, đệ tử tục gia này đúng là chính trực, nhưng mà vì sao đầu óc vô nước như thế, cũng không nhìn tình thế một chút, bên kia là ba lão tổ tà đạo, ngay cả mấy Phật tôn cũng bị bắt, tán tu như ngươi thì có thể làm cái gì chứ? Mấy Phật tôn ngự thú trai cũng thở dài một tiếng, chỉ cầu tìm được cơ hội kết thúc tính mạng, không muốn trong sạch bị hủy hoại, đã không cầu có thể tránh được kiếp nạn này, tuy ba vị Phật tôn khác lớn tuổi hơn Vu Thanh Họa rất nhiều. Nhưng mà có thuật chú nhan cho nên nhìn bộ dáng như chừng 30, cũng cực đẹp, giờ phút này nhíu mày niệm kinh. Ba đại cự đầu ám vực đứng lên. Tây Môn Túc Đức đi về phía trước vài bước, hắn không cố kỵ đứng trước mặt Phong Phi Vân, nghiền ngẫm cười nói. Đệ tử tục gia Phật môn đúng không, nhìn ngươi xem như có vài phần gan dạ sáng suốt, không bằng gia nhập ám vực của ta, bái ta làm sư, ta có thể cho ngươi lựa chọn ra một nữ nốt dòng đám nữ đệ tử ngự thú trai này. Tu Phật có ý gì, nên tu phải tu tà đạo. Thật đúng là tà ma ngoại đạo, ác căn quá sâu, xem đỉnh. Phong Phi Vân bộ dáng ghét ác như thù, trên cánh có hỏa diễm xuất hiện, Phật đỉnh bắn ra chung quanh giống như ngọn núi lớn mọc từ dưới đất lên, sức nặng lớn ập xuống, hư không có Phật âm vang vọng, một chữ Phật xuyên qua thiên địa áp xuống. Đương! Một kích này khí thế vô cùng hung mãnh, mặt đất xuất hiện vết rách kéo dài ra xa xa. Tây Môn Túc Đức cũng kinh ngạc, tán tu này quá đáng sợ, không giống như quả hồng mềm, vội vàng dùng hai tay đón lấy thanh long trung áp qua, bành, một tiếng vang thật lớn, thanh long trung dùng sức nặng to lớn ép thân thể Tây Môn Túc Đức lún xuống đất, bị đánh thối lui liên tục, mỗi một bước đều dẫm nát bùn đất, thời điểm hắn ổn định thân hình thì nửa người đã chìm vào đất, đôi bàn tay vô cùng đau đớn. Không có sử dụng linh khí, đây chỉ là dựa vào lực lượng thân thể cường đại mà thôi. Đôi tay của Tây Môn Túc Đức giống như sắp đứt gãy, đau đớn đến cực điểm, hắn không dám tin nhìn chằm chằm vào tán tu này. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể, Phong Phi Vân còn có thể thắng thiên mệnh cửu trọng bình thường, tự nhiên là làm cho Tây Môn Túc Đức giật mình, trong lòng của hắn chấn động thật lớn, chẳng lẽ đây là cao nhân Phật môn thiên mệnh cửu trọng. Cổ Bát Chỉ cùng Kim Thẳng cũng lao tới, bộ dáng như lâm đại địch. Bọn họ cũng chỉ biết thân thể Phong Phi Vân cường đại. Chiến lực chân thật vẫn còn kém bọn họ một chút. Hưng phấn nhất đương nhiên là đám nữ đệ tử ngự thú trai, đôi mắt dễ thương lập lòe, tất cả đều sinh ra hy vọng, giống như Phật Đà hàng lâm hàng ma, tràn ngập vẻ sùng bái, chỉ dựa vào thân thể đã đánh lui lão ma tà đạo như Tây Môn Túc Đức, đây nhất định là cao nhân Phật môn rồi. Hôm nay có chuyển cơ. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Tây Môn Túc Đức không tin nổi nhìn qua tán tu Phật môn trung niên trước mặt. Hừ. Một đám tà ma làm nhiều việc ác, hôm nay ta sẽ siêu độ các ngươi. Phong Phi Vân buông thanh long trung ra, xếp bằng trên đỉnh Phật trung, trên người bắn ra tinh quang Phật Đà tinh thuần nhất, giống như có thánh Phật hàng lâm, trên đỉnh đầu có một đạo Phật hoàn kim sắc bắn ra. VIPVANDAN.VN Chương 1132, Phong Đại Thần Côn 2. Ba cự đầu ám vực cũng là đại nhân vật nhìn thấy các mặt xã hội. Nhưng mà chưa từng nhìn thấy người nào tu luyện Phật lực tinh thuần tới mức này, Phật quang giống như hóa thành tịnh thủy. Phật quang hóa thành màn nước màu vàng chảy xuống, không ngừng chiếu vào đại địa ở đây, trên mặt đất có nhiều đóa Phật liên nở rộ,
giữa không trung còn có mưa màu vàng rơi xuống, cả không gian đều có Phật âm tụng niệm. Mưu mật, mưu ùm, ụm bò, o, mưu la. Phật âm không dứt. Hai mắt Phong Phi Vân bỗng nhiên mở ra, hai đạo kim sắc thần hoa xuất hiện, hắn duỗi một ngón tay chỉ vào Tây Môn Túc Đức, lại nói một chữ chết. Bành! Thân thể Tây Môn Túc Đức trực tiếp nứt vỡ, không hề có ngăn cản gì cả, huyết nhục hóa thành từng đoàn từng, xương cốt vỡ ra, sau đó bị Phật quang màu vàng tinh lọc, hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời, đây là dạng tu vị gì, chỉ cần điểm ngón tay là giết người. Lực lượng không nhìn thấy kia lập tức chấn giết lão tổ tà đạo như Tây Môn Túc Đức, thì cốt không còn, huyết nhục thiêu đốt. Đám nữ đệ tử ngự thú trai lúc này cả kinh tột đỉnh, chỉ giao cùng Thiện Linh Nhi Thiên Chi Kiều nữ đôi mắt đầy gợn sóng, môi son khẽ nhếch, các nàng dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua Phật đà trên không trung, trên mặt lộ vẻ sùng kính, thật sự là cao nhân Phật môn, tu vị Phật hiệu cao không thể chạm, loại cường giả cấp bậc này đúng là quá khủng khiếp. Đôi mắt tiểu tà ma trốn trong bóng tối lóe sáng, nhìn qua Phong Phi Vân giả vờ giả vịt xếp bằng trên Phật trung, nàng muốn cười ra tiếng, chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy, một nam tử đứng sau lưng hư ảnh Phật đà sắc mặt đầy yêu thương tịch mịch, đúng là Phong Si. Hai mắt Phong Si trống rỗng, hắn đứng thẳng, thân thể cứng ngắc, trên vai có con mèo nhỏ này đang chỉ huy hắn công kích. Ra tay đánh chết Tây Môn Túc Đức cũng không phải là Phong Phi Vân, mà là Phong Si. Phong Phi Vân chỉ dùng Phật khí tinh thuần khổng lồ che giấu thi khí trên người Phong Si tỏa ra, bằng không hắn không có khả năng tùy tiện điểm một ngón tay liền giết chết Tây Môn Túc Đức, chỉ có Phong Si mới có lực lượng cường đại như thế. Có Thanh Long Trung khổng lồ chống đỡ, ngự thú trai cùng ba cự đầu ám vực tự nhiên không nhìn thấy người đứng sau lưng Phật đà khổng lồ. Cổ Bát chỉ cùng Kim Thẳng bị dọa hỏng, cho rằng Phong Phi Vân tu vị cường đại tới mức này, tiện tay một ngón tay cũng có thể giết Tây Môn Túc Đức. Cường giả cấp bậc này không phe bọn họ có thể chống cự. Hôm nay rốt cuộc chọc phải nhân vật gì thế này, chẳng lẽ là một chân nhân hay sao? Các hạ tu vị cường đại, chúng ta nhận thua, ngày sau sẽ không gặp lại. Cổ Bát chỉ cùng Kim Thẳng liếc nhau, sau đó hóa thành hai đạo hào quang bỏ chạy thật nhanh. Phong Phi Vân giống như một thần côn ngồi xếp bằng trên đỉnh Phật trung, trong miệng tụng niệm Phật âm khó hiểu, lần nữa duỗi ngón tay ra điểm vào hư không, nói. Chết! Phốc! Trên bầu trời đêm, Cổ Bát chỉ kêu to thảm thiết rơi xuống đất, thân thể bị chém thành hai đoạn, giống như hai đạo hỏa cầu rơi xuống đất. Kim Thẳng bị dọa mặt như màu đất, tán tu này quá mạnh mẽ rồi, cho dù là vực chủ có ra tay cũng không phải đối thủ của hắn, trong thiên hạ khi nào xuất hiện nhân vật hung hãn như thế chứ? Đúng lúc này ngón tay Phong Phi Vân điểm qua hướng Kim Thẳng đang bỏ chạy thục mạng, lại nói một câu. Chết! Kim Thẳng cảm thụ vô cùng rõ ràng. Công kích này không phải là Phật lực, mà là lực lượng âm hàn tới băng giá, cái này. Đây tuyệt đối không phải là lực lượng của tán tu. Đáng tiếc hắn phát hiện việc này đã muộn rồi, đầu lâu bị lực lượng âm hàn này nghiền nát, rơi từ trên cao xuống, hắn đã chạy đi mấy trăm dặm nhưng không thoát được chữ chết. Đám nữ đệ tử ngự thú trai cũng chấn kinh không nói ra lời, tiện tay điểm ra ba chỉ đã giết ba lão tổ tà đạo, nếu truyền tin tức này ra ngoài sẽ sinh ra sóng to gió lớn. Thật sự quá đáng sợ, có thể diệt hơn phân nửa chiến lực cao cấp nhất của ám vực. Phong Phi Vân ra tay cởi bỏ phong ấn cho những đệ tử ngự thú trai kia, vãn vãn ống tay áo, trên người mang theo phong phạm cao nhân, nói. Đồng Lô Sơn là nơi hiểm ác chân chính, các vị Phật hữu vẫn nên rời đi mau đi. Tiền bối, cầu ngươi ra tay cứu Phật tôn, nàng không chỉ bị ba lão tà ma kia đánh trọng thương, còn chúng độc tam bộ linh xà, sợ là... không thể quay về ngự thú trai. Chỉ giao cầu khẩn một câu, hai con người đỏ lên, trực tiếp quỳ trước mặt Phong Phi Vân. Những nữ đệ tử khác cũng quỳ xuống đất, đám nữ tử rụt rè không ngừng cầu khẩn, các nàng cảm thấy vị tiền bối cao nhân này có thể cứu Phật tôn. Phong Phi Vân không thể làm gì, cũng không có khả năng để cho các nữ tử này quỳ mãi trên mặt đất, đây thật sự là quá không có phong độ. Dưới sự dẫn dắt của Chỉ Giao cùng Thiện Linh Nhi đi tới trước mặt Phu Thanh Họa, nàng bình nằm trên mặt đất, có một Phật tôn tu vị cường đại cứu nàng, nhưng mà không có bao nhiêu hiệu quả, độc rắn không ngừng khuếch tán trong thân thể Vu Thanh Họa, đôi gò má tuyệt sắc biến thành màu than trì, hai con ngươi ảm đạm, cái cổ nhỏ tuyết trắng bây giờ đã nhiều ra mấy đường vân màu xanh đen, đặc biệt là xương quai xanh có dấu gian tam bộ linh xà cắn đã bắt đầu thối rữa, người nào nhìn qua cũng giật mình. Tam bộ linh xà đã thôn vệ quá nhiều độc vật, độc tính thập phần cường đại, gần như không thể tìm hiểu.
Một Phật tôn ngự thú trai tinh thông y thuật nói ra, nhưng mà giờ phút này vẫn thúc thủ vô sách, bất luận đan dược gì cũng không thể áp chế độc của tam bộ linh xà, ngay cả nàng cũng suýt bị độc phản phệ. Đệ tử ngự thú trai đều lâm vào trầm mặc, vốn chỉ là lịch lãm rèn luyện, lại không ngờ thế giới bên ngoài hung hiểm như thế, nếu không phải có một vị cao nhân Phật môn cường đại cứu giúp, sau đó quả thật không thể tưởng tượng. Tiền bối, cầu ngươi cứu Phật tôn. Chỉ Giao mặc Phật y màu trắng, thân không nhiễm hạt bụi, ngày xưa lãnh ngọc thì bây giờ mang theo vẻ sùng kính cầu xin Phong Phi Vân. Phu Thanh Hỏa tu vị cực cao, hơn nữa cũng tu luyện Kim Tàm Kinh, có thể nói bách độc bất xâm, nhưng vẫn bị độc dược ăn mòn, cho dù Phong Phi Vân dùng Kim Tàm Phật khí bản thân ngưng tụ ra Phật đan, cũng chưa chắc có thể cứu nàng. Nói thực ra Phu Thanh Hỏa cho dù có thời điểm cố chấp và lãnh ngạo, hơn nữa nhìn hắn không vừa mắt, nhưng mà Phong Phi cũng chỉ không thích nàng mà thôi, chưa nói tới ác cảm, nói cho cùng là hắn thiếu nợ nhân tình của ngự thú trai, nếu có thể cứu nàng một mạng, hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn. Phong Phi Vân vẫn đang do dự thì nghe Vu Thanh Họa nói. Khục khục, đa tạ tiền bối ra tay đánh gục ba tà đạo ám vực cứu đệ tử ngự thú trai ra khỏi biển lửa. VIPVANDAN.VN Chương 1133, Phong Đại Ma Đầu. Tuy Vu Thanh Họa sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn lãnh ngạo như trước, cao ngạo như thiên nga, nói. Nhưng mà, thương thế của ta hiểu rõ nhất, thiên hạ khó giải. Rất khó sống quá một giờ, khục khục, không cần tiêu hao tâm trí của tiền bối, chỉ là còn có chuyện cần nhờ tiền bối, kính xin tiền bối. Cho dù như thế nào cũng phải đáp ứng. Bàn tay ngọc của Vu Thanh Họa hết sức nhỏ giống như thiếu nữ vậy, nó lúc này lạnh như băng, nắm chặt cổ tay Phong Phi Vân, hiển nhiên hiện tại nàng đã mang hết sức lực, chuyện mà nàng nói cực phai trọng yếu. Đám đệ tử trẻ tuổi ngự thú trai con mắt đỏ bừng, có người che miệng khóc nức nở. Ánh mắt Phong Phi Vân thâm thúy, rất có phong phả cao nhân, duỗi bàn tay ra vỗ bàn tay mềm mại của Vu Thanh Họa, chăm chú nghe nàng nói. Phật tôn cứ nói đừng ngại, chỉ cần tại hạ làm được sẽ đáp ứng. Ánh mắt Vu Thanh Họa sáng ngời giống như thần quang tao sáng, cắn chặt bờ môi, nói. Trong Đồng Lô Sơn, còn có một ma đầu còn tà ác hơn ba ma đầu ám vực gấp 10 lần, nguy hại thiên hạ, tàn sát chúng sinh, càng hủy trong sạch của ta. Hủy danh dự vạn năm của ngự thú trai, khẩn cầu tiền bối. Cho dù thế nào cũng phải lấy mạng của hắn. Phong Phi Vân ngạc nhiên, trong lòng có cảm giác không ổn, nói. Ma đầu kia là yêu ma chi tử, Phong Phi Vân. Phu Thanh Họa cắn chặt hàm răng, mỗi một đều cố lấy hết sức nói ra. Phong Phi Vân cũng cắn chặt hàm răng, Phu Thanh Họa bà điên này hận ý với hắn không nhỏ a, sắp chết đến nơi rõ ràng còn không quên giết hắn. Hắn thật sự đáng hận như vậy sao? Cái này, vẫn nên do ngươi xử lý đi. Phong Phi Vân vuốt áo bào, sờ chòm râu, nghiêm mặt nói. Trai chủ đàn thanh tố của ngự thú trai từng có ân huệ với ta, lão phu thiếu nợ nàng một nhân tình, lần này ra tay cứu Vu Phật Tôn một lần, xem như trả nhân tình, đương nhiên lão phu cũng không có nắm chắc tuyệt đối, nếu không thể cứu chữa cũng không nên trách ta. Phong Phi Vân lấy một viên Phật đan màu vàng ra, sáng chói như sao trời, có 9 đạo đan vân hiện ra, nó lớn chừng nắm tay, đưa cho Chỉ Giao, bảo Vu Thanh Họa ăn vào. Vu Thanh Họa ăn Phật đan tỏa ra kim tàm Phật khí vô cùng tinh thuần, kim tàm Phật khí trong người của nàng hỗn tạp đã phát sinh cộng minh, bộc phát hiệu quả vượt qua người ta dự đoán, ngoại thương trên người của nàng khép lại, ngay cả độc của tam bộ linh xà cũng bị áp chế. Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh, lại giúp Vu Thanh Họa tu luyện Kim Tàm Kinh phát sinh thoát biến. Kim tàm Phật khí trong người trở nên tinh thuần hơn. Là kim tàm Phật khí, chẳng lẽ, kim tàm kinh thực xuất thế, cũng không có rơi vào trong tay Phong Phi Vân, mà là rơi vào trong tiền bối này. Phu Thanh Họa khống chế độc rắn xong, liền lập tức phát hiện trong Phật đan màu vàng kia bao phủ kim tàm Phật khí chính tông, nhưng mà nàng lại không có nói ra, dù sao người ta đã ra tay cứu nàng, nàng xem như thiếu hắn một ân tình to lớn. Hơn nữa kim tàm kinh rơi vào trong tay cao thủ Phật môn tâm tính đoan chính, tu vị cao cường, ghét ác như thù cũng là chuyện tốt. Tuy Vu Thanh Họa lạnh lẽo ngạo nhân, nhưng mà tâm địa không xấu, chứ không vừa mắt Phong Phi Vân thì nàng không ghét ai cả. Phong Phi Vân lại lấy xích diệp linh quả 5.000 năm ra, chóc ra vài giọt bảo dịch từ linh quả, những bảo dịch này có hiệu quả giải độc. Dùng bảo dịch 5.000 năm cứu một người sắp chết, Phong Phi Vân cảm thấy rất không giá trị.
cũng thập phần đau đớn, nhưng mà cuối cùng vẫn cho Vu Thanh Họa ăn vào. Chính mình thiếu nợ ân tình của ngự thú trai xem như trả hết, về sau không ai nợ ai cả. Trước khi Vu Thanh Họa tỉnh lại, Phong Phi Vân liền cáo tử với ba Phật tôn của ngự thú trai, không để ý tới các đệ tử giữ lại, hắn nhanh chóng chạy đi, dù sao Vu Thanh Họa cũng tu luyện Kim Tàm Kinh, nàng hiện tại khẳng định đã biết rõ Kim Tàm Kinh chính thức trong tay của hắn, nếu để cho nàng tỉnh lại thì có trời mới biết nàng có trở mặt hay không. Xích Diệp Linh Quả có thể giải thiên hạ kỳ độc, tuy chỉ là vài giọt nhưng mà dùng giải độc tam bộ linh xà là dư xài, độc tố trong người Vu Thanh Họa bị bức ra nhanh chóng, làn da màu xanh đen khôi phục bình thường, trên da thịt có hào quang lưu động, giống như ôn ngọc tạo thành. Tiền bối không hổ là tiền bối, dùng bảo dịch linh quả như thế cứu người, rèn luyện ra một quả kim tầm Phật đan cứu người, ta cảm giác tu vị lại sắp đột phá. Vu Thanh Họa tự nhiên đã thanh tỉnh, có thể được đệ tử chung quanh đàm luận, nhưng mà nàng vẫn tu luyện như cũ, triệt để luyện hóa kim tàm Phật khí và bảo dịch xích diệp linh quả, dùng nó đột phá tu vị. Đồng thời trong nội tâm của nàng càng bội phục tiền bối cao nhân kia. Chỉ Giao đứng sau lưng Vu Thanh Họa, hộ pháp cho nàng, cùng Thiện Linh Nhi trò chuyện với nhau, nói. Lúc nãy nếu không có Vân tiền bối ra tay, sợ là chúng sẽ tao ngộ tai nạn thê thảm, tu luyện giới đúng là quá hung ác. Thiện Linh Nhi áo trắng như tuyết, con mắt linh hoạt mang theo hào quang, nói. Phong Phi Vân từng nói chúng ta đều quá ngây thơ, không biết thế gian hung hiểm, không biết nhân tâm hiểm ác, vốn ta còn không tin, lúc này xem như hiểu ra. Trở lại ngự thú trai ta sẽ dốc lòng tu luyện, không đạt cự phách ta sẽ không đi ra nữa. Cao nhân đắc đạo như Vienna tiền bối, mới thật sự là nhân vật thần thánh, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại tiền bối, muốn học tập Phật môn thánh pháp của hắn a. Chỉ Giao thầm nghĩ, có cảm giác thanh lệ thoát tục, đột nhiên nhíu mày, nói. Ta nhớ tới một chuyện, trai chủ chưa từng ra khỏi ngự thú trai, càng không bước ra hồng trần, ngự thú trai cũng không cho nam tử tiến vào. Vân tiền bối vì sao thiếu nợ nhân tình của trai chủ? Chỉ Giao nhíu mày suy tư. Chẳng lẽ tiền bối tính sai? Thiện Linh Nhi cũng cảm thấy không đúng. Lúc ấy tiền bối điểm danh nói trai chủ Đàn Thanh Tố, có thể nhớ rõ tên của trai chủ rõ ràng như vậy, không có khả năng tính sai. Chỉ Giao nhíu mày suy tư. Phốc, Vu Thanh Họa đang ngồi xếp bằng đã phun máu tươi, Chỉ Giao cùng Thiện Linh Nhi đàm luận nàng tự nhiên là nghe được rõ ràng. Trong mắt đầy hàn quang, ngẩng đầu lên nhìn qua màn đêm, quát. Phong Phi Vân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên có nam nhân tiến vào ngự thú trai, ví dụ như. Phong Phi Vân. Nói xong câu này, Vu Thanh Họa liền đứng lên, dáng người cao gầy, đường cong hoàn mỹ, hóa thành một đạo bóng dáng thướt tha bay lên không trung, đuổi theo về phía Phong Phi Vân. Thiện Linh Nhi cùng Chỉ Giao đều kinh ngạc không thôi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đồng thời liếc nhau. Trong mắt rung động thật sâu, hẳn là Vân tiền bối, chính là Phong Phi Vân. Cái này, Đồng La Sơn không thể ở lâu, các ngươi nên về ngự thú trai, không cần chờ ta, chờ lúc ta lấy được đầu trên cổ ma đầu Phong Phi Vân kia. Giọng của Vu Thanh Họa truyền ra chung quanh, giọng nói càng ngày càng thấp, giống như hóa thành cơn gió nhẹ tiêu tán đi. VIPVANDAN.VN Chương 1134, đôi mắt như nhật nguyệt. 1. Phong Phi Vân biến thành bộ dáng vốn có của mình, anh Tuấn không bị trói buộc, trên mặt mang theo nụ cười tà dị, xuyên thẳng qua rừng rậm sóng vai với tiểu tà ma, hai người dường như đang nói cái gì, thỉnh thoảng còn có tiếng cười cởi mở. Vu Thanh Họa lần này chắc chắn thiếu ta một nhân tình rồi. Tại sao ca ca lại cứu nàng, nàng dường như rất hận ngươi, chẳng lẽ ca ca thật sự bội tình bạc nghĩa? Ngươi mới bao lớn, ngươi biết cái gì gọi là bội tình bạc nghĩa? Ầm ầm. Đúng lúc này hai người cũng ngừng cười, toàn thân nổi da gà, hàn khí tiến thẳng vào lưng của cả hai, có thể nghe được tiếng thần lôi nổ vang từ tận chân trời, tiếng nổ càng vang thì hai người càng không dám nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời có ba đạo thân ảnh bay qua, thần dương chói mắt, mỗi một đạo ánh sáng là một loại pháp tắc khác nhau, dẫn động một loại thiên đạo quy tắc, trên người bọn họ tỏa ra khí tức vô cùng khổng lồ. Làm cho tất cả sinh linh trên mặt đất phát run lên. Phong Phi Vân và tiểu tà ma cảm nhận được áp lực cực kỳ khổng lồ, giống như có 10 tòa núi lớn áp lên thân thể, sắc mặt biến đổi đột ngột, toàn thân không ngừng nhúc nhích, nếu không phải tu vị bọn họ cực kỳ cường đại, chỉ sợ hiện tại đã nằm dạp trên mặt đất. Ba đạo nhân ảnh nhanh chóng lao xuống bầu trời, trong lúc nhất thời tinh không ảm đạm,
cả không gian vô cùng áp lực giống như ba tôn thần linh đang mượn đường đi, lưu lại ba đạo quý tích bất diệt. Lực lượng thật cường đại. Tiểu tà ma mệt mỏi thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa, cả thân thể mềm mại áp lên người Phong Phi Vân, cánh tay ngọc ôm lấy cổ Phong Phi Vân, nàng tựa vào ngực của hắn, dù sao tu vị của nàng còn kém Phong Phi Vân một bậc, thân thể càng không mạnh như Phong Phi Vân, giờ phút này toàn thân không có chút lực lượng nào. Phong Phi Vân chau mày nhìn qua ba đạo hào quang biến mất trên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ chỉ bị ba khí tức bá đạo kia đã áp toàn thân hắn không thể động đậy, tu vị của ba người này cao tới mức dọa người. Xem ra ba đạo khí tức khổng lồ vừa rồi chính là cung chủ thần linh cung, Tà Hoàng, Thiên Vu thần nữ, cũng chỉ có ba người này mới có thể cường đại tới mức như thế. Ba người này đều là tồn tại vô địch hiện thời, bình thường xuất hiện một người đã đủ làm thiên hạ chấn động, cho nên trưởng giáo tiên môn, gia chủ gia tộc phải triều bái, giờ phút này ba người lại đồng thời xuất hiện đã làm cho nhiều người chấn kinh. Rất hiển nhiên bọn họ đang chuẩn bị tỉ thí tốc độ, tu vị của bản thân. Cũng chính bởi vì như thế mới có thể tỏa ra khí tức cường đại như vừa rồi, bằng không dùng tu vị cao thâm mà chắc của bọn họ hoàn toàn có thể thu liếm khí tức trong vô hình. Nhưng mà không biết bọn họ ai mạnh hơn ai. Xem ra địa phệ thiên đã chấm dứt, yêu tộc thần tàng xuất thế. Phong Phi Vân bay lên trời cao, đứng trong đám mây nhìn ra xa xa, nhìn thấy sơn mạch xa xa có hai đạo ánh sáng sáng ngời lóe lên, chúng lao ra từ bên trong địa phệ thiên. Hào quang này sáng ngời tới mức khiến người ta không thể mở mắt ra được, nó giống như mặt trời, lại giống như mặt trăng chiếu sáng bầu trời kia. Bởi vì địa phệ thiên cho nên bầu trời thôn phệ vết nứt không gian, cũng chính bởi vì như thế, Phong Phi Vân mới có thể lên trên đám mây mà không sợ vết nứt không gian làm trọng thương. Rất nhiều tu sĩ đứng trên đỉnh sơn mạch, nhưng mà không có ai ra tay đầu tiên, dù sao yêu tộc thần tàng tràn ngập vô số hung hiểm không biết, trước khi tình huống bên trong rõ ràng. Ai cũng không dám xông vào trong đầu tiên. Nhưng mà mặt trời và mặt trăng lơ lửng trên không trung lại rất hấp dẫn người ta chú ý tới, đây tuyệt đối là hai kiện cửa quý tuyệt thế, là chấn thế sát binh. Mặt trời có đường kính dài 30 dặm, lơ lửng trên không trung, phía trên có thần hỏa thiêu đốt, đường vân đan vào nhau giống như bếp lò ở trên cao, nhiệt độ khủng khiếp của nó làm cho hàn băng ở đây tan chảy, mặt đất lúc này bốc cháy cuồn cuộn. Mặt trăng kia cũng có đường kính dài 30 dặm, thấy không rõ nó do chất liệu gì tạo ra, chỉ có thể nhìn thấy đây là kim loại màu xanh sáng bóng, điêu khắc vô số đồ văn, bộc phát khí lạnh vô cùng, đóng băng cả sơn mạch bên kia. Hai chủng nhiệt độ ấm lạnh lơ lửng trên không trung, bầu trời lập tức hóa thành màu đỏ giống như hỏa diễm, bầu trời bên kia hóa thành bầu trời xanh lam giống như ngọc bích, chúng tỏa ra khí tức trái ngược với nhau. Chúng tu sĩ rút lui ra xa xa. Cảm nhận được thần uy trong mặt trời và mặt trăng thì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vào lúc này có một lão giả đã không nhìn được, lão giả này tu vị tinh thâm, tóc dài tuyết trắng, người mặc quẻ bào, có cảm giác đạo vận kinh người, tế một khối xích đồng đại ấn lơ lửng trên đỉnh đầu, muốn dùng thứ này thủ hộ thân thể và đi hái bảo vật. Rầm rầm, thân thể của hắn còn chưa tới gần mặt trăng đã bị một đạo hàn khí xâm nhập, thân thể hóa thành băng tinh. Ngay cả xích đồng đại ấn hắn tế ra cũng đóng băng, nó rơi từ trên cao xuống và vỡ vụn. Cũng có một cường Guia khác đi hái mặt trời, kết quả lại bị thiêu đốt, hắn như bó đuốc kêu gào thảm thiết, cuối cùng tiếng kêu càng lúc càng thấp, hóa thành cho bụi màu xám. Chúng tu sĩ đều bị hù sợ, không dám tiến lên nữa một bước, mặt trời và mặt trăng này quá đáng sợ, đây là hai kiện bảo vật độc nhất vô nhị. Một đám vô tri, đây chính là hai mắt đại yêu biến thành. Một cái liếc ngang cũng đủ giết chân nhân, các ngươi còn dám đi đụng vào. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng chung quanh, chấn đắc toàn trường nghẹn ngào, ngay cả cự phách cũng cảm thấy màng tai của mình đau đớn. Hai mắt đại yêu hóa thành nhật nguyệt. Ngay cả một con mắt đã biến lớn tới 30 dặm, vậy bản thể của nó đáng sợ cỡ nào, dài mấy ngàn dặm, cao mấy ngàn dặm. Thật sự là hai mắt đại yêu. Phong Phi Vân nhìn qua xa xa, trong con mắt có hỏa diễm thiêu đốt. Lầm bầm lầu bầu nói ra, trong lòng có vài phần kinh ngạc, hai mắt của đại yêu này còn cường đại hơn khối phượng hoàng nhãn cốt kia của hắn rất nhiều. Di tích này nằm trên thần tấn vương triều thì quá đáng sợ, nơi xa xôi như thế này còn có đại yêu như thế, con mắt có thể hóa thành mặt trời và mặt trăng, làm cho Phong Phi Vân cảm giác bị chấn nhiếp nhưng cũng rất quen thuộc, thậm chí có vài phần ôn hòa, có cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Tại sao có thể kỳ diệu như thế? Phong Phi Vân nhìn qua mặt trời và mặt trăng này một hồi, yêu ma chi huyết lần này khởi động,
máu trong người của hắn sôi trào, tiếng long ngâm dường như bị kích thích cực lớn. Nhưng mà đã khác với lúc trước, Phong Phi Vân không có mất đi lý trí, kim tàm Phật khí trong người cũng chạy trong huyết mạch, tuần hoàn trong thân thể, thủ hộ đại não linh đài của Phong Phi Vân, bản tâm cũng không loạn nửa phần. VIPVANDAN.VN Chương 1135, đôi mắt như nhật nguyệt. 2. Sau khi tu luyện kim tàm Phật khí, Phong Phi Vân có thể triệt để thoát khỏi uy hiếp của yêu ma chi huyết, cho dù tương lai yêu ma chi huyết thức tỉnh và hóa thành yêu ma, Phong Phi Vân sẽ không thần trí đại loạn như trước, có thể bảo trì thanh tỉnh tuyệt đối. Thân là ma thân, linh hồn thành Phật. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao hào quang của mặt trời và mặt trăng kia lại tiến vào trong thân thể của ta, yêu ma chi huyết trong người của ta không ngừng thức tỉnh, không ngừng trở nên cường đại hơn. Ca, ngươi sao thế? Tiểu tà ma duỗi hai đầu ngón tay giật nhẹ tóc sau lưng Phong Phi Vân, cẩn thận chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy lo lắng. Hộ pháp giúp ta. Phong Phi Vân lập tức bay xuống đám mây thấp, tìm kiếm một đỉnh núi nhỏ, tắm rửa tinh hoa của mặt trời và mặt trăng, hắn cũng bắt đầu tu luyện. Ca, rốt cuộc ngươi sao thế? Tiểu tà ma không rõ ràng cho lắm, khẩn trương đứng trên núi nhỏ, vây quanh Phong Phi Vân mấy vòng, khi thì không nhịn được sờ sờ cái cằm Phong Phi Vân, khi thì bóp mũi của hắn, cuối cùng là kiếm một cọng cỏ chọc lỗ tai Phong Phi Vân, nhưng mà Phong Phi Vân không có phản ứng, hắn vẫn ngồi ở chỗ đó, giống như hóa thành tượng đá. Cuối cùng tiểu tà ma suy đoán Phong Phi Vân đã sắp đột phá, vì vậy giảm hứng thú đi nhiều, nàng ngồi trên tảng đá nhỏ, ôm Đạm Đạm và vuốt tai Đạm Đạm. Oanh! Nơi xa xa bộc phát âm thanh thanh kinh thiên động địa, giống như có cường giả tuyệt thế ra tay, tuy ở cách mấy ngàn dặm, mặt đất sinh ra từng khe hở, có thể thấy được người ra tay tu vị đáng sợ cỡ nào. Tiểu tà ma hưng phấn đứng lên, muốn chạy qua xem một hồi, nhưng nhìn thấy ca ca đang ngồi tu luyện, lại kiềm chế hiếu kỳ trong lòng, tiếp tục ngồi trên tảng đá hộ pháp cho Phong Phi Vân. Ầm ầm, cách đó mấy ngàn dặm bộc phát đại chiến kinh thiên, có vô số cự thạch tung bay, có chút rơi xuống, nhưng mà bên này lại bị tiểu tà ma ngăn cản đi. Ca ca thật là, sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác làm hai ta không thể đi đào yêu tộc thần tàng. Ồ, Đạm Đạm, nếu không ngươi ở đây hộ pháp cho ca ca, ta đi đào yêu tộc thần tàng, đào cho ngươi trái cây bảo bối ăn. Tiểu tà ma nhắc hai chân trước Đạm Đạm lên, cho nó đứng thẳng, giống như đang thương thảo với nó. Meo meo, Đạm Đạm mềm nhũn kêu hai tiếng, sau đó khép mắt lại, hai chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất, không có nhúc nhích. Tiểu tà ma tức giận, nhẹ nhàng đá bụng to của nó hai cái, ngây thơ nói. Con mèo chết tiệt, vừa bảo ngươi làm việc thì ngươi giả chết. Cái đuôi của Đạm Đạm vẫn động đậy, nhưng mà không có mở mắt, gục tại chỗ, chổng vó lên trời. Hai ngày sau tiểu tà ma đang ngủ gà ngủ gật, đôi mắt híp lại thành đường thẳng, chợt cảm giác có gió lớn ập tới, tóc dài của nàng mất trật tự, thân thể mềm mại suýt nữa bị thổi ai, Đạm Đạm giả trên chết đất hai ngày cũng bỏ dậy. Hai mắt mở to, vô cùng có tinh thần. Một người một mèo chạy trốn thục mạng, né ra xa xa. Cơn gió lớn từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, dùng thân thể Phong Phi Vân làm trung tâm hóa thành vòng xoáy vô tận, có vô số linh khí tuôn ra, thân thể của hắn như động không đáy, không cách nào nhét đầy. Vòng xoáy mở rộng ra chung quanh thật nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Mặt đất chung quanh đầy loạn thạch, bùn đất, cây cối, cỏ cây, cành khô. Dị thú và mọi thứ bị hút qua, các đồ vật trồng chất mấy trăm thước, triệt để chôn vùi thân thể của hắn. Oanh! Bỗng nhiên bên trong có tiếng nổ lớn, một đạo ánh sáng từ bên trong bắn thẳng ra ngoài, chấn vỡ đồ vật linh tinh cao mấy trăm thước trồng chất chung quanh, hóa thành từng đám bột mịn. Sau khi tất cả cát bụi biến mất, núi nhỏ hóa thành đất bằng, từng đạo kim quang nội liễm giống như con rắn nhỏ bay vào trong người Phong Phi Vân, sau đó đứng lên, run lẩy bẩy lấy quần áo dính đầy cát. Đôi mắt sáng ngời hữu thần, nói. Thiên mệnh thất trọng quả nhiên khác biệt, nhìn rõ ràng thiên đạo quy tắc. Sau khi đạt tới thiên mệnh thất trọng thì thiên địa đã trở nên khác biệt, giơ tay nhắc chân có đạo vận nói không nên lời, giống như xuyên thấu qua tất cả quy tắc. Tiểu Khanh Khanh, tổng cộng đi qua vài ngày. Phong Phi Vân nhìn qua tiểu tà ma xa xa, mặt đỏ lên, nói. Ca, ca, đồng tử của ngươi. Phong Phi Vân có yêu ma chi huyết thức tỉnh triệt để, đồng tử hóa thành màu đỏ nhạt, nhưng cũng không có huyết hồng dữ tợn, mà là giống như ngọc thô chưa mài rũa, có tà tính mị lực nói không thành lời. Đây là con mắt yêu dị,
có lực hấp dẫn lớn với nữ tử. Cộng thêm Phong Phi Vân tu luyện kim tàm kinh, đeo Phật khí thành khiết trên người, ánh mắt cơ trí mà linh hoạt, không chỉ không để nữ tử phản cảm, ngược lại còn mang theo khí chất thần thánh và hấp dẫn, kìm lòng không được muốn dựa sát vào hắn. Đây là ánh mắt thần thánh và yêu dị kết hợp lại, có rất ít nữ tử chống cự dược, cho nên tiểu tà ma bị Phong Phi Vân nhìn chằm chằm, tâm hồn thiếu nữ chấn động mạnh, gương mặt tuyệt mỹ đỏ hồng, cúi đầu xuống. Đồng tử đúng là biến hóa. Phong Phi Vân gật đầu, yêu ma chi huyết thức tỉnh hoàn toàn, không chỉ đồng tử sinh ra biến hóa, ngay cả suy nghĩ trong nội tâm cũng biến hóa, tuy tâm tình thông suốt nhưng lại có một ít cảm xúc mặt trái pha tạp trong đó. Nhưng mà những cảm xúc mặt trái này bị kim tàm kinh khắc chế, không cách nào ảnh hưởng tư duy Phong Phi Vân, cho dù có ảnh hưởng Phong Phi Vân, nhất định cũng chỉ xảy ra trong vô tri vô giác. Đã qua 2 ngày rồi, yêu tộc thần tàng chắc đã bị người ta lấy đi. Phong Phi Vân mỉm cười, nhìn chằm chằm vào tiểu tà ma một cái, tiểu nha đầu này rất không bình thường. Tiểu tà ma tự nhiên không bình thường, đứng dưới gốc cổ thụ trụi lá, lá cây đã sớm bị vòng xoáy hút đi không còn. Thân thể nàng co rút lại, dựa vào thân cây tráng kiện, bộ dáng xấu hổ cúi đầu, gương mặt đỏ rực, ngón tay vân vê gốc áo, không dám nhìn vào Phong Phi Vân, ấp úng nói. Người ta vẫn thủ hộ ở nơi này, không rời đi nửa bước, ta làm sao biết yêu tộc thần tàng. Đông, chẳng biết lúc nào Phong Phi Vân tới trước mặt tiểu tà ma và gõ lên đầu nàng một cái, buồn cười nói. Người đang giở trò quỷ gì đấy? Tiểu tà ma ai ôi một tiếng. Lấy tay che đầu, xoa xoa vài cái, nói. Ca, người khi dễ người ta. Nói xong nha đầu bụng đầu bỏ chạy, nhưng mà nàng không có chạy xa đã bị người ta ngăn cản, người tới chính là Vu Thanh Họa. Vu Thanh Họa 2 ngày này vẫn tìm kiếm Phong Phi Vân, ngay cả yêu tộc thần tàng xuất thế 2 lần nàng cũng không nhìn, chỉ đi tìm Phong Phi Vân cho được, vừa rồi nghe tiếng nổ lớn ở đây cho nên đi qua tìm, vừa hay nhìn thấy Phong Phi Vân đang khi dễ nữ tử. Hơn nữa còn là khi dễ muội muội của hắn. Tiểu tà ma tự nhiên lui ra phía sau, lui tới bên cạnh Phong Phi Vân, khẩn trương và đề phòng. Ca, bội tình bạc nghĩa đến, làm sao bây giờ? Phong Phi Vân hôm nay đột phá tới thiên mệnh thất trọng, cũng không hề sợ Vu Thanh Họa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói. Thì ra là Vu Phật Tôn, 2 ngày này không gặp vẫn trói lọi như trước, phong tư xuất trần. Ngày đó ta thấy Phật Tôn đại triển thần uy đánh đám người Tây Môn Túc Đức thổ huyết, trong lòng cực kỳ bội phục, ba ma đầu ám vực kia hiện tại cũng bị Phật Tôn trừ ma vệ đạo rồi a. Vu Thanh Họa Phật y bồng bềnh, da trắng như tuyết, dáng người cao gầy, chiều cao không thấp hơn Phong Phi Vân, đặc biệt là đôi chân thon dài của nàng bị Phật bào che dậy vẫn có thể nhìn thấy được, nó thon dài và nhỏ nhắn, Phong Phi Vân nhìn thấy các nữ tử, dáng người của bọn họ đúng là không ai có thể so sánh với nàng. Mái tóc dài của nàng rủ xuống, vị trí trung ương có dây cột tóc xanh biếc, Phật y trắng sáng không mang theo vết nhăn nào, bên hông mang đai lưng màu xanh nhạt có thêu ấn ký Phật Vân, đôi mắt lãnh diễm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Phong đại ma đầu, người đang cười nhạo ta sao? Nào dám cười nhạo Phật Tôn đại nhân, tiểu sinh cực kỳ bội phục tu vị vô thượng của Phật Tôn đấy. Tuy Phong Phi Vân nói như thế, nhưng mà tươi cười trên mặt không giảm nửa phần. Ánh mặt trời chói lọi chiếu vàng nên nó tỏa sáng. Vu Thanh Họa nhìn chằm chằm vào đôi mắt yêu dị mà thần thánh của Phong Phi Vân, óng ánh ửng đỏ, tâm hồn thiếu nữ không nhịn được chấn động mạnh, trong nội tâm còn nhớ lại chuyện hoang đường trong nội đường ngày trước, vội vàng giữ chặt Phật y, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng rời ánh mắt đi, không dám nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phong Phi Vân nữa, nàng lạnh lùng nói. Phong đại ma đầu, bản tôn vốn cho rằng sau khi ngươi tu thành kim tàm kinh thì cải tà quy chính, muốn truyền cho ngươi ngự thú thanh tâm chú, khống chế yêu ma chi huyết trong người, lại không nghĩ tới ngươi bản tính khó sửa, vẫn tu luyện mị hoặc tà thuật, xem ra hôm nay giữ ngươi không được rồi. Vu Thanh Họa đưa ngón tay hết sức nhỏ ra nặn một đạo kiếm quyết, Phật khí màu vàng lưu động chung quanh ngọc thể của nàng, Phật khí ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, lôi ra một đạo thần quang màu vàng chém thẳng vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Bà điên này! Trong lòng Phong Phi Vân thầm mắng một câu. Khi nghe nàng nói mình tu luyện kim tàm kinh, Phong Phi Vân biết rõ nàng khẳng định đã đoán được mình là tán tu cứu nàng, hơn nữa tin tưởng nàng nói muốn truyền cho mình ngự thú thanh tâm chú là thật, nhưng mà... Khốn khiếp, đột nhiên nói ta mị hoặc nàng, mị hoặc đại gia nàng a hát. Quả là thật là bà điên a! Những suy nghĩ này hiện ra trong đầu Phong Phi Vân như tia chớp.
kiếm quyết của Vu Thanh Họa đã lấn tới, kiếm quang như thần long màu vàng chém phá thiên địa, Phong Phi Vân cũng có thể ra tay, tế thiên tủy binh đảm ra, hóa thành một thanh chiến đao dài 7 mét đối kích với Vu Thanh Họa. Oanh! Lực lượng bàng bạc bốc lên, kiếm khí và đao khí tứ tán, lưu lại vô số dấu vết tàn khuyết trên mặt đất. Một chiêu này đúng là thế lực ngang nhau. Tu vị Vu Thanh Họa tăng lên rồi, hẳn đã đạt tới thiên mệnh bát trọng hậu kỳ. Phong Phi Vân hoành đao mà đứng, trên người mang theo khí chất thần thánh trang nghiêm, ánh mắt yêu dị mà thanh tịnh, cho người ta một loại cảm giác thanh thúy nhìn không thấu, tràn đầy tươi cười, trêu chọc nói. Phật Tôn Đại Nhân, dù nói thế nào thì ta cũng có đại ân với ngự thú trai các ngươi, hơn nữa còn có ân cứu mạng ngươi, cho dù ngươi không lấy thân báo đáp thì cũng phải đưa cho mấy vạn viên linh thạch, đương nhiên có linh quả ngoài 3.000 năm cũng được. Vu Thanh Họa chỉ nhìn ánh mắt Phong Phi Vân thì tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, trong đầu hiện ra cảnh trong Phật đường, khi thì hiển hiện bộ dáng Phong Phi Vân chữa thương cho nàng, ngay cả sắc mót giang nhã cũng nhu hòa một chút. Nhưng mà nàng vội vàng bừng tỉnh lại, khẽ cắn đầu lưỡi, nói. Tốt, ngươi quả thật thừa nhận ngươi chính là tán tu Vân Phi Thiên, không hổ là ma đầu, trước mặt một bộ mặt, sau lưng còn có một bộ mặt khác. Này này, có thể dễ nói chuyện chút hay không? Dù sao ta cũng đã cứu mạng ngươi, cho dù ngươi không lấy thân báo đáp cũng không nên nói lời khó nghe như vậy. Phong Phi Vân đã hối hận, sớm biết như vậy làm gì cứu bà điên này chứ, thật không nói đạo lý mà. Vu Thanh Họa nhíu mày, ánh mắt thu thủy, môi như anh đào, ngọc thể run rẩy, nói. Không cần ngươi cứu, ngươi làm nhục danh tiết của ta, ngươi cho rằng hơi cho chút ân huệ thì có thể giảm bớt lỗi lầm của ngươi sao, hôm nay không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Nữ tử ngự thú trai các ngươi mang thai thì liên quan gì tới ta, việc này là người Xâm La Điện nói ra, ngươi không đi tìm người Xâm La Điện, tìm ta làm cái gì, lại nói làm đệ tử ngự thú trai mang thai là Tà Hoàng thiếu chủ, ngươi không đi giết hắn, lại đi giết ta, ngươi thật sự là bóp quả hồng mềm mà. Phong Phi Vân nói ra. Phong Phi Vân hoành đao chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà vượt qua hắn dự đoán là Vu Thanh Họa không có động thủ. Nàng nghe được Phong Phi Vân nói tới chuyện này. Toàn thân run rẩy, lông mày giãy giụa, nói. Tốt, ta sẽ đi giết Tà Hoàng thiếu chủ, sau đó lại lấy mạng của ngươi. Nói xong lời này, nàng bước lên tầng mây bay về phía yêu tộc thần tàng, Phong Phi Vân vừa rồi nói câu kia làm nàng đau đớn, biết rõ làm hao tổn danh dự của ngự thú trai chính là Tà Hoàng thiếu chủ, nhưng mà nàng không dám ra tay với Tà Hoàng thiếu chủ, với tính cách của nàng mà nói đây chính là khuất nhục, nhưng mà nàng giấu tầng khuất nhục này đi, không dám biểu hiện ra ngoài. Tuy ngự thú trai cường đại, nhưng mà còn kém xa Xâm La Điện, xử lý không tốt không chỉ nàng thân tử đạo tiêu, ngay cả ngự thú trai cũng sẽ tan thành mây khói. Cũng chính bởi vì như thế, tuy ngự thú trai ăn thiệt thòi lớn, nhưng mà không dám nói ra, không thể không thừa nhận, nữ đệ tử ngự thú trai là bị Tà Hoàng thiếu chủ lừa gạt, mang thai, giết chết, tất cả chỉ có thể giấu giếm mà không dám lộ ra. Thời điểm đối mặt với cường quyền chính là bất đắc dĩ như thế. Vừa rồi Phong Phi Vân nói ra tuy là vô tình, nhưng lại đâm vào chỗ đau của nàng. Hỏng bét, nàng sẽ không thật sự đi tìm Tà Hoàng thiếu chủ liều mạng đấy chứ, ép đây là đi chịu chết đấy. Phong Phi Vân nhíu mày suy nghĩ. Tuy tu vị Vu Thanh Họa mạnh mẽ, nhưng mà lực lượng Xâm La Điện trong Đồng Lô Sơn cũng rất mạnh, chỉ riêng tính mệnh hành giả và tử vong hành giả tùy tiện ra tay cũng có thể trấn áp nàng, huống chi Xâm La Điện còn có thái thượng trưởng lão đều là thiên mệnh bát trọng. Chỉ sợ trong đó có người chiến lực còn trên Vu Thanh Họa, chỉ bằng nàng đi giết Tà Hoàng thiếu chủ, đây chẳng khác gì chúng chọi đá. Ca, người và cô nương kia rốt cuộc có quan hệ gì? Tiểu tà ma giống như chim sẻ líu díu, không sợ người khác làm phiền, trên đi hỏi vấn đề này ba lượt. Phong Phi Vân bước nhanh tới trước, đi thẳng qua cổ lâm vào sơn lĩnh, nhanh như lưu vân, rốt cuộc không nhịn được và nói. Không có bất kỳ quan hệ. Vậy tại sao nàng bị nhục danh tiết, một nữ hài tử dù thế nào cũng xem trọng danh tiết, hơn nữa nàng còn là Phật tôn tu Phật, vậy càng xem trọng danh tiết, nếu ngươi thật sự phá hư danh tiết của nàng, như vậy ngươi để nàng hoàn tục đi. Tiểu tà ma đi đến trước mặt Phong Phi Vân, ngăn cản Phong Phi Vân lại và nhìn chằm chằm vào hắn. Phong Phi Vân dừng bước lại, nâng cằm cẩn thận suy nghĩ, nhíu mày nói. Ngươi mới bao nhiêu, ngươi biết cái gì là danh tiết? Lại nói Vu Thanh Họa bà điên này tư duy không theo lẽ thường, nếu ngươi bảo nàng hoàn tục, bảo nàng không tu Phật, nàng sẽ suy đoán ngươi không có hảo tâm, muốn lừa nàng đi vào thanh lâu,
nói không chừng sẽ trở mặt đánh giết ngươi, lại nói ta cứu nàng hai lần, cũng không nợ nàng cái gì, chuyện của nàng thì liên quan gì tới ta. Tiểu tà ma nói, vạn nhất nàng bị người Xâm La Điện bắt, nghiêm hình tra tấn nói ra chuyện ngươi có kim tảm kinh thì làm sao bây giờ? Phong Phi Vân rốt cục vẫn ngưng trọng đứng dậy, nói. Phu Thanh Họa mặc dù muốn đánh đánh giết giết với ta, nhưng mà cuối cùng không phải một nữ nhân nói lắp ninh tung, càng không khả năng nói với người Xâm La Điện tung tích của kim tảm kinh. Tà đạo cấm pháp có rất nhiều, có chút khống chế thất tình lục dục của người ta, có thể cướp đoạt trí nhớ và tri thức của người khác, còn có thể biến cường giả thành khôi lỗi. Tiểu tà ma nháy mắt vài cái. Điểm này đúng là đau đầu. Phong Phi Vân cau mày thật sâu, nói. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Tiểu tà ma lập tức hưng phấn đứng dậy, biết rõ đã nói động Phong Phi Vân rồi, kỳ thật nàng cũng có ý xấu, chính là làm cho ca ca của mình yêu hận triền miên với Phật tôn ngự thú trai, vậy thì rất thú vị a. Hơn nữa nhiều gia chị dâu thì sẽ có được núi dựa, như vậy càng không cần phải sợ gì cả. Yêu tộc thần tàng xuất thế đã hai ngày, mặt trời và mặt trăng trên bầu trời vẫn tồn tại, biến một nửa bầu trời thành biển lửa, một bước bầu trời thành màu xanh. Phía dưới có rất nhiều tu sĩ tụ tập, chiến kỳ hoành thiên, từng tòa cung điện lơ lửng trên bầu trời, đương nhiên hai người người chết vì tranh đoạt rất nhiều, cũng có người biết rõ vô vọng với yêu tộc thần tàng cho nên sớm rời đi, miễn tặng không tính mạng. Người lưu lại đây phần lớn là cường giả tu vị cường đại. Hai ngày này vẫn có vài món bảo vật xuất thế, nhưng lại bị Xâm La Điện, Thần Linh Cung, Nạp Lan Phiệt các thế lực đỉnh cấp cướp đi, những người khác chỉ có thể nhìn mà thôi. Vừa rồi trong thần tàng có hào quang bảy màu bay ra ngoài, bên trong bao vây một viên bảo đan, cũng không biết là cấp bậc gì, nhưng đã bị tử vong hành giả Xâm La Điện lấy đi, có hai cự phách đi lên tranh đoạt và bị tử vong hành giả đánh chết dễ dàng. Một lão giả cản thi nhân nói ra. Ngày hôm qua có một thanh chiến kiếm thần dị bay ra ngoài, vừa ra đã dẫn động vạn kiếm tề mình, khí linh bên trong rất giống thanh xà, hẳn là tam phẩm linh khí đỉnh phong, thậm chí có khả năng tấn chức tứ phẩm linh khí, chỉ tiếc lại bị Thần Linh Cung đoạt đi. Một lão tổ gia tộc nói. Phong Phi Vân cùng tiểu tà ma từ từ đi đến, đi tới trước mặt mấy lão giả, nói. Hiện tại bảo vật xuất thế tuy không tầm thường, nhưng cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, nếu như yêu tộc thần tàng chỉ xuất ra những vật này thì không có khả năng hấp dẫn nhân vật như tà hoàng và cung chủ Thần Linh Cung. Mấy lão giả này đều là cường giả đỉnh cấp, sau lưng có thế lực lớn làm bối cảnh, tu vị tự nhiên rất cường đại, nhưng mà Phong Phi Vân chạy tới trước mặt bọn họ mới phát giác Phong Phi Vân, làm cho bọn họ nghĩ mà sợ, toàn thân phát lạnh. Người trẻ tuổi này tới lúc nào? Đương nhiên nhanh chóng có người nhận ra Phong Phi Vân. Một lão giả cản thi nhân đi tới. Thì ra là Thần Vương Đại Nhân. Hắn nói ra cái tên Phong Phi Vân thì có vài ánh mắt bất thiện nhìn qua Phong Phi Vân, hiển nhiên bọn họ có suy nghĩ tìm kiếm kim tảm kinh, thậm chí muốn ra tay với Phong Phi Vân. Hừ, nếu ai hỏi ta tung tích kim tảm kinh, đừng trách ta vô tình. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, giống như cười mà không phải cười, bộ dáng cực kỳ khí phách. Những tu sĩ ánh mắt bất thiện nghe xong đã phát ra tiếng buồn bực, che ngực mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không ngừng lui ra phái sau vài bước, lại có một lão giả lui ra sau 10 bước, trong miệng chảy máu tươi. Đám lão giả tu vị không tầm thường đều biến sắc, tu vị Phong Phi Vân đã mạnh mẽ tới mức này rồi, chỉ bằng một tiếng hừ lạnh đã chấn thương đám lão tổ này, trong đầu bọn họ hiện ra hình ảnh Phong Phi Vân đánh chết Sử Chân Tương cùng Cổ Lực Đạt, lập tức lạnh lẽo toàn thân. Phong Phi Vân đã không phải là tu sĩ trẻ tuổi như trước, hiện tại cường giả thế hệ trước dám giỡn mặt, hắn sẽ giết không nghi ngờ. Những lão giả này tỉnh táo xuống, thời điểm này nếu có người dám ra tay với Phong Phi Vân, quả thật chẳng khác gì đi tìm chết. Thần Vương Đại Nhân, thật sự là đã lâu không gặp, ngày đó từ biệt ở Thần Đô, bây giờ vẫn khỏe chứ? Lão giả cản thi nhân của binh tiến thi động nói ra. Lão giả cản thi nhân này như ánh nến hiện ra trong đầu của Phong Phi Vân, thời điểm tiêu diệt thiên kim nhất tiếu lâu, cường giả binh tiến thi động đã ra tay đối phó, lão giả này cũng là một trong số đó. Phong Phi Vân cùng lão giả này hàn huyên một phen, sau đó thấp giọng hỏi. Tà hoàng cùng cung chủ và thiên vu thần nữ những nhân vật cái thế kia xuất thế rồi sao? Nhắc tới mấy người này, sắc mặt bọn họ nghiêm túc, có người càng là vội vàng lảng tránh, mấy người kia đều là nhân vật cấm kỵ. Thậm chí có thể nghe bọn họ đàm luận đấy. Lão giả cản thi nhân binh tiến thi động cũng rất cố kỵ,
áp thấp âm thanh, nói. Bọn họ hai ngày trước đã tiến vào yêu tộc thần tàng, bảo vật cao cấp chắc chắn đã bị bọn họ lấy đi, đương nhiên đây cũng là tất nhiên, ai bảo bọn họ tu vị cường đại, không người nào dám tranh giành với bọn họ. Phong Phi Vân bộ dáng đã sớm ngờ tới là như vậy, ánh mắt nhìn qua nơi xa xôi, cũng không có tìm được bóng dáng Mạc Giao Giao, nàng rất có thể đã tiến vào trong thần tàng, chẳng lẽ tu vị của nàng mạnh tới mức có thể tranh phong với đám người tà hoàng sao? Lão tổ nào đó của Bắc Minh Phiệt cũng tiến vào bên trong thần tàng, trên đỉnh núi xa xa cũng chỉ còn lại Bắc Minh Phá Thiên Ngạo Nghễ đứng dưới ánh trăng, trên người có hào quang màu xanh da trời bảo vệ, không ai dám tới gần hắn một bước cả, thập phần cường thế, khí tức bàng bạc. Phong Phi Vân sau khi đạt tới thiên mệnh thất trọng, Phượng Hoàng Thiên Nhãn đã tiến thêm một bước, tự nhiên là nhìn thấu tu vị Bắc Minh Phá Thiên, hắn đã đạt tới thiên mệnh thất trọng hậu kỳ, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Phàm là người có tu vị mạnh mẽ nhất định sẽ có thể đi vào thần tàng, mà người không tiến vào thần tàng, phần lớn đang chờ bảo vật bên trong bay ra, có lẽ vận khí tốt chiếm được một hai thanh thần linh bí bảo. Không chỉ có đám người tà hoàng, còn có mấy lão bất tử mà mọi người vẫn cho rằng đã qua đời cũng xuất hiện, bọn họ đã tiến vào trong thần tàng, trừ thần Tấn Vương Triều, cường giả mấy vương triều khác cũng đã xuất hiện, đều cường đại dọa người, chỉ khí tức tán giật ra cũng đã áp cự phách không thể nào thở nổi. Lão giả Cản Thi Nhân binh tiến thi động nói ra. Nhân vật cự phách đều là những nhân vật đứng đầu, nhưng ảm trước mặt đám lão quái vật sống mấy trăm năm mà nói cũng chẳng coi vào đâu, chỉ là bọn họ phần lớn lánh đời tìm hiểu thiên đạo cho nên không lộ diện a. Ánh mắt tiểu tà ma cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, bộ dáng kích động muốn xông vào bên trong thần tàng tìm bảo vật, lại bị Phong Phi Vân cầm tay kéo lại, nàng hé miệng lộ răng mèo, muốn cắn tay Phong Phi Vân, nhưng lại bị Phong Phi Vân gõ đầu nàng một cái. Lại răn dậy một phen mới làm nàng an tĩnh. Oanh! Tại nơi đóng quân của Sâm La Điện có tiếng vang thật lớn, có một đạo linh khí phóng thẳng lên trời, nương theo đó là âm thanh như thần lôi nổ vang, đánh một góc linh sơn vỡ vụn. Ha ha, Phật Tôn Đại Nhân tới không biết có việc gì, ngày đó từ biệt ở cổ đạo miếu, dung nhan tuyệt thế của Phật Tôn tới nay ta vẫn còn chưa quên được, mỗi lần vào đêm đều nhớ tới người ba lần, vốn định đi ngự thú trai tìm Phật Tôn ôn chuyện. Không nghĩ tới Phật Tôn lại tìm tới cửa a. Tử vong hành giả Thạch Thác La cười dài, trên lưng mọc ra ba cặp cánh đen lớn, thân thể khô gầy như con rơi ma. Bởi vì không nghe Phong Phi Vân khuyên can, Phù Thanh Họa và bốn thiên chi kiều nữ của ngự thú trai gặp nạn ở cổ đạo miếu, bị cường giả Sâm La Điện nhốt vào trong cái lồng giống như súc vật, trong đó có một thiên chi kiều nữ còn bị Sâm La Điện nướng lên ăn tươi, chuyện này tuyệt đối mà ma chướng trong lòng của Phù Thanh Họa. Nội tâm nàng tự trách và áy náy tới cực điểm. Mà khi đó, kẻ ra tay trấn áp nàng cũng chính là tử vong hành giả Thạch Thác La. Phù Thanh Họa luôn luôn tự ngạo, nhưng lại bị Thạch Thác La trấn áp dễ dàng, áp chế toàn bộ ngạo khí của nàng xuống, còn nhốt vào trong lồng sắt, nếu không có Phong Phi Vân cơ trí hơn người dẫn hòa thượng rượu thì tới, chỉ sợ nàng cũng bị đám tà giả này nướng lên ăn thịt. Đường đường Phật Tôn lại bị người ta nhốt vào trong lồng sắt. Đây là bóng mờ không thể xóa nhòa trong lòng của nàng, vốn định tu vị đạt tới chân nhân sẽ một mẻ hốt gọn đám người này, nhưng mà vừa rồi bị Phong Phi Vân khích, nàng không thể khống chế cảm xúc cho nên mới phải giết đến trước cửa Sâm La Điện. Tuy tu vị Phù Thanh Họa lại có đột phá, nhưng vẫn còn kém xa nhân vật như tử vong hành giả này, rất nhanh đã bị đánh bại, trên có nhiều vết thương, tóc dài tán loạn, Phật y cũng rách vài chỗ, mồ hôi đầm đìa. Tử vong hành giả cũng không có dùng bao nhiêu khí lực. Đứng ở nơi đó, âm trầm cười nói. Phật Tôn vì sao lại tức giận như thế cơ chứ? Rõ ràng là thần vương đại nhân Phong Lưu không bị trói buộc, hắn lại bội tình bạc nghĩa, Phật Tôn sao có thể nóng tính mà đi kiếm chuyện với Sâm La Điện, hắc hắc, đây rốt cuộc là vì sao đây? Ngự thú trai thiệt thòi lớn, hơn nữa Phù Thanh Họa bản thân bị nhốt vào trong lồng sắt, loại chuyện này nàng làm sao không biết xấu hổ nói ra chứ? Chính bởi vì thấy rõ điểm này, tử vong hành giả mới cố ý nói như vậy. Làm cho đám thái thượng trưởng lão, hộ pháp trưởng lão Sâm La Điện cười dài không ngớt, căn bản là không có đặt Phù Thanh Họa vào mắt. Đương nhiên cũng có người cảm thấy hứng thú với mỹ mạo của Phù Thanh Họa, trong đó có một hộ pháp trưởng lão cười dài, nói. Phù Thanh Họa, nếu Phong Phi Vân không muốn ngươi, không bằng ngươi theo ta đi, làm tiểu thiếp của ta còn tự hơn làm thần vương phi của Phong Phi Vân nhiều lắm, nếu ngươi hư không tịch mịch muốn tìm đàn ông bên ngoài. Cường giả Sâm La Điện của chúng ta có rất nhiều cường giả cho ngươi lựa chọn, cam đoan có thể thỏa mãn ngươi, ha ha. Một tên thái thượng trưởng lão khác cười nói.
Hồng Tiến, nếu Vu Phật Tôn làm tiểu thiếp của ngươi, ngươi cũng nguyện ý cho nàng lên giường với chúng ta sao? Ha ha ha! Không sao cả, chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi. Hồng Tê Tê Ến cười nói. Đám cường giả Xâm La Điện nghe thế liền trêu chọc không kiêng nể gì cả, các loại lời lẽ khó nghe làm cho Vu Thanh Họa nghiến răng nghiến lợi, hận đến tột đỉnh, sắc mặt khi đỏ khi xanh, khi thì bạch, những người này đang chà đạp tôn nghiêm của nàng, thiếu chút nữa làm nàng tức giận phun máu tươi. Ai nói ca ca của ta không muốn nàng, ca ca của ta nói, nếu ai dám bất kính với tỷ ấy, hôm nay là ngày chết của kẻ đó. Tiểu tà ma đã sớm muốn gây chút chuyện, Phong Phi Vân không để ý. Nàng liền bay qua, đáp xuống bên cạnh Vu Thanh Họa, giọng nói thanh thúy giống như chim hoàng anh, nhưng mà giọng điệu tà dị khiến người ta cho rằng là lão tà ma đang nói. Rất nhiều người đều biết tiểu tà ma, biết rõ cô gái này không hề giống vẻ ngoài ôn nhu đáng yêu của nàng, chính là một tiểu ma đầu, làm việc quái đản, làm việc tà dị, hơn nữa thiên phú cực cao, trong thế hệ trẻ chỉ có Tấn Đế mới có thể sánh ngang với nàng. Ngân ngân, khẩu khí thật là lớn. Phong Phi Vân thật sự cho rằng hắn là thiên hạ vô địch sao? Hộ pháp trưởng lão Hồng Tiến lạnh lùng nói, mang theo thần sắc khinh thường trên mặt, áo đen trên người bay lên, đôi mắt dài hẹp mang theo hàn khí. Tu sĩ Xâm La Điện không ngừng mỉa mai, đối với Phong Phi Vân không có nửa phần hảo cảm, lần giao phong trước, Xâm La Điện tổn thất thảm trọng, bị Phong Phi Vân đánh chết 6 cự phách, còn có một siêu cấp cự phách, làm cho Xâm La Điện mặt mũi mất hết. Bọn họ đều là đại nhân vật Xâm La Điện cho nên mặt mũi không có ánh sáng, đã sớm muốn đánh chết Phong Phi Vân để giải mối hận này. Tà Hoàng thiếu chủ đứng trong một góc nhìn ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, thập phần bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy giống như ngăn cách khỏi thế giới này, cho người ta có cảm giác thâm bất khả trắc. Phong Phi Vân thật nói như vậy. Tà Hoàng thiếu chủ mở miệng, đám cự đầu kiệt ngạo bất tuân của Xâm La Điện cũng yên tĩnh lại. Đều không lên tiếng nữa, bọn họ cực kỳ kính sợ Tà Hoàng thiếu chủ, trong mắt bọn họ Tà Hoàng thiếu chủ mới thật sự là thiên chi kiêu tử, mà thủ đoạn Tà Hoàng thiếu chủ đã làm cho mọi người ở đây kinh hãi, kính hắn như thần minh, sợ hắn như ma quỷ. Ta đã nói như vậy. Một giọng nói kéo dài vang lên. Giọng nói vừa dứt thì Phong Phi Vân đã đứng trước mặt tiểu tà ma cùng Vu Thanh Họa, thanh sam bồng bềnh, vô cùng khoan thai. Vừa rồi hắn biểu hiện tốc độ vô cùng kinh khủng làm đám thái thượng trưởng lão Xâm La Điện cũng không thấy rõ hắn vừa rồi xuất hiện như thế nào, từ hướng nào bay tới, chỉ có tử vong hành giả và tính mạng hành giả nhìn ra mánh khóe, ánh mắt híp lại. Ca, người thật đẹp trai. Tiểu tà ma nói. Phong Phi Vân nói lời này rất có phân lượng, ít nhất còn được coi trọng hơn lời của tiểu tà ma, không có biện pháp, thân phận của hắn quá đặc thù, hắn là thần vương đương triều. Lại là người thừa kế Phong gia làm chỗ dựa, sau lưng còn có yêu nhân cái thế nữa chứ, loại người này nếu không phải chết non, tương lai nhất định là sẽ là nhân vật bá chủ của thần Tấn Vương Triều. Kỳ thật Phong Phi Vân hành động cũng là bất đắc dĩ, vốn bởi vì Kim Tàm Kinh danh tiếng của hắn đã đưa lên đầu sóng ngọn gió, không nên cậy mạnh, cũng không nên hiện thân công khai, nhưng mà bây giờ hắn không được phép nấp trong bóng tối, nhất định phải đứng ra, cho dù bị người ta vây công thì hắn cũng nhất định phải đứng. Nguyên nhân có tới ba. Thứ nhất, hiện tại tất cả mọi người cho rằng Vu Thanh Họa chính là nữ nhân của hắn, hoặc là nữ nhân bị vứt bỏ, tuy đều là Xâm La Điện nói dối, cũng không phải sự thật, nhưng mà các tu sĩ khác không cho rằng là như thế. Nếu như hắn trơ mắt nhìn Vu Thanh Họa bị người Xâm La Điện bắt, đánh chết thậm chí là bắt làm tiểu thiếp, như vậy thế nhân sẽ nhìn hắn như thế nào? Cho nên thời điểm này đâm lao thì phải theo lao, không thể không đứng ra. Thứ hai, tất cả mọi người biết rõ tiểu tà ma chính là muội muội của Phong Phi Vân, nếu tiểu tà ma đã đứng ra, Phong Phi Vân hắn còn không đứng ra, chắc chắn sẽ bị thiên hạ cười rụng răng. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất, Phong Phi Vân còn muốn lấy huyết cấm thủ trạc trong tay 4 yêu nữ Xâm La Điện, huyết cấm huyền trạc có 4 giọt máu tươi mà hắn cầm sử dụng. Tình cảnh của Phong Phi Vân hôm nay tất cả mọi người biết rõ, Vu Thanh Họa làm sao mà không rõ ràng. Nàng biết rõ hơn ai khác chuyện Phong Phi Vân đúng là tu luyện Kim Tàm Kinh, nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài, cho dù Phong Phi Vân có 9 cái mạng cũng phải chết không nghi ngờ, bây giờ hắn vẫn đứng ra thay nàng, chuyện này làm cho nàng cảm thấy khó hiểu. Ma đầu này đánh chủ ý gì đây, ánh mắt Vu Thanh Họa nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân, lần đầu tiên cảm nhận ma đầu này không có đáng giận như vậy. Lần này có trò hay xem rồi, Phong Phi Vân đúng là dị loại. Vì Vu Thanh Họa cũng dám công nhiên khai chiến với Xâm La Điện, nếu đổi vị trí của ta thành hắn,
sợ rằng ta không đứng ra rồi. Đông Phương Nhất Dạ gương mặt mập ra, ăn mặc đạo y bào hoa lệ, tay áo bồng bềnh, trên mặt tràn đầy tươi cười. Ngân Câu Phiệt cũng có cường giả tới đây, lĩnh đội chính là Đông Phương Nhất Dạ, nhưng mà thiên chi kiêu tử Đông Phương Kính Thủy của Ngân Câu Phiệt thì không có xuất hiện. Nam nhân động thân đứng ra thay nữ nhân của mình cũng là chuyện đương nhiên. Long Thanh Dương không sao cả. Đông Phương Nhất Dạ nhìn qua Long Thanh Dương nói chuyện, đùi run lẩy bẩy, vội vàng cách xa hắn một chút, cao thâm mà chắc cười nói. Ngươi không hiểu Vu Thanh Họa người này, nếu Vu Thanh Họa thật sự bị Phong Phi Vân bội tình bạc nghĩa, nàng căn bản không có khả năng còn mặt mũi ở lại ngự thú trai, thậm chí còn sống trên đời này hay không cũng khó nói. Làm sao ngươi biết? Giọng của Long Thanh Dương mềm mại vang lên, lại tới gần Đông Phương Nhất Dạ. Đông Phương Nhất Dạ cảm thấy toàn thân nổi da gà, nhưng mà trên mặt vẫn tươi cười như cũ, nói. Lão Phu quen biết bao người, không nói nhìn chuẩn 10 phần, nhưng mà 9 phần vẫn phải có. Người làm ăn chính là người làm ăn, nếu không ngươi nhìn ta xem nào. Long Thanh Dương mị nhãn như tơ, ánh mắt thu thủy như sóng gợn. Đông Phương Nhất Dạ ho khan hai tiếng, nịnh nọt nói. Long cô nương chính là đệ nhất mỹ nhân Thiên Long Vương Triều. Long Thanh Dương lập tức cười liên tục, bàn tay như ngọc trắng che miệng, thẹn thùng không thôi. Bắc Minh Phá Thiên, Lý Tiêu Nam cũng chú ý tới chuyện ở bên này, đối với bọn họ mà nói thiên kiêu thế hệ trẻ không ai sánh bằng Phong Phi Vân cùng Tà Hoàng Thiếu Chủ, một được vinh dự là đệ nhất thiên tài thần tấn Vương Triều, một chính là đệ nhất thượng sử thi thiên tài bảng, rất chờ mong hai người bọn họ giao thủ, xem bọn họ rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào. Phong Phi Vân không phải là người không có lý trí, hắn biết rõ tình thế bất lợi với hắn mà hắn vẫn đứng ra, chẳng lẽ hắn và Vu Thanh Họa thật sự có cái gì với nhau sao? Có người không thể lý giải được cách làm của Phong Phi Vân hiện tại. Rất khó nói. Một lão giả khác lắc đầu, nói. Nhưng nếu như Kim Tàm Kinh thật sự nằm trên người Phong Phi Vân, như vậy sẽ tiện nghi cho Xâm La Điện. Đúng là quá liều lĩnh, cũng quá xúc động, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Tính cách quá ngông cuồng, không phải chỉ là nữ nhân sao, cũng đâu phải thê tử của hắn. Từ khi Tà Hoàng quay về, khí diễm Xâm La Điện bành trướng cực hạn, đã áp qua Phổ Đà Sơn, thậm chí áp đảo triều đình, đây là tiết tấu đả đảo thần tấn vương triều A-Hát. Hôm nay nói không nhất định sẽ có cảnh chém thần vương tế cờ, sau đó tranh giành thiên hạ, diệt đương kim vương triều. Ha ha, thật không hổ là thần vương, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, huyết tẩy thiên lý đồ thương sinh. Hôm nay xem như kiến thức, nhưng mà chỉ bằng mình ngươi mà đối kháng cả Xâm La Điện, ngươi cũng đánh giá cao mình quá rồi. Hộ pháp trưởng lão Hồng Tiến nói ra. Phong Phi Vân trực tiếp bỏ qua Hồng Tiến, ánh mắt của hắn tập trung nhìn qua Tà Hoàng Thiếu Chủ, mà lúc này Tà Hoàng Thiếu Chủ cũng nhìn qua hắn, khi diễm cả hai va chạm với nhau, giống như biển sao mênh mông, che đặt trời cao, lộ ra khí chất thần thánh, không có nửa phần tà khí. Trong người Phong Phi Vân có một vạn đầu dị thú chiến hồn lao ra ngoài, chúng tự hành hóa thành vạn thú lĩnh vực, vô số dị thú hung quang tụ tập cùng một chỗ, giống như ngàn vạn ánh sao vây quanh mặt trăng. Hồng Tiến cũng xem như cự đầu tà đạo, còn chưa có ai bỏ qua hắn như thế, trong lòng vô cùng tức giận, lạnh giọng cười nói. Phong Phi Vân ngươi cho rằng chỉ câu nói của ngươi là có thể hù cường giả Xâm La Điện sợ hãi hay sao, vậy ta cứ mắng, xem ngươi làm vì được ta. Vu Thanh Họa chính là kỹ nữ dâm. Phốc, một côn sắt khổng lồ áp xuống, đường kính của nó thô hơn 10 trượng đè xuống, một gậy đè chết Hồng Tiến, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt hóa thành bột phấn, hắn còn chưa nói xong đã thân tử đạo tiêu, nghiền nát thân thể, máu tươi đang bốc cháy giống như lò lửa cháy hừng hực. Giết ngươi thì như thế nào? Phong Phi Vân cầm kình thiên côn trong tay, uy thế bức người, thu hồi ánh mắt đối mặt Tà Hoàng Thiếu. Vạn đầu dị thú chiến hồn quanh người của hắn gào thét, hắn hiện tại đã là thiên mệnh thất trọng, có thể vận dụng rất nhiều lực lượng của kình thiên côn, một gậy đánh xuống có thể gia tăng lực công kích 18 lần. Ngươi, lớn mật, một thái thượng trưởng lão thiên mệnh bát trọng sơ kỳ của Xâm La Điện vô cùng giận dữ, bàn tay vỗ vào trong hư không, đánh ra kình đạo ba động như nước, hư không hóa thành màn nước có đường kính vài trăm trượng. Lá gan Phong Phi Vân thật sự quá lớn. Không ngờ giết người công khai như thế, hơn nữa còn giết trước mặt Tà Hoàng Thiếu Chủ và hai hành giả, vô cùng hung hăng càn quấy, nếu không phải cho hắn chút nhan sắc, người ta sẽ noi theo hắn là địch của Xâm La Điện. Phía trên hư không có hào quang sáng ngời, hóa thành cột sáng màu đen bay thẳng trời cao,
tà khí tràn ngập trời cao, đám cự đầu Xâm La Điện nội tâm đầy căm phẫn, không ngừng bắt thủ ấn ngưng tụ pháp thuật. Phong Phi Vân vô cùng lạnh lùng, ma khí trên người bốc lên, vung kình thiên côn lên trời cao và dẫn động trăm đạo trận pháp, hóa thành một cây thần trụ nện thẳng vào tên thái thượng trưởng lão đang ở trên không trung. Đây là một cự đầu thiên mệnh bát trọng sơ kỳ nhưng không cách nào ngăn cản nổi kình thiên côn. Hắn té xuống đất, xương cốt trên người nghiền nát 6-7 chỗ, không ngừng gào thét thảm thiết. Một thái thượng trưởng lão khác khí định thần nhàn, lập tức vọt lên. Chết! Phong Phi Vân đánh ra một côn lần nữa, kình thiên côn biến dài vài trăm trượng, nó giống như một ngọn núi sắt thép đánh nát đầu lâu tên thái thượng trưởng lão kia, máu tươi tung tóe ra, thân thể bay lả tả trong không trung, mặt đất cũng bị đánh nát ra hố to, kình thiên côn chìm vào mặt đất mấy chục trượng, thân thể tên thái thượng trưởng lão hóa thành bánh thịt. Mà cùng lúc đó, hơn 10 tên cự đầu tà đạo Xâm La Điện cùng cho pháp thuật áp xuống, đám người này gồm thiên mệnh thất trọng và thiên mệnh bát trọng, hơn 10 người đồng thời làm khó dễ đánh ra 10 đạo tà pháp kinh thiên động địa. Thiên địa biến sắc, cả không gian như biến thành không tồn tại, không có một tia không khí lưu động. Xa xa, tất cả tu sĩ không ngừng biến sắc, nhao nhao chạy thục mạng, rời khỏi ngàn dặm, không có biện pháp ngăn cản hơn 10 siêu cấp cường giả trấn áp, bởi vì lực lượng hủy diệt không cách nào tưởng tượng. Mặt đất cũng nứt vỡ, hiện tại mới là nội tình của Xâm La Điện, chỉ có nó mới dễ dàng điều động hơn 10 cao thủ như thế. Rất nhiều người đều cảm thấy Phong Phi Vân lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn 10 vị cự phách liên thủ, lực công kích mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng, có thể quét ngang một phủ. Meo, đạm đạm kêu một tiếng, trong miệng phun ra một đạo ánh sáng, một bóng người cao ngất bay ra khỏi ánh sáng. Sau khi nhìn thấy thân ảnh này, Phong Phi Vân cũng thu tay lại, hắn lui ra phía sau 2 bước, tế miểu quỷ ban chỉ ra, khởi động 5 bức thần đồ và triệt để dẫn động lực lượng của miểu quỷ ban chỉ, 5 bức thần đồ giống như 5 bầu trời, bảo hộ tiểu tà ma cùng Vu Thanh Họa vào bên trong. Thân thể Phong Si cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu nào, thật yên lặng đứng ở nơi đó, đôi mắt trống rỗng lúc này bắn ra điện quang đáng sợ, sáng chói như 2 cái mặt trời, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua hơn 10 tà pháp đang đánh tới. Trên người hắn bộc phát khí thức cổ xưa và mênh mông, đạo tắc tràn ngập sinh tử mệnh lý và thiên đạo đánh ra, há miệng thu tất cả công kích vào trong bụng giống như kình ngư hút nước, bộ dáng cực kỳ nhẹ nhàng. Cái gì? Vô số người bị chấn kinh rất cằm. Hơn 10 cự phách công kích nhưng bị một người hút vào bụng, người này khủng bố cỡ nào? Đám cự đầu Xâm La Điện lúc này bị dọa sợ không nhẹ, nhìn qua Phong Si giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái, không thể tin vào mắt mình. Đang tự hỏi vì sao có người mạnh như thế chứ? Coi chừng! Tính mạng hành giả cùng tử vong hành giả đồng thời hô to, thân thể bọn họ khẽ động, liền trực tiếp đứng trước mặt đám cự đầu này, ngưng tụ tà công mạnh nhất của mình. Tính mạng hành giả đánh ra một đại ấn Phật thủ, chính là một trong 12 đại tà công vô lượng ngũ chỉ sơn, một bàn tay khổng lồ như núi hiện ra. Tử vong hành giả thi triển ra tà đế mị ảnh, bóng dáng của hắn cao mấy trăm thước, giống như hình chiếu của cự nhân. Hiển nhiên cũng là một trong 12 tà công. Mà đúng lúc này Phong Si há miệng lần nữa, hắn phun toàn bộ những công kích vừa hút vào ra, những tà thuật này không ngừng dung hợp với nhau, hóa thành một đạo thuật pháp như nước lũ càn quét, nơi nó đi qua chỉ còn lại hoang tàn và đổ nát. Những cự đầu tà đạo kia sợ hãi xanh mặt, mồ hôi không ngừng lăn xuống, nếu không phải có tính mạng hành giả cùng tử vong hành giả ngăn ở trước mặt, bọn họ đã sớm quay đầu bỏ chạy thục mạng. Oanh! Hợp lực của tính mạng hành giả cùng tử vong hành giả hai người mới miễn cưỡng ngăn được một kích này, hai người bọn họ cũng lui về phía sau hơn 10 dặm, trên mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua Phong Si trước mặt, có cảm giác rung động không cách nào nói rõ. Tính mạng hành giả cùng tử vong hành giả đều là nhân vật thiên mệnh cửu trọng đỉnh phong, trong đó tính mạng hành giả đã ngộ ra cánh cửa chân nhân, sắp bước vào nửa bước chân nhân, nhưng mà hợp lực hai người còn lâm vào hạ phong, điều này sao không làm bọn họ kinh hãi cơ chứ? Chẳng lẽ nam tử này là một nửa bước chân nhân, hoặc là nói hắn chính là một chân nhân? Là một vô thượng cự phách. Hai mắt tà hoàng thiếu chủ kim quang sáng chói, giống như Phật Đà ngưng tụ Phật nhãn. Bốn chữ vô thượng cự phách này đã làm cho vô số người rung động, đại biểu cho chiến lực mạnh nhất dưới chân nhân, thậm chí còn mạnh hơn nửa bước chân nhân một phần, chỉ có thiên tài cấp sử thi đạt tới thiên mệnh đệ cửu trọng mới được xưng là vô thượng cự phách. Tà hoàng thiếu chủ nói lời này làm cho đám người ở xa xa cũng nghe được, cả đám đưa mắt nhìn nhau, vô cùng rung động. Là vô thượng anh kiệt trong lịch sử Phong gia,
nghe nói đã sớm chết vào 1000 năm trước, mấy năm trước mới leo ra khỏi mộ, chính là một thi tà, nhưng hắn vẫn còn bảo lưu một tia nhanh nhạy. Tuy đã hóa thành thi tà, nhưng còn đáng sợ hơn cả ngàn năm trước. Khó trách Phong Phi Vân không có sợ hãi, thì ra hắn đào Phong gia lão tổ ra, tà hoàng không xuất hiện, ai có thể làm gì hắn chứ? Xâm La Điện lần này gặp phải phiền toái to rồi, có một vô thượng cự phách tỏa chấn, ai có thể ngăn cản được chứ? Hừ, đã hóa thành thi tà còn có thể xưng là vô thượng cự phách, thật sự là chê cười, hắn còn chưa đạt tới tứ biến thi tà, trí tuệ ngốc trệ, thân thể cứng ngắc, phản ứng chậm chạp, cho dù có thực lực vô thượng cự phách cũng không đáng sợ. Tử vong hành giả Thạch Thác La âm trầm nói ra. Thạch Thác La chính là cường giả thiên mệnh cửu trọng đỉnh phong, là một trong những bá chủ cao cấp nhất của Xâm La Điện, có thể được xưng là tử vong hành giả, tự nhiên là đại danh từ của tử vong, tà đạo cấm thuật vừa ra, đại biểu cho tài quyết sinh tử của kẻ khác. Oanh! Trên lưng Thạch Thác La mọc ra ba cặp cánh chim màu đen hóa thành con rơi ma khổng lồ, hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh, ngón tay hóa thành móng vuốt sắc bén, ngay cả da mặt cũng biến thành đen kịt, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy lông lá rậm rạp. Hắn cũng là chí cường dưới chân nhân, cơ hồ không có đối thủ, cho dù những nhân vật tự xưng lão tổ trước mặt hắn cũng là một chảo xé nát, hắn không tin không có vô thượng cự phách khủng bố như thế, muốn chiến một trận với Phong Si. Phong Si đứng yên tại chỗ, mặc áo giáp màu trắng, áo choàng trên lưng đã hư thối, đã trăm ngàn vết lở loét, nhưng nó vẫn phất phơ trong gió, trên lưng áo giáp có chữ Phong lớn khắc thật sâu vào trong áo giáp, dường như đại biểu cho kiêu ngạo của dòng họ. Chung quanh thân thể của hắn có gió lạnh tung bay, cuối cùng hóa thành vòi rồng phát ra âm thanh gào rú, cả thiên địa cũng gào thét như cuồng phong, sương mù phiêu tán, hắn giống như hóa thành trung tâm của đại thế này. Bành! Thạch Thác La đánh ra một chiêu, Phong Si cũng chậm rãi điểm một ngón tay, một trường một ngón tay tiếp xúc lẫn nhau sinh ra âm thanh nổ vang như sấm sét. Phong Si đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, mà Thạch Thác La thì bay ngược trở về, bàn tay đẫm máu. Mạnh như vậy, Thạch Thác La sinh ra cảm giác nguy cơ, trong ánh mắt có bóng người lao ra, bóng người này càng ngày càng lớn, chợt tiến vào con mắt của hắn, Phong Si vẫn đứng trước mặt hắn và đánh ra một trường, trực tiếp đánh gãy hai cánh chim sau lưng của Thạch Thác La, máu tươi chảy đầm đìa. Hai tay Thạch Thác La chống lên, lòng bàn tay mang theo sương mù màu đen, bên trong có một kiện cổ ấn, đây chính là linh khí chiến binh đáng sợ, trận pháp cùng khí linh bên trong bị dẫn động. Bộc phát ra hào quang sáng ngời như cổ đăng. Bành! Phong Si đánh ra một trường, trực tiếp đánh nát hào quang linh khí, đánh bay cả Thạch Thác La và cổ ấn ra thật xa, rơi xuống bên ngoài hơn 10 dặm, hắn bị đánh vào đỉnh một vách núi, đá vụn từ trên đỉnh núi đổ xuống ầm ầm. Thạch Thác La chật vật không chịu nổi, miệng hắn không ngừng phun máu tươi, cổ ấn mà hắn cầm trong tay cũng dính đầy máu, vậy mà không cách nào nâng lên được. Phong Si không tiếp tục ra tay, lại lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt trống rỗng, sắc mặt bình tĩnh, tóc dài bay lên, tịch mịch như tuyết. Phong Phi Vân đứng ở đằng xa gật đầu, cũng sợ hãi thán phục chiến lực vô song của Phong Si, không hổ là đệ nhất nhân trong lịch sử của Phong gia, nếu như hắn đạt tới thì tà tứ biến, trí tuệ trở về, tu vị nâng cao một bước, dùng thiên tư vô thượng của hắn chống lại Phong Mặc, đến lúc đó cũng không cần lo lắng bị Phong Mặc uy hiếp. Đương nhiên những ý niệm này chỉ hiện ra trong đầu của Phong Phi Vân mà thôi, sau đó một khắc hắn và tiểu tà ma đã đứng hai bên trái phải Phong Si, đứng đối diện đám cường giả Xâm La Điện. Phong Phi Vân khoanh tay, cười nói. Tà Hoàng thiếu chủ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ? Đám cự đầu Xâm La Điện lúc này vô cùng kinh hãi, đặc biệt sợ hãi Phong Si đứng ở đó, đây quả thực chính là chiến thần bất bại, ngay cả tử vong hành giả cũng bại trong tay của hắn. Ở đây không ai có khả năng là đối thủ cả. Tà Hoàng thiếu chủ giờ phút này cũng lâm vào trầm mặc, Phong Si tuyệt đối là một nhân tố ngoài ý muốn, nếu hôm nay Xâm La Điện thực sự liều mạng với Phong Phi Vân, như vậy cho dù đánh chết Phong Phi Vân và lấy kim tàm kinh đi, cũng nhất định sẽ chết tổn thương thảm trọng, cái giá quá lớn này Xâm La Điện không thừa nhận nổi. Hiện tại, ngươi có tư cách đàm phán với ta. Tà Hoàng thiếu chủ nhàn nhạt nói ra. Phong Phi Vân cũng không quan tâm khinh thị trong lời của đối phương, cười nói. Kỳ thật hôm nay ta chính là muốn tính toán sổ sách với ngươi, thuận tiện đòi lại một ít thứ gì đó từ Xâm La Điện, không biết Tà Hoàng thiếu chủ còn nhớ ngự thú trai nửa năm trước hay không? Tà Hoàng thiếu chủ trầm mặc lại, không nói gì, ánh mắt cũng trở nên có chút xa xưa, thâm thúy,
nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ cái gì. Phong Phi Vân tiếp tục nói. Không biết Tà Hoàng thiếu chủ còn nhớ thị nữ Ngọc Lạc của Vu Phật Tôn không? Một nữ hài tử đơn thuần và đáng yêu, chỉ là một nữ hài tử tâm như giấy trắng chuyên tâm tu Phật trong ngự thú trai. Những cường giả đại giáo tiên môn lúc này nghi hoặc nhìn qua, cẩn thận lắng nghe, không biết hắn có ý gì, vì sao lại kéo câu chuyện lên người một nữ hài ở ngự thú trai chứ? Hai cường giả nói chuyện, vì sao lại chuyển chủ đề qua một Phật nữ? Nhưng mà Vu Thanh Họa giờ phút này cắn chặt bờ môi óng ánh, biết rõ Ngọc Lạc là thị nữ của nàng, cũng chính là nữ tử mang thai, biết hắn kế tiếp sẽ nói cái gì cho nên định ngăn lại, dù sao việc này liên quan đến danh dự của ngự thú trai nhưng mà nàng lại bị Phong Phi Vân trừng mắt, quát tháo một tiếng ngăn lại. Vu tỷ tỷ, người đừng lo lắng, ca ca của ta tự có chừng mực. Tiểu tà ma giống như người lớn, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành, kéo tay Vu Thanh Họa sau đó nhẹ giọng an ủi. Thật giống như nàng có kinh nghiệm còn nhiều hơn Vu Thanh Họa vậy. Sắc mặt Vu Thanh Họa hơi có phần mất tự nhiên, mới vừa rồi bị Phong Phi Vân quát tháo một câu, tuy Phong Phi Vân cũng không hung dữ, ánh mắt cũng không lạnh, nhưng mà trong lòng của nàng sinh ra lòng sợ hãi, bị Phong Phi Vân chừng nên lui ra phía sau. Vì sao mình lại lùi bước trước mặt Phong Đại Ma Đầu thế này? Chẳng lẽ mình sợ hắn sao? Ngọc Lạc, Tà Hoàng thiếu chủ bờ mơ rung động, dường như lầm bầm lầu bầu, lại giống như đang đọc tên người. Phong Phi Vân gật gật đầu, cười nói. Đúng vậy chính là nàng có hài tử của ngươi, mà bây giờ. Nàng và đứa bé kia đã chết dưới một loại cấm thuật của Sâm La Điện, bị người ta cách không đánh chết, một thi hai mệnh, rất thê thảm. Chỉ có thể thương cô bé thương yêu Tình Lang, chờ Tình Lang trở về đón nàng, cũng có thể thương cho Hải Nhi chưa sinh ra, còn chưa nhìn thấy thế giới này thế nào đã chết từ trong trứng nước. Vì sao lại đáng thương như thế chứ? Trên mặt Phong Phi Vân mang theo vẻ tươi cười, nhưng mà ánh mắt Tà Hoàng thiếu chủ trở nên âm trầm, trên người có khí tức của Tà Long bộc phát, khí thế bàng bạc mà lạnh lùng, trên đỉnh đầu lao ra khí tượng Bách Long Tụ Phật, bao phủ cả không trung. Không ai ngờ hắn lại tức giận. Hai tay Tà Hoàng thiếu chủ nắm chặt, áo bào tung bay, chợt lại giãn ra, hít sâu một hơi, khí tức trên người bình thản lại, khí tượng Bách Long Tụ Phật lui về thân thể, dường như cắn răng thở dài. Phong Phi Vân, người quản hình như quá rộng đấy. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta thiếu nợ ân tình của ngự thú trai, Vu Phật Tôn và đàn trai chủ đã ủy thác chuyện này cho ta toàn quyền quyết định, muốn ta tra rõ việc này, Phật nữ mang thai, trọng bảo mất trộm, thai nhi đã chết, những chuyện này chính là sai lầm của mình Tà Hoàng thiếu chủ ngươi cả, lại làm cho danh dự vạn năm của ngự thú trai bị hủy, càng hại hai tính mạng vô tội. Chẳng lẽ cũng bởi vì Sâm La Điện cường thế bá đạo, chuyện này bỏ qua hay sao? Bằng, những tu sĩ chung quanh cũng nghe ra chuyện gì xảy ra, thì ra ngự thú trai thực sự có người mang thai, nhưng mà mang thai không phải Vu Thanh Họa, mà là thị nữ của Vu Thanh Họa, mà Phật nữ này chính là bị Tà Hoàng thiếu chủ lừa gạt, còn trợ giúp Tà Hoàng thiếu chủ đánh cắp trọng bảo của ngự thú trai. Mà ngự thú trai bởi vì e ngại Sâm La Điện thế lực to lớn, hơn nữa sợ hãi danh dự vạn năm bị hủy. Cho nên cực lực áp chế chuyện này, không có lộ ra ngoài. Vốn rất nhiều người còn cho rằng Vu Thanh Họa bị Phong Phi Vân lừa gạt cảm tình, còn mang thai hài tử của Phong Phi Vân, về sau lại bị Phong Phi Vân bội tình bạc nghĩa, nhưng mà giờ phút này xem ra không phải thế. Thì ra tất cả là do Sâm La Điện chế tạo lời đồn vì che giấu tội lỗi của Tà Hoàng thiếu chủ. Hiện tại xem như chân tướng rõ ràng. Ở đây có không ít thế lực giao hảo với ngự thú trai, rất nhiều người đều cảm giác tức giận. Nhưng mà không có ai động thân đứng ra tìm chính ngãi cho ngự thú trai, dù sao đây chính là Sâm La Điện, trừ Phong Phi Vân là gia hỏa to gan lớn mật ra, nếu người nào khác dám đứng ra chỉ trích Sâm La Điện, ngày hôm sau đoán chừng đầu thân một nẻo, nhà tan cửa nát. Đối mặt với thế lực cường đại tuyệt đối, còn có thể đứng ra nói chuyện chỉ là số ít. Thời điểm này có rất nhiều người bội phục đảm lượng của Phong Phi Vân, ít nhất là không ai dám làm chuyện này, Phong Phi Vân lại dám làm. Đương nhiên cũng có một ít đang cười lạnh trong lòng, cảm thấy Phong Phi Vân chính là kẻ ngu, hôm nay đắc tội Tà Hoàng thiếu chủ cùng Sâm La Điện, như vậy hắn đoán chừng không sống được bao nhiêu ngày. Tà Hoàng thiếu chủ nói, tại sao ngươi khẳng định người nọ là ta? Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến cười cười, nói. Bởi vì nam tử có thể làm cho một Phật nữ trao thân trong một đêm và nhớ mãi không quên, người bình thường tuyệt đối không làm được. Nam nhân này nhất định là một hòa thượng Phật hiệu Tinh Thâm, nhưng lại hết sức ưu tú cùng tuấn lãng.
thiếu chủ nếu tháo mặt nạ xuống, ta đoán chừng chắc chắn không có sai, chỉ sợ thiếu chủ cũng là người tu Phật a. Bắc Minh Phá Thiên cùng Lý Tiêu Nam cùng đưa mắt nhìn qua, mang trên mặt vài phần vui vẻ, hiển nhiên bọn họ rất hứng thú với chuyện này. Phong Phi Vân lại tự giễu nói. Ít nhất ta chưa bao giờ cho rằng ta có mị lực chỉ sau một đêm làm cho nữ tử yêu ta say đắm, đối với việc này ta vẫn rất bội phục ngươi. Tà Hoàng thiếu chủ tự nhiên không có tháo mặt nạ xuống, cười nói. Những chuyện này chỉ là ngươi đoán mà thôi. Đúng vậy à, đúng là ta suy đoán. Nhưng mà ta từ miệng một cường giả Xâm La Điện biết được, thiếu chủ đã từng chỉ có một chân, chính là thiên tài tàn tật. Nhưng mà bây giờ có hai cái chân, chẳng lẽ thiếu chủ không phải tu hành thần thông của ngự thú trai mới mọc ra cái chân khác sao? Tà Hoàng thiếu chủ đã từng là người thọt. Tiểu tà ma dướn cổ lên, ánh mắt căng tròn nhìn chằm chằm vào hai chân Tà Hoàng thiếu chủ, kết quả lại bị Phong Phi Vân gõ đầu một cái. Nhìn cái gì? Đông một tiếng, đầu tê dần. Nàng nhanh chóng rụt cổ lại, tay xoa đỉnh đầu, trong miệng nhỏ đang oán trách Phong Phi Vân gõ thế thì tương lai nàng sẽ ngốc. Chung quanh cũng xôn xao, Tà Hoàng thiếu chủ không ngờ là người thọt, bởi vì tu luyện thần thông Phật môn của ngự thú trai cho nên cái chân kia mới mọc dài ra, đây chính là nguyên nhân hắn trộm lấy thần thông Phật môn của ngự thú trai. Đồng thời một ít người có ý chí cũng phỏng đoán trong lòng, rốt cuộc là thần thông gì so thể làm cho người ta đoạn chi phục sinh, nó thần kỳ bực nào. Tà Hoàng thiếu chủ đắng chát, thật lâu về sau mới nói. Một nam nhân làm đại sự, hy sinh một nữ nhân có là gì, Ngọc Lạc. Nàng vốn đáng chết, ta giết nàng chỉ vì chặt đứt nhân quả, không có nhân quả, cũng sẽ không có ràng buộc. Người không có ràng buộc mới không có trói buộc, có thể tùy tâm sở dục làm chuyện mình muốn làm, Phong Phi Vân, điểm này ngươi còn kém ta quá xa. Ngươi vô sỉ, hận ý trong lòng Vu Thanh Họa phun trào. Rất muốn mắng to Tà Hoàng thiếu chủ vài câu, nhưng mà trong đầu của nàng chẳng có từ ngữ mắng chửi nào cả. Phong Phi Vân lại lắc đầu, nói. Ngọc Lạc không phải do ngươi giết. Thật là ta giết, Phong Phi Vân, ngươi không thể bởi vì chính ngươi không thể hạ thủ với nữ nhân của mình, cũng hoài nghi người khác cũng không hạ thủ. Tà Hoàng thiếu chủ nói. Phong Phi Vân nói. Nếu như ngươi thật sự muốn giết Ngọc Lạc, thời điểm ngươi cầm lấy trọng bảo vào tay, cũng đã giết nàng rồi. Chặt đứt tất cả manh mối, ta cũng không có khả năng lại truy xét đến ngươi. Nhưng mà ngươi lại không có làm thế, nói rõ ngươi cũng là người không quả quyết, giết Ngọc Lạc là người hoàn toàn khác, nếu là ta không có đoán sai người nọ chính là... Tà Hoàng! Oanh! Những lời này nói ra thì tất cả mọi người biến sắc, có lẽ Tà Hoàng thiếu chủ sắc mặt cũng biến, nhưng mà hắn mang theo mặt nạ, lại không ai có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn vào lúc này là thế nào, chỉ nhìn thấy mặt nạ của hắn mà thôi. Lá gan của Phong Phi Vân cũng đúng là quá lớn, ngay cả Tà Hoàng thiếu chủ cũng không dám nói Tà Hoàng một câu nào cả, hắn rõ ràng dám nói ra trước mặt nhiều người như thế, thật sự là to gan lớn mật. Thật sự là ngại mạng quá dài. Vu Thanh Họa vào lúc này biến sắc, tuy nàng suy đoán Ngọc Lạc chết có bóng dáng của Tà Hoàng phía sau, nhưng mà loại lời này nàng cho dù như thế nào cũng không dám nói ra vậy ý nghĩa chết, thậm chí cả ngự thú trai cũng bị diệt. Nhân vật như Tà Hoàng. Không ngờ còn có người dám nói hắn liên quan tới cái chết của nữ tử bình thường, loại sự tình này ảnh hưởng tới thanh danh Tà Hoàng thật lớn, cho dù Tà Hoàng thật sự ra mệnh lệnh này, cũng không có ai dám nói ra miệng, nhưng mà Phong Phi Vân lại nói ra không kiêng nể gì cả. Tà Hoàng là người nào? Tà Hoàng chính là người muốn đả đảo thần tấn vương triều, thành tựu đế hoàng một phương, loại chuyện này có thể thuận miệng nói ra sao? Không phát hiện ngay cả Tà Hoàng thiếu chủ cũng đang cực lực che giấu chuyện này à? Rất nhiều người dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn Phong Phi Vân. Nếu Tà Hoàng muốn giết một người, tại thần tấn vương này đoán chừng không ai giữ được. Phong Phi Vân làm như không xem hiểu ánh mắt của đám người này, Cú Úp Phi nói. Kỳ thật ta cũng không có nghe ngóng từ cự đầu của Xâm La Điện là ngươi là người thọt cả. Là có một chân hay có hai chân cũng bỏ đi, ta chỉ suy đoán mà thôi, tùy ý thăm dò nhưng lại đúng, hắc hắc. Không nghĩ tới thiếu chủ tự mình xác nhận. Nói như vậy tất cả suy đoán của ta là chính xác. Phong Phi Vân, ta không thể không thừa nhận ngươi đúng là thập phần thông minh, phân không sai nửa phần. Như vậy ngươi cho rằng ngươi có thể duy trì chính nghĩa cho Ngọc Lạc sao? Ngươi có thể lấy công đạo cho ngự thú trai sao? Ngươi đầu nên biết rõ ngươi cũng phạm rất nhiều sai lầm, ngươi giết chết người vô tội còn nhiều hơn ta, ngươi tai họa nữ tử cũng nhiều hơn ta, có ai lấy công đạo cho bọn họ không?
người hỗn đản nhất thiên hạ này không phải ta, là ngươi. Tà Hoàng thiếu chủ đứng chắp tay, khí độ bất phàm, cũng không phủ nhận mình phạm sai lầm, nhưng mà lại không ai có thể bảo hắn nhận sai cả. Phong Phi Vân lạnh nhạt cười nói. Lấy công đạo hay không thì mấu chốt phải xem ngươi nổi danh thế nào, ta hiện tại là người nổi danh, vì sao không thể lấy công đạo cơ chứ? Tà Hoàng thiếu chủ nói. Phu Phật Tôn, ngươi cũng muốn đòi công đạo sao? Phong Phi Vân chợt khẩn trương lên, trong lòng thầm hô Tà Hoàng thiếu chủ quả nhiên lợi hại, tránh nặng tìm nhẹ, mang đầu mâu trực chỉ Vu Thanh Họa, thậm chí là ngự thú trai sau lưng nàng. Nếu Vu Thanh Họa thực đồng ý để Phong Phi Vân giúp ngự thú trai đòi lại công đạo này, như vậy cũng đã nói rõ ngự thú trai cùng Xâm La Điện triệt để đối lập, cũng sẽ chọc cường địch cho ngự thú trai, thậm chí ngự thú trai có thể bị diệt. Thời điểm này Vu Thanh Họa đúng là khó làm, tuy Tà Hoàng thiếu chủ chỉ hỏi một câu mà thôi, nhưng mà làm cho nàng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào ánh mắt Vu Thanh Họa dãy dụa bất quyết, ngay lúc thấy ánh mắt của nàng ảm đạm lại, bờ môi bắt đầu mở ra, biết rõ nàng sắp sửa thảo hiệp dưới bức bách của Tà Hoàng thiếu chủ, Phong Phi Vân lập tức vượt qua nàng một bước, nói. Ta thiếu nợ nhân tình của ngự thú trai, thời điểm ở cổ đạo miếu cũng đã trả hết nợ, nhưng mà tại Đồng Lô Sơn, ngự thú trai lại thiếu nợ ta một nhân tình, nếu ngự thú trai thiếu ta một nhân tình, ta cũng không thể đi đòi hỏi chỗ tốt từ đám ni cô, cũng chỉ có thể đòi hỏi nhân tình của Xâm La Điện các ngươi thiếu bọn họ mà thôi. Ngân ngân, ngự thú trai thiếu nợ nhân tình của ngươi, ngươi lại tới Xâm La Điện chúng ta đòi hỏi, Phong Phi Vân, nói sao mà không hợp ô gì thế? Một thái thượng trưởng lão Xâm La Điện cười lạnh nói ra. Ánh mắt Phong Phi Vân sẳng giọng, nói. Bởi vì Xâm La Điện các ngươi thiếu nợ ngự thú trai. Đây chẳng khác gì Trương Tam thiếu tiền Lý Tứ, nhưng mà Trương Tam trả không được, mà Vương Ngũ lại thiếu nợ tiền Trương Tam, trên nguyên tắc mà nói Lý Tứ tự nhiên có thể đòi nợ của Vương Ngũ. Ngân ngân, ngươi muốn làm Lý Tứ, mà Xâm La Điện cũng tuyệt đối không phải Vương Ngũ. Tử vong hành giả trên lưng vẫn chảy máu, nhưng mà hắn hồn nhiên không phát giác ra, ánh mắt lăng lệ như sứ giả địa ngục. Phong Phi Vân lạnh lùng cười cười, nói. Chuyện này chỉ sợ ngươi nói không tính toán. Tử vong hành giả vô cùng tức giận, duỗi một tay ra, trong hư không ngưng tụ đại thủ ấn, vô số tà khí ngưng tụ ngàn vạn đạo tắc, mang theo sát huy không gì sánh kịp, đánh sơn lĩnh vỡ ra làm hai. Bành! Trong mắt Phong Si bắn ra hai đạo điện quang, trực tiếp đánh vỡ võ ấn của tử vong hành giả, hóa thành từng sợi khói xanh. Tử vong hành giả lui ra sau mấy bước mới dừng lại, hết sức kiêng kỵ Phong Si, không tiếp tục ra tay. Rốt cuộc Tà Hoàng thiếu chủ vẫn mở đầu, nói. Ngươi muốn hoàn lại thế nào? Hắc hắc, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng ta muốn làm gì sao? Ánh mắt Phong Phi Vân quét nhìn qua bốn yêu nữ tuyệt sắc đứng trong hàng ngũ Xâm La Điện, ánh mắt dừng lại trên huyết cấm huyền trạc của các nàng, lại nói. Thiếu chủ hại chết một Phật nữ của ngự thú trai, Xâm La Điện nên dùng bốn yêu nữ này hoàn lại cho ta đi. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng Phong Phi Vân vô sỉ. Bên ngoài là lấy công đạo cho ngự thú trai, trên thực tế đang đánh chủ ý lên bốn yêu nữ tuyệt mỹ của Xâm La Điện. Chỉ cần tu sĩ có vài phần địa vị trong Thần Tấn Vương Triều đều biết ba yêu nữ của Xâm La Điện đều bị Phong Phi Vân tai họa, hiện tại Phong Phi Vân lại vươn ma chảo tới bốn yêu nữ khác, lại còn quang minh chính đại đòi hỏi Tà Hoàng thiếu chủ, thật sự là quá đáng giận, quá hung hăng càn quấy. Đương nhiên cũng có người nhạy cảm phát hiện được thứ gì đó, trong lòng càng bội phục Phong Phi Vân vài phần. Dù sao có thể làm cho Tà Hoàng thiếu chủ thỏa hiệp, đương thời còn có mấy người có bổn sự lớn như thế chứ. Tà Hoàng thiếu chủ dường như cũng định liệu được Phong Phi Vân sẽ đưa ra yêu cầu này, cười nói. Phong Phi Vân a hát, Phong Phi Vân, nếu ngươi không ham mê nữ sắc, trên người của ngươi không tìm ra nhược điểm, đến lúc đó ta có khả năng thật sự sợ ngươi đấy. Một nữ nhân có thể trở thành nhược điểm của nam nhân, nhất định đó là nam nhân sợ nữ nhân. Hắc hắc. Phong Phi Vân nháy mắt vài cái cười nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ bốn người các nàng ta phái nằm vùng bên cạnh ngươi, vào một ngày nào đó ngươi sẽ chết trên bụng của các nàng? Tà Hoàng thiếu chủ nói. Bốn yêu nữ đều là đệ nhất mỹ nhân của các điện, mỗi người thiên tư không thấp, hơn nữa mỹ mạo tuyệt luân, có mang theo khí chất vũ mị lẳng lơ, có thanh thuần xinh đẹp, có thậm chí không mang theo tà khí trên người giống như tiên tử đạo môn. Được xưng là yêu nữ chưa hẳn chính là yêu nữ. Nếu không phải biết rõ thân phận các nàng, còn cho rằng các nàng là người của đạo môn. Người luôn phải chết,
nếu có thể chết trên bụng nữ nhân, chết trên bụng mỹ nhân lại là chết tốt. Phong Phi Vân nói, không biết thiếu rốt cuộc định tính sổ sách này thế nào. Tất cả mọi người khẩn trương lên, đang chờ đợi Tà Hoàng thiếu chủ đưa ra quyết định. Nếu như Tà Hoàng thiếu chủ thỏa hiệp, đem 4 vị yêu nữ giao cho Phong Phi Vân, như vậy đã nói lên Tà Hoàng thiếu chủ đã thua. Nếu Tà Hoàng thiếu chủ không thỏa hiệp, như vậy hôm nay nhất định sẽ xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Tà Hoàng thiếu chủ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, Xâm La Điện đã từng ăn thiệt thòi lớn trong tay Phong Phi Vân, tạo thành ảnh hưởng mặt trái rất lớn, mà hôm nay nếu như Tà Hoàng thiếu chủ thỏa hiệp với Phong Phi Vân lần nữa, đem 4 vị yêu nữ chắp tay giao cho Phong Phi Vân, dùng tác phong của Phong Phi Vân, 4 yêu nữ này chắc chắn sẽ bị hắn trà đạp, danh dự Xâm La Điện sẽ thấp tới cực điểm, đối với Xâm La Điện thống nhất tà đạo, thậm chí thống nhất cả thần tấn vương sẽ có ảnh hưởng không tốt. Một lão giả phân tích nói ra. 4 yêu nữ Xâm La Điện lúc này khẩn trương lên, đôi mắt dễ thương đầy gợn sóng, khi thì nhìn chằm chằm vào Tà Hoàng thiếu chủ, khi thì nhìn về phía Phong Phi Vân, tuy các nàng xinh đẹp như thiên tiên, thiên tư không tầm thường, nhưng mà các nàng không thể tự quyết định vận mệnh bản thân, quyền quyết định đang nằm trong tay hai tuấn kiệt cao cấp nhất. Tính, đương nhiên phải tính. Tà Hoàng thiếu chủ trầm mặc hồi lâu mới nói như thế, tiếp theo lại nói. Thần vương đại nhân là thần vương duy nhất của thần tấn vương triều, lại là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi, phong hoa tuyệt đại, 4 nàng đi theo ngươi cũng không tính là ủy khuất. Huống hồ hôm nay có vô thượng cự phách ở đây, Xâm La Điện ta tổn thất 4 nữ nhân còn có giá trị hơn tổn thất 10 cự phách. Tà Hoàng thiếu chủ lại thỏa hiệp. Ngay cả Phong Phi Vân cũng cảm giác không chút chân thật, cảm thấy Tà Hoàng thiếu chủ còn có hậu chiêu, hắn không thể dễ dàng thua người như thế. 4 yêu nữ này mỗi người đều có đường cong yêu mỹ, ngọc thể xinh đẹp, giống như 4 thần tiên mỹ quyến hạ phàm, thản nhiên đi đến trước mặt Phong Phi Vân, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, không nói các nàng cười thật hay cười giả, chỉ cần nhìn thấy 4 nữ nhân tươi cười, đây cũng là hưởng thụ lớn lao. Phong Phi Vân có khi đã nghĩ có nên giống như Lý Tiêu Nam hay không, cho mình mấy thị nữ tu vị cường đại, lại làm một dàn mỹ nữ chơi nhạc, nhưng mà suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị Phong Phi Vân cắt đứt. Nói đùa, Phong Phi Vân cũng không có tiêu sái như Lý Tiêu Nam, cựu nhân của hắn khắp thiên hạ, bản thân cũng khó bảo vệ, còn mang theo một đám nữ nhân, trang bức đây chẳng phải là đi tìm chết hay sao. Mà mấy kiếm thị, nhạc sử của Lý Tiêu Nam kia, Phong Phi Vân trông mà thèm, có nhiều thiếu chút nữa ra tay bắt lấy làm ấm giường, nhưng mà không có cơ hội a. Cho nên nói có mỹ nhân cực đẹp thật nhiều ở bên cạnh chính là vốn liếng của nam nhân, nhưng nếu tu vị của ngươi không đủ mạnh, cho dù có nhiều nữ nhân hơn nữa cũng sẽ đội nón xanh như thường. Phong Phi Vân gọi thiên tủy binh đảm ra, trực tiếp chặt đứt huyễn cấm huyền trạc trên người các nàng, bên trong bay ra 4 giọt máu tươi, bị Phong Phi Vân cẩn thận thu vào trong hộp ngọc, lại phong ấn kỹ càng. Cộng thêm giọt máu tươi từ chỗ bạch như tuyết thì có được 5 giọt. Hiện tại chỉ còn lại vòng tay của Vạn Hương Sầm cùng Lục Ly Vi mà thôi. Phong Phi Vân nhìn qua 4 yêu nữ, quả nhiên đều là tuyệt sắc giai nhân. Khóe miệng tươi cười, hắn ra tay nhanh như tia chớp phế bỏ tu vị của ác nàng, 4 yêu nữ phát ra tiếng kêu buồn bực, sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng, thân thể mềm mại rung động ngã xuống đất. Các nàng không thể tin được Phong Phi Vân lại phế bỏ tu vị của các nàng, cắn chặt răng, ánh mắt căm hận Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười cười, nói. Phu Thanh Họa, người tổn thất một đệ tử, hiện tại trả cho người 4 người, 4 yêu nữ này thiên tư tuyệt hảo. Nếu tu luyện bí pháp Phật môn chính thống sẽ nhanh chóng khôi phục lại, nhưng nếu tu luyện công pháp tà đạo thì chắc chắn bạo thể mà chết. Hắn nói lời này là nói với Vu Thanh Họa, càng nói cho 4 yêu nữ nghe. Đây quả thật là tát cho Xâm La Điện một cái, rất nhiều cự đầu tà đạo của Xâm La Điện vô cùng tức giận, muốn lao tới đánh Phong Phi Vân một trận. Tà Hoàng thiếu chủ vẫn lạnh nhạt như cũ, cao giọng nói. Chẳng lẽ mọi người không muốn biết ngự thú trai bị trộm trọng bảo gì sao? Nghe nói như thế, sắc mặt Phu Thanh Họa y biến, mà Phong Phi Vân cũng sinh ra dự cảm không tốt, hắn nhíu mày. Thời điểm tất cả mọi người hiếu kỳ bị Tà Hoàng thiếu chủ hấp dẫn, hắn mới lên tiếng. Thiên hạ có thể làm được chuyện gãy chi phục sinh, xương trắng mọc thịt chỉ có một mà thôi, chính là Kim Tàm Kinh. Kim Tàm Kinh thật đã xuất thế, hơn nữa còn nằm trong ngự thú trai. Ngày đó ta đi chỉ là một cuốn thác bản mà thôi, hơn nữa cũng đã trả lại. Trong ngự thú trai càng có toàn bộ Kim Tàm Kinh. Các ngươi nếu không phải tin có thể hỏi Vu Phật Tôn một câu. Ngân ngân.
giọng của Tà Hoàng thiếu chủ âm vang hữu lực, vang vọng ngàn dặm, phàm là tu sĩ tới Đồng Lô Sơn đều biết rõ chuyện này, trong lúc nhất thời tạo thành oanh động lớn lao, huyết dịch sôi trào. Thì ra Kim Tàm Kinh tại Ngự Thú Trai. Nhất định là như thế, chỉ có Kim Tàm Kinh mới có được hiệu quả thần kỳ như thế. Khó trách Phong Phi Vân lúc trước nói hàm hồ như vậy, thì ra Tà Hoàng thiếu chủ tốn sức chín châu cũng chỉ vì lấy được thác ấn của Kim Tàm Kinh, đây mới là chân tướng. Rất nhiều lão tổ thế lực giao hảo với Ngự Thú Trai cũng sinh ra vẻ tham lam, không nói tu sĩ thế lực khác hận không thể hiện tại giết tới Ngự Thú Trai, cướp đoạt Kim Tàm Kinh vào tay. Phong Phi Vân, người muốn lấy công đạo cho Ngự Thú Trai, vậy cũng đừng trách ta độc ác. Chiêu này của Tà Hoàng thiếu chủ tuyệt đối đủ tàn nhẫn, chỉ một câu đã làm cho Ngự Thú Trai lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngự Thú Trai đạt được Kim Tàm Kinh tàn quyển chính là một bí mật được che giấu rất kỹ. Trong hàng đệ tử Ngự Thú Trai có nhiều người không biết rõ tình hình, bởi vì một khi tiết lộ ra ngoài, Ngự Thú Trai sẽ gặp đại tai nạn. Có người trước đến hỏi thăm Vu Thanh Họa, đây chính là lão tăng toàn thân tỏa ra kim quang, hai mắt thâm thúy như thần uyên, hắn tới từ Đại Long Tự của Thiên Long Vương Triều, tu vị cao thâm mà chắc. Lão tăng râu ria tuyết trắng, trên người có khí thức bảo tướng trang nghiêm, chắp tay trước ngực, nói. A-di-đà Phật, xin hỏi Vu Phật hữu. Kim Tàm Kinh thật sự có ở Ngự Thú Trai sao? Lão tăng này tu vị khủng bố, hắn đứng trên mặt đất, lại cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân. Vu Thanh Họa môi son óng ánh, ngọc dung như lê hoa, Phật y ra thân, nàng giống như tiên nữ trong tranh, trầm mặc không nói, thật lâu nói không ra lời nà. Nàng tự nhiên có thể nói không có, nhưng mà nàng là người tu Phật, hơn nữa tu vị Phật hiệu không thấp, nàng là người có tâm tình tinh khiết. Không thể nào nói là có Kim Tàm Kinh tại Ngự Thú Trai, như vậy sẽ mang tới tai họa cho Ngự Thú Trai. Rất nhiều người đều gật gật đầu, Vu Thanh Họa biểu lộ đã nói rõ vấn đề, Kim Tàm Kinh xem ra thật có ở Ngự Thú Trai. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lẽo, Tà Hoàng thiếu chủ dùng chiêu này quá độc ác, hắn không chỉ muốn thắng Phong Phi Vân, càng muốn tịnh thổ vạn năm như Ngự Thú Trai biến thành nơi khô cằn, Phong Phi Vân cho dù cường đại hơn nữa cũng không ngăn được người thiên hạ. Khó trách hắn thỏa hiệp lúc trước, vì đạt được chiêu cuối cùng này, một chiêu này có thể chuyển bại thành thắng, hơn nữa còn thắng triệt để. Đám cự đầu Xâm La Điện lúc này đứng lên cười to, trong lòng cũng càng thêm bội phục Tà Hoàng thiếu chủ. Phong Phi Vân cười cười, nói. Kim Tàm Kinh tại Ngự Thú Trai, thật sự là chê cười chết người. Phong Phi Vân, ngươi cho rằng người trong thiên hạ là đồ ngu sao, là tin tưởng Tà Hoàng thiếu chủ hay là tin tưởng ngươi? Tâm lý của mọi người đều có một cây cân, không phải ngươi nói Kim Tàm Kinh không có tại Ngự Thú Trai, mọi người thật sự dại dột cho rằng Kim Tàm Kinh không tại Ngự Thú Trai, ha ha ha. Một tà giả của Xâm La Điện cười lạnh nói ra. Trên mặt Phong Phi Vân tươi cười nhàn nhạt, trực tiếp lấy một tượng Phật bảy tấc trong tu di giới ra, lắc tay một cái kim quang trên tượng Phật hiện ra, thần quang rạng rỡ, tiếng Phật âm quanh quẩn thiên địa giống như vạn Phật triều bái. Phong Phi Vân nâng tượng Phật lên. Ngàn vạn Phật vân vờn quanh người của hắn, lúc này một kim tàm khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, cất cao giọng nói. Các ngươi không phải muốn bức ta giao ra Kim Tàm Kinh sao, làm gì nói Kim Tàm Kinh tại Ngự Thú Trai, ngân ngân, hiện tại ta lấy Kim Tàm Kinh ra, các ngươi có bản lĩnh thì lấy đi. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh sơn mạch, dáng người lỗi lạc, Vu Thanh Họa đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng đỏ rực, nàng tự nhiên biết rõ Kim Tàm Kinh ở trên người Phong Phi Vân. Nhưng mà nàng không ngờ Phong Phi Vân lại chủ động vì Ngự Thú Trai mang Kim Tàm Kinh ra, dẫn dắt mầm tai họa lên người của hắn. Giờ phút này bờ môi Vu Thanh Họa đã bị nàng cắn nát, ngón tay ngọc nắm thật chặt, nói. Ma đầu kia, vì cái gì làm như vậy? Vu Thanh Họa, ngươi ngàn vạn đừng cảm động rơi lệ, ta cũng không phải vì ngươi mà làm như vậy. Ngươi trở lại Ngự Thú Trai nói cho Nạp Lan biết, bảo nàng chuyên tâm ở Ngự Thú Trai tu hành Phật đạo. Không phải chỉ tổn thất mấy trăm năm tuổi thọ sao, chỉ cần nàng chịu dụng công sẽ tu trở lại, giao linh quả này cho nàng. Phong Phi Vân linh quả hoàn hảo vô khuyết 6.000 năm đưa vào trong tay Vu Thanh Họa, cười một tiếng sau đó thân thể hóa thành lưu quang, sử dụng luân hồi tật tốc bay thẳng lên trời, tốc độ nhanh tới cực điểm. Kim Tàm Kinh quả nhiên đang ở trong tay Phong Phi Vân, mọi người mau đuổi theo A Hát. Là Kim Tàm Kinh không sai, Kim Phật bảy tấc, đại đạo Phật âm. Không có khả năng giả bộ, đây chính là một trong ba đại thánh điển, đạt được Kim Tàm Kinh nhất định có thể thiên hạ vô địch. Tuyệt đối không thể để cho Phong Phi Vân chạy thoát.
chín thành người nơi đây mau chóng đuổi theo Phong Phi Vân, kể cả đám tăng nhân của Thiên Long Vương Triều, Bắc Minh Phá Thiên, Tà Hoàng Thiếu Chủ dẫn đầu cường giả Xâm La Điện đuổi bắt, Lý Tiêu Nam dẫn đầu tám đại cao thủ Thần Linh Cung đuổi theo, Đồng Lô Sơn lúc này tiếng gió rít gào, cường giả như mây. Đánh chết Phong Phi Vân, cướp lấy Kim Tàm Kinh. Toàn bộ đều là cường giả, trong đó không ít là thiên mệnh cửu trọng thượng vị cự phách, thậm chí có cường giả nửa bước chân nhân. Nhân vật cấp bậc cự phách nhiều không biết bao nhiêu. Không ai nghĩ tới lại sinh ra chuyển biến lớn như thế, vượt quá tất cả mọi người suy đoán ban đầu. Nhưng mà yêu tộc thần tàng địa lại trở nên trống rỗng, chỉ còn lại tiểu tà ma và Vu Thanh Họa còn đứng ở nơi đó, Phong Si cũng đứng ở nơi đó, L hắn giống như bức tượng đá vậy, không nhúc nhích, mặc cho Đạm Đạm bò qua bò lại trên vai của hắn. Bốn yêu nữ bị phế tu vị đứng lên, NS mắt các nàng phức tạp, muốn lặng lẽ rời đi nhưng lại bị tiểu tà ma ngăn cản, nhét đan dược đen xì vào miệng các nàng, sắc mặt bốn yêu nữ kinh biến, cũng không biết tiểu tà ma cho các nàng ăn cái gì, cũng bởi vì không biết cho nên mới sợ. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Một yêu nữ da trắng, môi hồng, tóc dài xinh đẹp quát lên. Kẹo, tiểu tà ma nói. Nói bậy, rõ ràng là một viên thuốc. Một yêu nữ mặc bạo lộ, ngọc thể đầy đặn, bộ ngực sữa cao ngất nói ra. Biết là đan dược, vậy các ngươi còn hỏi làm gì? Tiểu tà ma sờ sờ đỉnh đầu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên mê người, lộ ra hai cái răng khểnh, lặng lẽ nói. Đan dược này chính là bảo bối đấy, sau khi ăn xong làn da sẽ trắng bóng tinh mỉ, toàn thân đều thơm ngào ngạt, nhưng mà một tháng không ăn sẽ lập tức biến thành người quái dị, trên mặt đau nhức, mụn nhọt sinh ra, lòng bàn chân hóa huyết, thân thể càng ngày càng mập mạp, ha ha, kỳ thật ta đang hù dọa các ngươi thôi, các ngươi ngàn vạn đừng coi là thật. Bốn yêu nữ đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nguyền rủa tiểu tà ma muốn chết, thật sự là còn giống ma đầu hơn cả Phong Phi Vân. Mặc dù tiểu tà ma nói là hù dọa các nàng, nhưng mà các nàng thật sự không dám trốn, dù sao các nàng đều là mỹ nhân tuyệt đỉnh, càng là mỹ nhân càng chú ý tới dung mạo của mình, nếu thật sự biến thành người quái dị, các nàng chết đi cho xong. Phù Thanh Họa mang theo thần sắc lo lắng trên mặt, khó có thể nói rõ trong lòng nàng hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Tiểu tà ma vẫn không có lo lắng như thế, con mắt cong lên như trăng khuyết, nói. Phù tỷ tỷ. Người không cần lo lắng cho ca ca của ta, hắn nắm giữ một kiện linh bảo trong tay, tốc độ thiên hạ vô song, một khi triển khai linh bảo này, chưa chắc chân nhân đuổi kịp hắn. Tiểu tà ma chỉ tự nhiên nói tới thanh đồng cổ thuyền, nàng từng ngồi qua thanh đồng cổ thuyền, nửa canh giờ đã vượt qua mười mấy vạn dặm, đã sớm muốn đòi hỏi Phong Phi Vân đưa cho nàng vuốt vuốt. Phù Thanh Họa lại không tin trên đời này có linh bảo như thế, trong tay nắm chặt lấy linh quả mà Phong Phi Vân kín đáo đưa cho nàng. Đôi mắt dễ thương óng ánh, dáng người tiêu điều, tóc dài bay múa trên hư không, thở dài nói. Ngươi không hiểu, ca của ngươi lấy Kim Tàm Kinh ra cũng đã quyết tự ý, hắn muốn dùng một mình đổi lấy sự an bình của ngự thú trai. Tiểu tà ma nhíu mày, gãi gãi đầu, nói. Ca của ta vĩ đại như thế sao? Hừ, Phong đại ma giàu cả đời làm bậy quá nhiều, sau khi tu luyện Kim Tàm Kinh thì hắn cũng đã tỉnh ngộ. Lương tri thức tỉnh, đây chính là chuộc lại sai lầm lúc trước của hắn. Tuy Vu Thanh Họa nói như thế, nhưng mà trong lòng thật sự có ngàn vạn cảm khái, rất khó nói ra được, trong óc lại hiện ra nụ cười cuối cùng khi Phong Phi Vân rời đi, đặc biệt là đôi mắt của hắn mang theo mị lực không nói nên lời, thậm chí có chút ít khó có thể quên được. Tiểu tà ma không cho là như thế, trong mắt hiện ra hào quang sáng ngời, chợt lại biến thành tội nghiệp, con mắt sưng đỏ lên, bĩu môi nói. Phu tỷ tỷ, ca ca của ta thật sự không phải như vậy. Phu Thanh Họa nhìn qua bộ dáng bất lực của tiểu tà ma, trong lòng cũng có chút chua xót, vỗ nhẹ đầu của tiểu tà ma, nói. Thế nhân tham lam, mà Kim Tàm Kinh chính là thánh điển cao cấp nhất, hiện tại có vô số lão tổ đuổi giết hắn, trong đó còn không thiếu hung nhân khủng bố thiên mệnh cửu trọng, nửa bước chân nhân, ca của ngươi muốn chạy ra tìm đường sống, khả năng là bằng không, hơn nữa cho dù hắn thật sự chạy ra khỏi tay của những người này. Cũng tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chân nhân, Tà Hoàng, Thần Linh Cung, Thiên Vu Thần Nữ, Lão Tổ Bắc Minh Việt và còn có rất nhiều chân nhân lánh đời ra tay với hắn. Hắn căn bản không có khả năng sống sót, tiểu tà ma khóc càng lúc càng lớn. Phù Thanh Họa ngầm bực bản thân mình, tại sao không biết an ủi người ta như thế, dù nói thế nào tiểu tà ma kỳ thật cũng chỉ là tiểu nữ hài, hôm nay đã không chỗ nương tựa, nếu như ca ca chết đi,
nàng phải đi nơi nào? Phù Thanh Họa bối rối, ôm đầu tiểu tà ma, an ủi. Theo ta quay về ngự thú trai a, dù sao ngự thú trai cũng thiếu nợ nhân tình ca ca ngươi quá lớn. Tỷ tỷ ngươi thật tốt, nếu ca ca ta sống sót. Nếu ca ca ta sống sót, ngươi làm chị dâu ta được không? Tiểu tà ma rúc vào trong ngực Phù Thanh Họa, đáng thương ngẩng đầu lên, con mắt sưng đỏ, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm vào Phù Thanh Họa. Cái này, tỷ tỷ là người tu Phật. Phù Thanh Họa nhìn thấy bộ dáng bất lực của tiểu tà ma, nàng không thể ngoan tâm nói lời cự tuyệt, kỳ thật trong lòng của nàng cũng đắng chát. Oa, tiểu tà ma lập tức khóc thét lên thương tâm gần chết, bi thương thê lương nói không nên lời. Phù Thanh Họa cảm giác mình thiếu nợ Phong Phi Vân nhân tình quá lớn, giúp hắn chiếu cố muội muội cũng là đương nhiên, do dự thật lâu mới nói. Nhà đầu, đừng khóc, tỷ tỷ đáp ứng ngươi còn không được sao? Thực, tiểu tà ma chợt không khóc, con mắt mở to ra. Phù Thanh Họa cười cười, gật gật đầu. Úp a, đi thôi. Tiểu tà ma vẫn còn một tia nước mắt trên khóe mi, đứng lên rời đi. Đi đâu? Phù Thanh Họa có cảm giác bị lừa. Tiểu tà ma nói. Ca ca trước khi đi có truyền âm cho ta, hắn nói bảo ta đi ngự thú trai chờ hắn, sau khi hắn làm xong mọi chuyện sẽ đi tới đón ta. Cười cười, nói. Đến lúc đó ba người chúng ta là người một nhà, cùng nhau giết về Phong gia, đúng không, chị dâu, ha ha. Cách Đồng Lô Sơn mấy chục vạn dặm có vô số cấm địa và khu vực tử vong, nhưng mà không có một chỗ nào có thể làm khó Thanh Đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân đứng trên bong thuyền Thanh Đồng cổ thuyền, tốc độ còn nhanh hơn cả sao băng, không ai có thể đuổi theo hắn, chỉ 10 phút hắn đã vượt qua địa vực mười mấy vạn dặm, bỏ đám cường giả phía sau thật xa. Đúng lúc này cảm giác nguy cơ xuất hiện, bầu trời trên cao mở ra, một đạo cột sáng đánh xuống giống như thiên đạo trảm, ngay cả bầu trời cũng chấn động. Đây là có người cách hư không thi triển sát phạt chi thuật, uy năng khó có thể nói rõ, cự phách cũng bị chém giết. Cách hư không mấy vạn dặm, cho dù là sát thuật kinh thế cũng suy yếu quá nhiều, muốn giết ta nói dễ vậy sao? Phong Phi Vân đảo tay, lóe lên một cái, kình thiên côn bộc phát hào quang sáng người đánh vào trời cao, kình thiên côn nhanh chóng đánh nát đạo ánh sáng kia. Oanh! Cột sáng tứ tán, hóa thành quang vũ. Phong Phi Vân cảm giác cánh tay run lên. Hổ khẩu đau nhức, nếu không phải thân thể của hắn cường đại, hiện tại cánh tay bị chém nứt thành hai đoạn rồi, hiển nhiên người nọ vừa ra tay chính là thiên mệnh cửu trọng, cách mấy vạn dặm bộc phát chiến lực khủng bố như thế, thiếu chút nữa đánh Phong Phi Vân bị thương. Ầm ầm, một âm dương tà đồ hiện ra trong hư không và đánh xuống, biến lớn vài trăm mét, nó từ trong tầng mây giáng xuống, hào quang vạn trượng. Đây là tam phẩm linh khí do cường giả tuyệt đỉnh vận dụng. Cách lấy mấy vạn dặm muốn đánh chết Phong Phi Vân. Uy năng âm dương đồ này không đơn giản, trực tiếp chấn nát núi sông chung quanh sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường, đại địa sụp đổ, tạo uy cái thế, dưới chân nhân không ai có thể ngăn cản được. Phong Phi Vân chỉ có thể toàn lực thúc giục Thanh Đồng cổ thuyền, không ngừng tránh né âm dương tà đồ chấn áp xuống, dù là như thế vẫn có vài đạo tà quang xuyên qua Thanh Đồng cổ thuyền, nếu không có Thanh Đồng cổ thuyền ngăn cản bảy thành lực công kích. Chỉ sợ Phong Phi Vân giờ phút này cũng đã trọng thương. Đáng giận, đám người kia vì Kim Tàm Kinh đúng là điên cả rồi. Phong Phi Vân vận dụng tất cả át chủ bài của mình ra thủ hộ thân thể mình, toàn lực thúc giục Thanh Đồng cổ thuyền không ngừng tránh né âm dương tà đồ và các loại thuật pháp giáng xuống. Phong Phi Vân, ngươi cho rằng tốc độ của ngươi nhanh thì có thể thoát được sao? Một giọng nói mang theo uy nghiêm khiếp người từ trên cao vọng xuống, đây là âm thanh truyền lại từ cách đó mấy vạn dặm. Tuy đám người này không cách nào đuổi kịp Thanh Đồng cổ thuyền, nhưng lại có tu vị vô cùng khủng bố, có thể cách không công kích, có thể truyền âm thanh chấn nhiếp Phong Phi Vân. Oanh! Lại một kiện tam phẩm linh khí từ trên trời giáng xuống, chính là một thanh chiến kiếm, nó giống như thủy ngân 10 vạn cân, kiếm hồn lợi hại, bộc lộ uy năng có thể đồ thần trảm tiên, chém thẳng vào Thanh Đồng cổ thuyền. Đây cũng là cao thủ tuyệt đỉnh ra tay, tu vị cao đến dọa người. Đã có thể bộc phát toàn bộ uy năng của chiến kiếm, phát ra lực công kích tăng 24 lần. Chủ nhân chiến kiếm che giấu khí tức, không người nào biết ai đã ra tay với Phong Phi Vân, nhưng mà hắn cố ý che giấu khí tức, nói không chừng cũng là một người trong thế lực giao hảo với Phong Phi Vân, ví dụ như triều đình, ví dụ như Phong gia, ví dụ như ngự thú trai, ví dụ như ngân câu phiệt, ví dụ như vạn tượng tháp. Vì thánh điển như Kim Tàm Kinh, cho dù là hảo hữu vẫn có thể hạ độc thủ.
cho dù là người tin tưởng nhất cũng không thể tin tưởng. Thanh đồng cổ thuyền hiểm lại càng hiểm né qua, cuối cùng thanh chiến kiếm không chém trúng thanh đồng cổ thuyền, kiếm khí mạnh mẽ chém vào mặt đất, trên mặt đất lưu lại vết kiếm dài mấy chục vạn trượng, chém nứt một con sông, từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy mặt đất bị chém nham nhở, từ đó có thể thấy chiêu kiếm này khủng bố cỡ nào.